Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 25. Cạc cạc cạc. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn ánh chiều tà bên trong, quả đen chói tai quát tiếng ồn, truyền khắp tại chỗ lẻ loi trơ trọi mười mấy người trong tai, bốn phương tám hướng con quạ, bị nơi này gai mũi mùi máu tươi hấp dẫn, ào ào xoay quanh trên không, thật lâu không rời. Hoàng phủ Thanh Thiên xa nhìn Trác Phàm biến mất phương hướng, từng ngụm thở hổn hển, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Lấy hắn cầm đầu trăm nhà bố trí mai phục, đem hết toàn lực, sau cùng toàn quân bị diệt, thế mà vẫn không có lưu lại Trác Phàm tánh mạng, cái này thật sự là để hắn thể diện mất hết, tại tất cả mọi người trước mặt mất hết vương giả uy nghiêm. Riêng là trận chiến này bị bại đè xuống bôi chỗ, hắn chả cái nào có tư cách để phụ thân hắn sớm thoái vị, đoạt gia chủ chi tư. À, nghĩ tới đây, Hoàng phủ Thanh Thiên liền nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài, đầy bụng lửa giận cùng ai oán, thẳng cả kinh đang chuẩn bị đến đây kiếm ăn con quạ, dọa đến vội vã vẫy hai lần cánh bay đi. U Vũ Sơn ba người ngã trên mặt đất, không động đậy thân thể, nhìn lấy Hoàng phủ Thanh Thiên cái kia phẫn uất bộ dáng, lại là ai cũng không dám lên tiếng, sợ quấy rầy vị này tức giận không có chỗ vung đế vương long, đem chính mình cho bồi đi vào. Đại công tử. Đột nhiên, một tiếng nhát gan thanh âm vang vọng tại bốn người bên tai, mọi người quay đầu nhìn qua, lại chính gặp chẳng biết lúc nào, Nghiêm Phục mang theo 10 cái chạy thoát phụ thuộc gia tộc con cháu, run như cầy sấy đi vào trước mặt bọn hắn. Quay đầu lạnh lùng liếc bọn họ liếc một chút, Hoàng phủ Thanh Thiên không khỏi sùi cười ra tiếng, hừ, các ngươi mệnh thật là lớn a, chết rất nhiều người, liền mấy trăm thiên huyền cao thủ đều chết tận. Các ngươi này một đám đoán cốt cảnh tu giả, cũng liền Nghiêm Phục là thiên huyền cảnh con kiến hôi, thế mà có thể sống sót, thật đúng là tổ phần bốc lên khói xanh a. Bất giác thân thể trì trệ, Nghiêm Phục cùng còn lại mấy người liếc nhau, lại đều là lòng tràn đầy lo sợ, không ngừng run rẩy. Nhưng cuối cùng, Nghiêm Phục vẫn là cắn răng một cái, dẫn đầu quỳ rạp xuống đất. Mà còn lại bọn người nhìn thấy, cũng ào ào quỳ xuống, bò lổm ngổm đầu, dọa đến không dám lên tiếng. Đại công tử thứ tội, vừa mới chúng ta bị quái vật kia dọa sợ, kết giới còn chưa khởi động, liền thừa dịp loạn chạy đi, cho nên, chỗ lấy các ngươi thì sống sót, tựa hồ sớm đã biết hết thảy, Hoàng phủ Thanh Thiên không đợi Nghiêm Phục nói hết lời, liền đã cười lạnh thành tiếng. Nghiêm Phục bất giác dọa đến khẽ run rẩy, không lưu loát gật gật đầu. Thế nhưng là nghe được lời này, Hoàng phủ Thanh Thiên chỉ là khinh miệt nhìn lấy bọn hắn, còn thượng không nói chuyện, nơi xa Nghiêm Bán Quỷ đã là giống như muốn thanh lý môn hộ giống như, đối với Nghiêm Phục mắng to lên tiếng, tốt ngươi cái Nghiêm Phục, thật sự là mất hết chúng ta Dược Vương Điện mặt mũi, uổng cho ngươi cùng quái vật kia còn có giết sư mối thù, thế mà lại tại quái vật kia đánh tới trước, làm ra lâm trận bỏ chạy sự tình, thật sự là kẻ hèn nhát hành động. Đại công tử, coi như ta cái này làm sư huynh dạy bảo không nghiêm, ngài muốn thế nào xử phạt hắn đều có thể, coi như đòi mạng hắn cũng không quan trọng, tuyệt đối đừng lưu cho ta thể diện. Nghiêm Bán Quỷ hét lớn một tiếng, một mặt đau lòng nhức óc bộ dáng. Nghiêm Phục thì là nhìn không được nuốt ngụm nước bọt, dọa đến toàn thân không ngừng run rẩy, đồng thời trong lòng càng hận hơn. Nghiêm Bán Quỷ vừa rồi cái kia mấy câu, cùng nói là răn dạy hắn, chẳng bằng nói là giảng cho tất cả mọi người, riêng là điện chủ Nghiêm Bá Công nghe. Vốn là bọn họ lâm trận bỏ chạy, Hoàng phủ Thanh Thiên nếu là trong lòng không thuận, muốn giết bọn hắn ai có thể ngăn được. Coi như thật tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, chạm Dược Vương Điện người, Dược Vương Điện dám tìm đế vương môn tính sổ sách sao? Đã không dám, vậy cũng chỉ có thể nhận sợ, nhưng là cái này một nhận sợ, người trong thiên hạ nhưng là đều đem Dược Vương Điện cho xem thường. Thế nhưng là Nghiêm Bán Quỷ vừa mới cái kia mấy câu, lại là nói xảo diệu, chẳng những vượt lên trước gian dậy phạm sai lầm đệ tử, bảo trụ Dược Vương Điện thể diện, còn thuận nước đẩy thuyền để Hoàng phủ Thanh Thiên xử lý, nhưng lại đập đế vương môn mông ngựa, lấy đó lấy đế vương môn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cứ như vậy, coi như Hoàng phủ Thanh Thiên đem Nghiêm Phục giết, cũng không gì đáng trách. Bởi vì đây là Dược Vương Điện trước làm ra xử lý, trao quyền cho Hoàng phủ Thanh Thiên toàn quyền xử lý. Mặc kệ kết quả như thế nào, Dược Vương Điện mặt mũi cũng bảo trụ, hai nhà quan hệ lại rút ngắn, tốt bao nhiêu. Chỉ có Nghiêm Phục một người, làm cái này vật hy sinh. Mấu chốt là sau đó,
Nghiêm Bá Công đối Nghiêm Bán Quỷ như thế thích đáng xử sự nhất định sẽ thật to tán dương, hạ nhiệm Dược Vương Điện điện chủ vị trí không thì càng có cam đoan sao. Hung hăng khẽ cắn môi, Nghiêm Phục trong lòng ám hỏa, lại là một mực chịu đựng, cũng không phát tác, y nguyên cung kính nằm dạp trên mặt đất. Hoàng Phủ Thanh Thiên khẽ liếc Nghiêm Bán Quỷ liếc một chút, chỗ nào không biết khác ý nghĩ, lại là cười khẽ một tiếng, thôi, sau trận chiến này, chúng ta mấy cái thương tổn, tàn tàn, chính là lúc dùng người. Nghiêm Phục là khó được luyện đan sư, há có thể nói giết thì giết. Hắn có thể còn sống sót, cũng coi như đối với chúng ta có chút tác dụng. Đại công tử khoan hồng độ lượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua, tại hạ thế sư đệ vạn phần cảm tạ. Nghiêm Bán Quỷ mi đầu lắc một cái, lập tức lại làm lên người tốt, sau đó nhìn về phía Nghiêm Phục trách mắng, Nghiêm Phục, người còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau tạ tạ đại công tử ân không giết. Nếu không lời nói, người loại này lâm trận bỏ chạy hành động, coi như đại công tử tha cho ngươi, sư huynh ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Nghe được lời này, Nghiêm Phục không khỏi một trận bực mình, thật hận không thể xông đi lên cho hắn hai bàn tay. Ngay từ đầu đem lão tử ném ra, thân là đồng môn, liền cầu tình đều không cầu là ngươi, hiện tại lại hình như ngươi nha là lão tử ân nhân một dạng, đối lão tử khoa tay múa chân, để lão tử mang ơn, cái gì đều nghe ngươi hành sự. Giống như Hoàng Phủ Thanh Thiên là nhìn mặt mũi ngươi mới không giết lão tử một dạng. Hừ, chờ xem, ngươi phần tình nghĩa này, lão tử sớm muộn còn cho ngươi. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt, Nghiêm Phục vẫn như cũ là rất là cung kính, cảm động đến rơi nước mắt bái nói, nhiều tạ đại công tử ân không giết, đa tạ sư huynh nâng đỡ chi tình. Khẽ gật đầu, hai người tất cả đều vui vẻ tiếp nhận, trên mặt một bộ trẻ nhỏ dễ dậy kiêu căng bộ dáng. Tốt, các ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì, còn không mau đi xem xét nhìn ba người bọn họ thương thế. Đón lấy, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhất chỉ U Vũ Sơn ba người, quát lên. Nghiêm Phục khẽ gật đầu, liền đuổi vội vàng đứng dậy, đầu tiên theo trong giới chỉ xuất ra một viên thuốc đưa cho Hoàng Phủ Thanh Thiên, sau đó mới lại mang theo còn lại mười mấy người đi vào U Vũ Sơn ba người trước mặt, xem thương thế, cho ăn đan dược. Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn lấy Nghiêm Phục cung kính bóng lưng, khẽ gật đầu. Tiểu tử này ngược lại là rất có ánh mắt, biết cái thứ nhất đan dược nên đưa cho ai ăn. Có điều rất nhanh, Hoàng Phủ Thanh Thiên liền lại thở dài, đầy mặt vẻ u sầu, trong lòng ưu phiền sự tình, vẫn không thể nào lưu lại Trác Phàm. Bây giờ Trác Phàm vừa đi, toàn bộ Thú Vương Sơn lớn như vậy, không biết giấu đến nơi nào. Muốn tìm tới hắn, lại là so mò kim đáy biển còn khó. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Thanh Thiên liền nhìn không được nhíu mày, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cái hiện ra u quang ngọc giản. Đây là Lãnh Vô Thường cho hắn sau cùng một cái ngọc giản, mà lại từng liên tục căn dặn, trừ phi đến vô kế khả thi chỗ, nếu không cắt không thể nhìn. Nhưng là bây giờ, hắn không phải vô kế khả thi, mà chính là cho dù có muôn vàn thủ đoạn, cũng tìm không thấy thi triển đối tượng. Lấy Trác Phàm xảo trá, bên trong qua một lần cái bẫy, lại có thể lại bên trong lần thứ hai. Huống hồ, hiện tại hắn liền Trác Phàm ảnh cũng không tìm tới. Bất đắc dĩ thở dài, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn lấy ngọc giản trong tay trần chờ liên tục, cuối cùng vẫn khẽ nhắm hai con ngươi, nguyên thần trong nháy mắt tiến vào. Lấy ngựa chết làm ngựa sống a, không biết Lãnh tiên sinh cái này sau cùng một kế, như thế nào thần cơ diệu toán. Thế nhưng là, làm hắn đem bên trong ngọc giản cho hoàn toàn xem một lần về sau, lại là đột nhiên mở ra hai con ngươi, cười to lên, thì ra là thế, Lãnh tiên sinh thật là thần toán. Liền điểm này đều tính tới. Ha ha ha, Trác Phàm, mặc cho ngươi mọi loại giảo hoạt, cũng cuối cùng chạy không khỏi bổn công tử lòng bàn tay. A, à, cái này, giật thần đan. Thế mà, đúng vào lúc này, một đạo thở nhẹ lại là đột nhiên vang lên, tuy nhiên đạo thanh âm này rất nhỏ, tựa hồ có ý đè thấp đồng dạng, nhưng vẫn là thanh thanh sở sở bị Hoàng Phủ Thanh Thiên nghe đến. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Hoàng Phủ Thanh Thiên quay đầu nhìn qua. Lại chính gặp Nghiêm Phục đưa lưng về phía tất cả mọi người, toàn thân run rẩy, tựa hồ là kích động gây nên, không khỏi hét lớn lên tiếng, Nghiêm Phục, ngươi làm gì? Ách, không có gì, thân thể nhịn không được một cái thông minh, Nghiêm Phục cứng đờ xoay người, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, nhưng là hai tay lại là vác tại sau lưng. Ánh mắt khẽ híp một cái, Hoàng Phủ Thanh Thiên lạnh lùng nói,
ngươi cầm trong tay cái gì, giao lên. Trên đầu một tầng mồ hôi lạnh toát ra, Nghiêm Phục không khỏi trần chờ nửa ngày, biết sốt cục không thể gạt được, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, cầm lấy một cái chữ vật giới chỉ đi vào Hoàng Phủ Thanh Thiên trước mặt, cung kính dâng lên, chúc mừng đại công tử, ta tìm tới bát phẩm linh đan, giật thần đan. 4 viên thuốc, 1 viên không thiếu. Há, ở đâu tìm tới? Trong mắt bất giác sáng lên, Hoàng Phủ Thanh Thiên vội vàng đem cái kia giới chỉ cầm qua, trong tay ánh sáng lóe lên, quả nhiên là 4 bình giật thần đan xuất hiện tại trong tay. Nghiêm Phục nhất chỉ bỏ vào dòng máu bên trong một đầu tay gãy, cung kính nói ách, khởi bẩm đại công tử, chiếc nhẫn kia là theo cánh tay kia lên hái xuống, ta nghĩ. Đó không phải là Trác Phàm bị ta kéo xuống tay gãy à? Trong mắt hơi hơi run run, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn về phía Nghiêm Phục, một mặt không tốt nói, ngươi cũng rất sẽ tìm a, liếc một chút thì nhận ra đó là Trác Phàm cánh tay. Vẫn là nói, bổn công tử cùng Trác Phàm giao chiến lúc, ngươi thì ở phía xa nhìn lấy, liền đợi đến hai người chúng ta người nào có cái vạn nhất, từ trên người chúng ta bới ra bảo vật đâu. Đại công tử minh xét, tại hạ vạn vạn không dám. Thân thể lạnh không khỏi đánh cái run rẩy, Nghiêm Phục vội vã quỳ rạp xuống đất, trên đầu đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Không dám, bất giác tà cười một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn một chút cái kia 4 chiếc lọ, lạnh lùng nói, ngươi nếu không dám, cái này 4 chiếc lọ lên phong ấn là ai giải trừ? Chẳng lẽ ngươi muốn đem trong cái chai này đan dược hoán đổi? Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Thanh Thiên thần thức lĩnh vực xem một phen, gặp bên trong đan dược hoàn hảo như lúc ban đầu, mới yên lòng. Nghiêm Phục sớm đã dọa đến run lên cầm cập, vội vã giải thích, đại công tử minh xét. Tại hạ cũng bất quá là muốn xác nhận một chút bình bên trong đan dược phải chăng giật thần đan. Mà lại thân là luyện đan sư, cũng muốn mở mang kiến thức một chút bát phẩm linh đan là loại nào bộ dáng a. Chăm chú nhìn hắn rất lâu không nói gì, thẳng đem hắn dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh không ngừng, Hoàng Phủ Thanh Thiên mới lạnh lấy một khuôn mặt, thản nhiên nói, người hãy nghe cho kỹ, giá trị này lúc dùng người, việc này tạm thời coi như thôi. Nhưng là người phải nhớ kỹ. Bất luận cái gì đồ vật, chỉ có ta cho ngươi, ngươi mới năng động, nếu không coi như nhìn một chút cũng không thể, nghe đến sao? Vâng, là, cần tuân đại công tử dạy bảo. Nghiêm Phục vội vã gật gật đầu, chà chà trên đầu mồ hôi lạnh nói. Mỉm cười cười một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Thiên lạnh nhạt gật đầu, tiếp lấy liền hướng đã phục đan dược, khôi phục một số, có thể tự do hành động U Vũ Sơn nhóm 3 người đi. Thuận tiện cầm trong tay 4 bình giật thần đan cầm cho bọn hắn nhìn, các ngươi nhìn đến a, bổn công tử đã sớm nói, mất đi đan dược, tiểu tử kia sớm muộn hội tất cả đều trả lại. Giật thần đan, trong mắt không khỏi sáng lên, 3 người cùng nhau kêu lên. Trấn Quốc Thạch trước Hoàng Phủ Thiên Nguyên, cũng là trở nên kích động. Nguyên bản hắn lo lắng Hoàng Phủ Thanh Thiên thằng danh con này chỉ tìm tới 1 bình giật thần đan, tự nhiên độc chiếm, không có hắn phần. Nhưng là bây giờ có 4 bình, thật to có dư, dù nói thế nào, hắn cái này đế vương môn gia chủ cũng nên phân 1 bình đi. Thế nhưng là, còn không đợi cái kia mặt mũi tràn đầy nếp may nụ cười lộ ra, Hoàng Phủ Thanh Thiên đã là hơi vung tay, đem còn thừa 3 bình giật thần đan vứt cho U Vũ Sơn 3 người. 3 người không biết ý, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Khóe miệng lộ ra một bộ tà dị tiếu dung, Hoàng Phủ Thanh Thiên đạm mạc lên tiếng, ăn nó. Cùng bổn công tử cùng đi bắt Trác Phàm. Cái gì? Trong mắt co rụt lại, 3 người bất giác quá sợ hãi. Cái này giật thần đan chính là hiếm thấy linh đan, cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên tại sao lại phân bọn họ 1 hạt? Trấn Quốc Thạch trước Hoàng Phủ Thiên Nguyên cũng là cả kinh trợn mắt hốc mồm, đầy mặt kinh nghi. Tiểu tử này, lúc nào như thế hào phóng? Mấu chốt là, phù sa không lưu ruộng người ngoài, người coi như hào phóng. Cũng nên cầm lại đế vương môn a, làm gì phân cho cái kia 3 tiểu tử. Bất giác cười lạnh một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn lấy 3 người nghi hoặc khuôn mặt, dường như xem thấu 3 người tâm tư đồng dạng, trong mắt tinh quang lóe lên liền biến mất, không hề nói gì, chỉ là nói một câu, các ngươi nhớ kỹ cho ta, tương lai thiên hạ, chung quy là chúng ta. Tương lai, là chúng ta. Vô cùng đơn giản một câu, bại lộ lại là vô thượng dã tâm. U Vũ Sơn 3 người kinh ngạc nhìn Hoàng Phủ Thanh Thiên cái kia bao hàm thâm ý nụ cười, trong tay giật thần đan lại là càng phát ra nặng nề, giống như một tòa núi cao áp trên tay bọn họ một dạng. Cái này viên linh đan, tăng thêm một câu nói kia,
tất cả không có ngoại lệ thể hiện lấy mời chào chi ý. Tựa như Hoàng Phủ Thanh Thiên lúc trước tại Mộc Hình Trận Môn bên cạnh, đối tất cả mọi người nói tới một dạng. Tương lai thiên hạ, là thuộc về bọn hắn Lục Long Nhất Phượng, bảy nhà cao tầng những lão đầu tử kia, rất nhanh sẽ bị bọn họ siêu việt, căn bản không đủ lại bị bọn họ kính nể cùng tôn sùng. Bây giờ bọn họ nếu là tiếp nhận viên đan dược này, liền tương đương là lên Hoàng Phủ Thanh Thiên đầu này thuyền giặc, ngày sau hết thảy chỉ nghe lệnh hắn, không còn có gia tộc lợi ích bố cục ở bên trong. Thậm chí, cái này biểu thị lấy, cho dù ngày sau bọn họ trở thành các nhà gia chủ, cũng giống vậy muốn tụ tại Hoàng Phủ Thanh Thiên dưới cờ, nghe hắn chỉ huy. Cái này một cái giật thần đan, đại biểu không chỉ là nghe hắn ra lệnh qua loa ngữ điệu, mà chính là muốn làm đến, chính thức đem ba đại thế gia nhất thống đến dưới trướng hắn cấp độ. So với Hoàng Phủ Thiên Nguyên đối U Minh Cốc ba nhà gia chủ ân uy cùng làm, lôi kéo liên minh, Hoàng Phủ Thanh Thiên trực tiếp đối ba nhà tương lai gia chủ thu phục, lại là cao minh hơn được nhiều. Chỉ cần ba người này lúc này trung thành tại hắn, vậy liền đại biểu ba đại thế gia tương lai hội trung thành tại hắn. Còn đương nhiệm ba nhà gia chủ, liệu sẽ bởi vậy đem ba người loại bỏ gia chủ kế thừa bảng danh sách, Hoàng Phủ Thanh Thiên lại là tuyệt sẽ không lo lắng. Bởi vì ba người này một khi đầu nhập dưới trướng hắn, như vậy bọn họ sau lưng cũng là đế vương môn chống đỡ. Đế vương môn cũng hội toàn lực ủng hộ bọn họ kế nhiệm gia chủ chi vị. Mặt khác ba cái kia lão già kia trừ không phải không nghĩ sống, nếu không chỗ nào dám ngăn cản. Nguy đầu nhìn không được run run, U Vũ Sơn ba người liếc nhìn nhau, trong mắt đều là một mảnh sầu bi, cầm lấy đan dược cái tay kia cũng càng phát ra nặng. Tuy nhiên được đến giật thần đan là vô cùng lớn kinh hỉ, nhưng là trả giá đắt lại cùng phản tộc không khác. Thế nhưng là bây giờ như không tiếp thụ, Hoàng Phủ Thanh Thiên lại sẽ như thế nào đối phó bọn hắn? Nghĩ tới đây, ba người bất giác rơi vào cảnh lưỡng nan, nhưng là rất nhanh, ba người liền cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một đạo quyết tuyệt chi sắc, hướng Hoàng Phủ Thanh Thiên cùng nhau ôm quyền, cung kính lên tiếng, nhiều tạ đại công tử ban thưởng. Trong lòng bọn họ đều hiểu, bọn họ hôm nay quyết định, đem về đoạn tuyệt các nhà tương lai độc lập phát triển tiền đồ, có hại các nhà căn bản lợi ích. Nhưng là như không làm như vậy, chỉ sợ bọn họ cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Hai bên cân nhắc phía dưới, ba người vẫn là lựa chọn bảo mệnh làm chủ tự thân lợi ích. Coi như ngay trước mặt mọi người phản bội gia tộc thì thế nào, chỉ cần có đế vương môn ở sau lưng chỗ dựa, các nhà gia chủ trưởng lão cũng không dám bắt bọn hắn như thế nào, mà lại cái này gia chủ chi vị cũng là nhất định. Chỉ bất quá tương lai bọn họ đều muốn một mực là Hoàng Phủ Thanh Thiên dưới trướng một con chó mà thôi. Nhưng dù vậy, đó cũng là dưới một người, trên vạn người. Đến lúc đó, ai còn dám đối bọn hắn hôm nay quyết định có nửa điểm phê bình kín đáo, chứ không phải không nghĩ sống. Vừa nghĩ đến đây, ba người càng thêm yên tâm thoải mái, mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Hoàng Phủ Thanh Thiên gặp, hài lòng gật đầu, cười to liên tục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ha ha ha, da mặt nhịn không được rút rút. Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn lấy Trấn Quốc Thạch bên trong, chính mình cái kia tài trí vô song nhi tử, một mặt hung hăng càn quấy địa cuồng cười, lại là tức giận đến mặt đều tái nhợt. Lại nhìn còn lại ba nhà gia chủ, lúc này cũng là đầy mặt âm trầm, trong mắt một mảnh vẻ lạnh lùng. Hoàng Phủ Thanh Thiên làm như thế, không đơn thuần là tại thi hành đế vương môn nhất thống bảy nhà đại kế, càng thêm là bốc lên các nhà thế hệ trẻ tuổi hướng thế hệ trước người cầm quyền đoạt quyền tiến hành. Phàm là người sáng suốt, xem xét liền biết rõ, Hoàng Phủ Thanh Thiên này chủ yếu là tại củng cố chính mình thế lực, để hướng phụ thân hắn phát động đoạt vị chi tranh. Chỉ bất quá, cái này vừa làm vì cùng đế vương môn nhất thống bảy nhà kế hoạch không xung đột, thậm chí còn có tăng thêm hiệu quả. Đế vương môn các trưởng lão cũng sẽ không phản đối, thậm chí còn một mặt tán thưởng có thừa bộ dáng. Vốn là đế vương môn gia chủ chi vị cũng là người tài mới có. Cha con tranh chấp cũng không ngoại lệ, chỉ cần đối ngày sau đế vương môn phát triển có chỗ tốt, người nào đến làm gia chủ cũng không đáng kể. Riêng là nhìn đến Hoàng Phủ Thanh Thiên xử sự như thế quả quyết bá đạo, tâm kế lòng dạ thâm trầm, có đế vương khí phách cùng thủ đoạn, các vị trưởng lão thích cũng không kịp, đâu còn hội trách hắn gọi nhóm người mình lão gia hỏa. Chỉ cần ngươi có thể để cho đế vương môn ngàn năm tâm nguyện đạt thành, coi như gọi chúng ta lão bất tử đều được a. Quay đầu nhìn xem sau lưng những trưởng lão kia lòng tràn đầy tán thưởng khuôn mặt,
Hoàng Phủ Thiên Nguyên trong lòng bất đắc dĩ thở dài, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tình thế nếu là cứ như vậy lại phát triển tiếp, tiểu tử này thuận lợi cầm xuống Trác Phàm đầu, lập đại công, trở về uy vọng chẳng phải như mặt trời giữa trưa, sao quanh trăng sáng. Đến lúc đó, đâu còn có lão tử vị trí tồn tại. Ánh mắt khẽ híp một cái, Hoàng Phủ Thiên Nguyên thấp thỏm trong lòng, cuối cùng kìm nén không được, nhìn về phía Lãnh Vô Thường nói, Lãnh tiên sinh, ngài thật có nắm chắc, cái này sau cùng một kế có thể thuận lợi bắt đến Trác Phàm sao? Ách, đối với người khác mà nói, lão phu tự nhiên là 100% nắm chắc. Nhưng tiểu tử này âm hiểm xảo trá, lão phu cũng không dám hứa chắc, chắc là có cửu thành đi. Lãnh Vô Thường vuốt khẽ tròm râu, đạm mạc lên tiếng. Khí tức bất giác trì trệ, Hoàng Phủ Thiên Nguyên không khỏi trong lòng lo sợ. Cửu thành, thanh này nắm cũng là rất cao. Giờ này khắc này, hắn lại là có chút bận tâm Trác Phàm sẽ chết tại Hoàng Phủ Thanh Thiên trên tay một dạng, mà lại lần đầu tiên trong đời đối Lãnh Vô Thường thần cơ diệu toán cảm thấy oán hận. Họ Lãnh, người nói người tính toán chuẩn như vậy làm gì? Con kiến hôi còn sống tạm bợ, huống chi một người sống sờ sờ đây, người thả hắn một con đường sống lại có thể thế nào? Thật dài than ra một ngụm chọc khí, Hoàng Phủ Thiên Nguyên một mặt phiền muộn chi sắc. Quay đầu liếc hắn một cái, Lãnh Vô Thường trong lòng cười thầm. Vị gia chủ này suy nghĩ trong lòng, hắn lại có thể không biết. Bất quá, hắn cũng không quan tâm. Hắn thần cơ diệu toán, thiên hạ hiếm thấy, đế vương môn mặc kệ người nào tới làm gia chủ, thực cũng không đáng kể, đều sẽ coi hắn là thành trợ thủ đắc lực tâm phúc đối đãi, bởi vì hắn có thực lực này. Cho nên Hoàng Phủ Thiên Nguyên lo lắng sự tình, hắn tuyệt không lo lắng, ngược lại là Trác Phàm mới là hắn họa lớn trong lòng. Có thể tại hắn Lãnh Vô Thường tính kế dưới, nhiều lần đào thoát, Trác Phàm tính toán là cái thứ nhất. Trác Phàm loại kia hành sự sự không chắc chắn, để hắn vị này thần toán tử, lần thứ nhất cảm thấy một loại khác cùng Gia Cát Trường Phong hoàn toàn không giống uy hiếp. Cho nên trong lòng hắn cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên lợi ích mới là nhất trí, Trác Phàm phải chết. Tốt, đã các người đã làm ra chính xác nhất quyết định, vậy thì nhanh lên ăn vào linh đan, đột phá thần chiếu cảnh về sau, cùng bổn công tử cùng một chỗ tiêu diệt Trác Phàm cái họa lớn trong lòng này đi. Thú Vương Sơn lên, Hoàng Phủ Thanh Thiên quét ba người liếc một chút, nhạt cười ra tiếng. U Vũ Sơn ba người bất giác khẽ giật mình, liếc nhìn nhau, đều là đầy mặt nghi hoặc, cuối cùng vẫn là từ U Vũ Sơn hỏi, đại công tử, hiện tại Trác Phàm đã không biết tung tích. Chẳng lẽ ngài biết hắn chỗ? Đã như vậy, vì sao không mau đuổi theo trừ rơi này mắc, ngược lại muốn trước đột phá tu vi đâu? Ha ha ha, Trác Phàm trọng thương thoát đi, tất nhiên giấu tại không vì người phát hiện chỗ, ta làm sao biết hắn chỗ? Chỉ bất quá Lãnh tiên sinh biết hắn sớm muộn sẽ đi một chỗ, chúng ta ở nơi đó chờ liền tốt. Nghĩ đến hắn dưỡng thương cũng cần một đoạn thời gian, chúng ta tại trong lúc này, cũng không sợ có người tới quấy rầy. Vừa vặn đột phá tu vi, tăng cường thực lực. Đợi đến chuẩn bị vạn toàn về sau, lại phục kích tại hắn, để hắn chắp cánh khó thoát. Hoàng Phủ Thanh Thiên cười lạnh một tiếng, quát to. Ánh mắt không khỏi sáng lên, ba người cùng nhau gật đầu, vui vẻ cười nói, nếu là Lãnh tiên sinh chỉ ý, vậy liền nhất định không sai. Nói, ba người lập tức ở bốn phía bố trí xuống một cái thô sơ phòng ngự trận thức, ăn vào giật thần đan, yên tĩnh tu luyện. Hoàng Phủ Thanh Thiên cười nhạt gật đầu, tiếp lấy để nghiêm phục bọn người ở tại bên cạnh thủ hộ, chính mình cũng lập tức bố trí xuống một cái trận thức, ăn vào đan dược, bắt đầu tu luyện. Bốn người này đều là thiên huyền đỉnh phong cảnh giới, một khi đột phá, thì sẽ trở thành bốn cái thần chiếu cao thủ. Riêng là Hoàng Phủ Thanh Thiên, nguyên thần cường độ đem về vượt lên đếm không chỉ gấp 10 lần, khi đó coi như Trác Phàm có thay hình đổi vị, trọng thương phía dưới cũng khó thoát Hoàng Phủ Thanh Thiên ma chảo. Trác Phàm sắp đứng trước lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Một phương diện khác, một cái tối tăm trước sơn động, một cái toàn thân hiện ra tử sắc lôi mang cự điểu yên tĩnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Mãnh liệt tử lôi lao nhanh, dọa đến không có một con linh thú dám tới gần. Trong sơn động, một cái toàn thân dính đầy dòng máu nam tử, hấp hối nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Cẩn thận nhìn lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Lúc này hắn bị đoạn hai cánh cùng một tay, chính là từ trước tới nay trọng thương nhất thế. Canh giữ ở cửa động Tước Nhi thỉnh thoảng quay đầu nhìn lên liếc một chút,
trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc. Nó muốn đi ra ngoài, đi vì Trác Phàm tìm một chút ăn uống, lại lo lắng cái này một khi rời đi, có con nào đuôi mù linh thú coi Trác Phàm là xác chết một dạng ngậm đi. Sau đó một mực thủ tại chỗ này, không nhúc nhích. Cứ như vậy, liên tiếp 10 ngày trôi qua, một người một thú yên lặng chiếm cứ lấy cái sơn động này, không phát một tia tiếng vang. Thẳng đến nửa tháng sau, một đạo trong tiếng rên rỉ, Trác Phàm mới rằng giặc mở ra hai con ngươi, nhìn về phía bên ngoài sơn động bắn vào nắng sớm, hơi hơi híp híp mắt. Tước Nhi mở ra cánh phiến phiến, một trận vui sướng kêu to. Khóe miệng xẹt qua một đạo nụ cười nhàn nhạt, Trác Phàm dáng chống đỡ đứng người dậy, nhìn nó liếc một chút, an ủi, yên tâm đi, đồng dạng ta bản mệnh huyết anh không có việc gì, ta sẽ không phải chết. Tốt, Tước Nhi, ta tối tăm bao lâu thời gian? Đón lấy, Trác Phàm hỏi. Chít chít, Tước Nhi lại là vẫy hai lần cánh, hét to lớn tiếng, Trác Phàm nhướng mày, tựa hồ nghe hiểu nó ý trong lời nói, khẽ cười nói, nửa tháng a, lúc gặp lại ở giữa không sai biệt lắm. Đi thôi, đi tìm những tên kia tính sổ sách. Tước Nhi giật mình, vội vã ngăn lại hắn đường đi, dùng lực vẫy cánh. Phảng phất tại nói, lấy ngươi bây giờ bộ dáng, đi chỉ có thể chịu chết. Khinh thường thản nhiên cười, Trác Phàm duỗi ra một cái tay cụt, vỗ vỗ nó cái đầu nhỏ nói, đừng đem lão cha nhìn dẹp. Lão cha cũng không phải tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản mãng phu. Tước Nhi, nếu như lão cha đoán không sai lời nói, lần này lão cha tiến đến, một ngón tay liền có thể nghiền chết bọn họ tất cả mọi người, hắc hắc hắc. Tước Nhi sững sờ, không khỏi méo mó đầu, không rõ ràng cho lắm, chỉ thấy được Trác Phàm cái kia một mặt cười gian bộ dáng, tựa hồ sớm đã trí tuệ vững vàng. Lão tử cánh tay phải này, cũng không phải trắng ném. Đưa tay sờ sờ chính mình bên phải rỗng tuếch cánh tay, Trác Phàm trong mắt chớp động lên thâm thúy ánh sáng. Thú Vương Sơn thủy hình trận môn trước, một đạo lẻ loi trơ trọi bóng người một bước một phí thời gian đi về phía này. Hắn cánh tay phải vị trí trống rỗng, đúng là cái thiếu một cánh tay tàn phế người. Trác Phàm, Trấn Quốc Thạch trước, chờ gần hơn 20 ngày mọi người, không khỏi cùng nhau la hoảng lên, hướng chỗ đó nhìn qua. Từ khi đất hình trận môn trước nhất chiến về sau, Trác Phàm cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên bọn người liền cùng nhau biến mất, hiện tại cuối cùng lại xuất hiện tại trận môn trước. Mà Trác Phàm xuất hiện, cũng không nhịn được làm cho tất cả mọi người thở phào một hơi, tiểu tử này cuối cùng là còn sống a. Chỉ là nhìn hắn cái kia sắc mặt tái nhợt, cùng cái kia lung lay sắp đổ thân hình, mọi người liền đã biết, thương thế hắn chi trọng, chỉ sợ căn bản không có một tia chuyển biến tốt đẹp. Trọng thương như thế phía dưới, vốn nên tìm chỗ hẻo lánh thật tốt liệu thương mới là, thế mà còn bốn phía đi lại là quá không sáng suốt. Lạc Vân Thường nhìn lấy đây hết thảy, trong mắt lệ quang yêu kiều, thì thào lên tiếng, ngươi. Cái này cần gì phải? Hoàn toàn không biết giờ này khắc này, rất nhiều người đã tại chỉ hắn nghị luận ầm ĩ, Trác Phàm chỉ là chậm rãi hướng nơi này đi tới. Chờ cách thủy hình trận môn 100 mét có hơn chỗ, mới khoan thai dừng bước lại. Cúi đầu nhìn lấy cái kia trống rỗng mặt đất, trong mắt lóe lên một tia đau thương. Mọi người bất giác sững sờ, trong lòng tràn đầy hồ nghi, hắn cái này là làm sao? Chỉ có Sở Khuynh Thành, Lạc Vân Thường chờ nữ mới hiểu được, Trác Phàm ngay tại phúng viếng hơn 20 ngày trước, chết ở nơi đó tiết ngưng hương. Thật sâu hút khẩu khí, sau đó lại nặng nề mà phun ra, Trác Phàm dường như mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng đau thương, thì thào lên tiếng, ngưng nhi. Ngươi yên tâm đi, Trác đại ca sẽ để cho những người kia không còn một mống đi địa phủ cùng ngươi, lấy an ủi ngươi trên trời có linh thiêng. Ha ha ha, khẩu khí thật là lớn, bằng ngươi bộ này nghênh phong liền ngã thân thể tàn phế, như thế nào tìm chúng ta cho nha đầu kia báo thù. Thật sự là chuyện cười lớn, thế mà, Trác Phàm lời còn chưa dứt, một đạo thét dài lại là đột nhiên vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Đón lấy, nhưng nghe tiếng xé gió vang. Bốn bóng người đột nhiên xuất hiện tại Trác Phàm trước mặt. Thả mắt nhìn đi, chính là Hoàng Phủ Thanh Thiên bốn người, sau đó lại là mười mấy người vây quanh, đem Trác Phàm bao bọc vây quanh, lại chính là Nghiêm Phục mang theo còn thừa phụ thuộc gia tộc đệ tử, đem hắn hết bao vây hết. Bất quá, cái này còn không phải đáng sợ nhất, tránh thức khiến cho mọi người kinh khủng, vì Trác Phàm âm thầm lo lắng là, Hoàng Phủ Thanh Thiên bốn người lại toàn đều đã đột phá đến thần chiếu tu vi. Tuy nói mọi người sớm đã minh bạch bọn họ phục giật thần đan,
cũng hoàn toàn rõ ràng bọn họ nhất định sẽ đột phá thành công. Nhưng là biết là một chuyện, tận mắt nhìn đến lại là một chuyện khác. Bây giờ nhìn đến bốn người thoát thai hoán cốt, thực lực càng tăng cường hơn đếm không chỉ gấp 10 lần, mọi người liền ngăn không được sợ mất mật. Thiên Vũ từ ngàn năm nay, trước 30 tuổi thì đạt đến thần chiếu cảnh tu vi người trẻ tuổi, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đâu. Nhưng là bây giờ, thoáng cái nhảy ra bốn cái, lại là làm cho tất cả mọi người kinh dị không thôi. Đặc biệt là Hoàng Phủ Thiên Nguyên, càng là hận đến khẽ cắn môi, song quyền nắm chặt. Nếu là có một khỏa giật thần đan có thể cho hắn mang về, hắn cũng có thể đột phá cái này tha thiết ước mơ thần chiếu cảnh tầng thứ A. Thế nhưng là, cái này đáng chết số tiểu tử, tình nguyện tiện nghi ngoại nhân cũng không muốn tiện nghi cha mình, thật sự là buồn cười. Bất quá, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, nguyên nhân chính là như thế, cái này bốn vị thanh niên một khi trở về, dựa vào thần chiếu cảnh tu vi, nhất định đối bọn hắn bốn nhà cái này vốn có gia chủ tạo thành uy hiếp, sau cùng xoán quyền đoạt vị. Vừa nghĩ đến đây, bốn vị gia chủ liền lẫn nhau nhìn xem, trong mắt đều là lo lắng. Mà Sở Khuynh Thành chờ nữ, thì càng là tâm đều nhanh nhất đến cổ họng nhi bên trong, gấp đầy tay tâm là mồ hôi. Đây chính là bốn cái thần chiếu cường giả, Trác Phàm một người, còn trọng thương tại thân, lại như thế nào có thể đối phó. Phương Thu Bạch cùng Độc Cô Chiến Thiên lẫn nhau nhìn xem, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, ai thán nói ai, kẻ này mệnh đã nghỉ vậy, rốt cuộc chạy không. Chỉ có Lãnh Vô Thường khẽ vuốt chòm râu, đầy mặt nụ cười, một bộ như ta sở liệu đắc ý bộ dáng. Nhẹ trợn mắt, quét bốn người liếc một chút, Trác Phàm biểu hiện được cũng không mọi người đoán muốn như vậy bối rối, ngược lại là như là trước mắt cái gì cũng không có đồng dạng, vẫn thì thào lên tiếng, ngưng nhi, ngươi thấy a, hại ngươi người đều đến đông đủ. Trác đại ca lập tức, thì sẽ báo thù cho ngươi. Trong mắt bất giác ngưng tụ, U Vũ Sơn bốn người liếc nhìn nhau, trên mặt đều là một mảnh vẻ nghi hoặc. Trác Phàm, người nhà dọa sợ sao? Chúng ta bốn người hiện tại đã đột phá thần chiếu cảnh, ngươi liền thương thế đều không có dưỡng tốt, giữa chúng ta thực lực sai biệt thế nhưng là một trời một vực. Lúc này ngươi còn nói cái gì báo thù? Hừ hừ, ngươi đã cả bàn đều thua. Lâm Toàn Phong cười lạnh một tiếng, quát to. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm ngẩng đầu xem bọn hắn liếc một chút, lại là lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị, ha ha ha. Không, là các ngươi thua, triệt để thua. Nha nha phi. Người nhà điên, nói vớ nói vẩn thứ gì. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, chúng ta bốn người thần chiếu cảnh cao thủ ở đây, sớm đã đứng ở thế bất bại, người khác mơ mộng hão huyền. Lâm Toàn Phong trong mắt chừng một cái, mắng to lên tiếng, nhưng nhìn Trác Phàm cái kia cười như không cười quái dị khuôn mặt, lại là không lý do trong lòng một trận bất an. Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn lấy bức kia nụ cười, cũng là trong lòng lo sợ. Cái này Trác Phàm luôn luôn giảo quyệt. Như thế bị trùng điệp vây quanh phía dưới, thế mà còn có thể trấn tĩnh tự nhiên, chẳng lẽ còn có hậu chiêu gì? Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Thanh Thiên không khỏi hướng bốn phía xem một phen, để phòng có trá. Nhưng là hắn nguyên thần dò xét ra ngoài, lại là không có phát hiện mảy may dị thường, không khỏi trong lòng càng hiện hồ nghi. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này là tại giả thần giả quỷ lừa bọn họ? Trấn Quốc Thạch trước Lãnh Vô Thường, lúc này cũng là gấp nhíu mày. Một mặt không hiểu. Đúng là phát hiện, càng ngày càng nhìn không thấu Trác Phàm người này. Cười nhạo lấy lắc lắc đầu, Trác Phàm không tiếp tục xem bọn hắn liếc một chút, chỉ là thẳng cảm thán nói ai, cái này Lãnh Vô Thường thật sự là có một tay, ngay cả ta rời đi Thú Vương Sơn trước, tất yếu đến ngưng nhi bỏ mình chi địa bái tế một phen, đều cho ngờ tới, còn phái các ngươi tới đây phục kích tại ta, thực sự không hổ là thần toán tử tên. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết tất cả mọi chuyện? Không khỏi trong lòng cả kinh, Hoàng Phủ Thanh Thiên hét to lớn tiếng. Nhìn lấy cái này tất cả mọi thứ Lãnh Vô Thường, cũng là trong mắt ngưng tụ, vịn tròm dâu cao tuổi lão thủ bất giác chăm chú, nhất thời nắm chặt phía dưới một cọng dâu, cũng không phát hiện. Cười nhẹ lắc đầu, Trác Phàm thản nhiên nói, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết là một việc, bất luận ta như thế nào hành động, chỉ sợ đều sẽ rơi vào Lãnh Vô Thường nằm trong tính toán. Hắn đang âm thầm quan sát ta quá lâu, với ta mà nói, so chính ta còn muốn càng giải chính ta. Đã như vậy, vô luận như thế nào đều tránh không rơi, vậy còn không bằng thuận tự nhiên, để nó phát sinh đi. Mí mắt bất giác hơi hơi động động,
Hoàng Phủ Thanh Thiên thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, thầm nôn một ngụm chọc khí, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, nói như vậy, ngươi là nhận mệnh, trước đi tìm cái chết sao? Không, ta không phải sớm nói a, ta là tới muốn các ngươi mệnh. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Trong lòng bất giác cùng nhau run lên, bốn người tất cả đều mặt hiện nghi ngờ, tựa hồ hoàn toàn không hiểu Trác Phàm ý tứ. Đã tiểu tử này đã biết mình hết thảy đều chạy không khỏi Lãnh Vô Thường tính kế, như vậy tại sao lại lộ ra như thế tất thắng biểu lộ? Chẳng lẽ nói, hắn còn có cái gì thay đổi càn khôn kế sách? Tựa hồ là nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ, Trác Phàm ngửa mặt lên trời im lặng chế giễu một phen, thì thào lên tiếng, ha ha ha. Ta thật là bị Lãnh Vô Thường tính toán trong tay. Bất quá tương ứng, Hoàng Phủ Thanh Thiên, ngươi không phải cũng bị ta tính toán trong lòng bàn tay sao? Dù sao Lãnh Vô Thường chỉ ở hậu trường, nhưng là thì hai người chúng ta mà nói, là ta thắng. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên thân thể nhìn không được run run, nhìn về phía Trác Phàm sắc mặt do dự không chừng, không biết là nên tin hay là không tin. Hắn là thật có hậu chiêu gì, vẫn là tại nói chuyện giật gân, phô trương thanh thế. Lãnh Vô Thường lại là đột nhiên đứng dậy, chăm chú nhìn Trấn Quốc Thạch lên cái kia đạo tà dị khuôn mặt, trên mặt một trận âm một trận trời trong xanh, hai con ngươi khoảng chừng không ngừng chuyển động, vội vã suy nghĩ. Sau cùng bỗng nhiên vừa ngẩng đầu, dường như ý thức được cái gì, cả kinh kêu lên, không tốt, chẳng lẽ tiểu tử này tại lão phu nằm trong tính toán, biết rõ không thể trốn, liền chuyển thủ thành công, ngược lại hướng đại công tử bố trí xuống một cái khác lưới lớn. Nhưng là cái gì thời điểm sự tình? Lãnh Vô Thường giống như có lẽ đã đoán được hết thảy, nhưng lại không biết bên trong chi tiết, không khỏi sắc mặt cấp tốc ngưng trọng lên. Gia Cát Trường Phong liếc mắt liếc một cái này luôn luôn danh xưng thần toán vô địch thần toán tử liếc một chút, bất giác cười nhạo nói, tránh địch phong mang, đánh xương sườn mềm, tiểu tử này ngược lại thật sự là thông minh cực kỳ cái nào. Hắn biết rõ cùng ngươi đấu trí, chỉ sợ rất khó thắng được, cho nên ngược lại toàn bộ tiếp nhận, cũng không cùng ngươi tranh chấp, ngược lại là hướng các ngươi đại công tử ra tay. Lãnh tiên sinh, ngài không tại các ngươi thiếu chủ bên người, tại trí kế lên. Hắn cũng là cái xương sườn mềm, Trác Phàm ánh mắt ngược lại là rất độc a, ha ha ha. Bất giác khí tức trì trệ, Lãnh Vô Thường không phản bác được, chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, làm phụng phịu, chỉ là hắn chả muốn nhìn một chút, tiểu tử này đến tột cùng cho Hoàng Phủ Thanh Thiên bọn họ thiết lập xuống cái gì cục, có thể đối mặt bốn vị thần chiếu cao thủ, như thế hung hiểm cục thế, còn có thể lật bàn. Điểm này, đừng nói là hắn thần toán tử. Liền xem như Gia Cát Trường Phong cũng vạn vạn làm không được, chẳng lẽ cái này mới ra đời tiểu tử thì có thể làm được. Hắn không tin, tuyệt đối không tin. Gia Cát Trường Phong cũng là chăm chú nhìn Trấn Quốc Thạch phương hướng, trong mắt tinh quang rạng rỡ. Đối với như thế nghịch thiên lật bàn cục, hắn cái này thiên vũ đương triều thừa tướng, cũng muốn tốt tốt kiến thức một phen. Hoàng Phủ Thanh Thiên song quyền chăm chú nắm lên, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả. Ánh mắt híp lại, lạnh lùng lên tiếng, Trác Phàm, ngươi là đang lừa ta. Bổn công tử cũng không tin, lấy ngươi cái này yếu ớt thân thể, mặt đối với chúng ta bốn vị thần chiếu cao thủ, coi như điên đảo càn khôn, lại có thể điên đảo đến loại trình độ nào. Ha ha ha, ngươi sai, xác thực nói, không phải ta tại điên đảo càn khôn, mà là chính các ngươi đem càn khôn điên đảo, đem thắng lợi đưa cho ta. Thực từ các ngươi đột phá thần chiếu cảnh một sát na kia, ta đã thắng. Trác Phàm tà cười một tiếng, thản nhiên nói. Trong mắt không khỏi co rụt lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên trong lòng giận dữ, đánh rắm, ngươi chỉ là một mực đang hư trương thanh thế mà thôi. Hiện tại bổn công tử liền đem ngươi nghiền xương thành cho, nhìn ngươi còn như thế nào tranh đua miệng lưỡi. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Thiên liền bỗng nhiên hướng Trác Phàm phóng đi, nhất quyền hung hăng hướng Trác Phàm chán oanh kích. Lấy Trác Phàm hiện tại suy yếu thân thể, lần này nếu là đánh chúng, cái kia nhất định là đầu lâu vỡ nát, óc nứt toác hạ tràng. Lạc Vân Thường gặp này, đã là rít lên một tiếng, không dám nhìn nữa, Sở Khuynh Thành trong lòng vội vàng vạn phần, chỉ có Trác Phàm vẫn như cũ treo một tia lạnh nhạt nụ cười, lạnh lùng nhìn lấy cái kia nắm đấm thép ở trước mắt càng ngày càng gần, dường như không chút nào để vào mắt. Chờ cái kia quyền đầu sắp tới người trước, mới chậm rãi duỗi lên một cái tay cụt. Ấn quyết trong tay một kết, ngừng. C.
CKIT, sau một khắc, không lý do chỗ, tại Hoàng Phủ Thanh Thiên cái kia kinh khủng trong ánh mắt, hắn thân thể đúng là đột nhiên dừng lại, không nhúc nhích, dường như thân thể này đã không do hắn thao túng đồng dạng. Mà hắn đối diện, Trác Phàm lạnh lẽo nụ cười, cũng biến thành càng ngày càng dữ tợn. Đại công tử, U Vũ Sơn ba người gặp Hoàng Phủ Thanh Thiên đột nhiên đứng im bất động, phát giác có chút không đúng, bất giác cùng nhau kêu thành tiếng. Hoàng Phủ Thanh Thiên mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, cả kinh kêu lên ta. Ta không thể động, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau động thủ. Tuy nhiên hắn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là nghĩ đến nhất định là Trác Phàm dở trò quỷ, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Hắn vạn lần không ngờ, Trác Phàm đã đèn cạn dầu lúc này, thế mà còn cất giấu quỷ dị như vậy một chiêu. Mà lại càng đáng sợ là, chiêu này đến tột cùng là như thế nào phát động. Hắn lại không chút nào biết rõ. Đặc biệt là chiêu này vừa ra, hắn lại hoàn toàn không thể động đậy, biến thành đợi làm thịt cừu non, lại là để hắn cả kinh trong lòng rung động không thôi. U Vũ Sơn ba người liếc nhìn nhau, cho dù không biết bên trong nội tình, nhưng cũng minh bạch chuyện quá khẩn cấp, không nói hai lời, cùng nhau hướng Trác Phàm vọt mạnh mà đi. Ba cỗ thần chiếu cảnh cao thủ mới có mạnh mẽ khí thế, thẳng tắp hướng Trác Phàm mặt đè xuống. Thẳng đem hắn ép tới khí tức trì trệ, bất giác lui về phía sau hai bước, nhưng là trên mặt lại không có chút nào bối rối, chỉ có một bộ chế nhạo cười lạnh treo ở trên mặt. Ngừng! Đồng dạng là đan thủ ấn quyết biến đổi, Trác Phàm cười nhạo lấy lắc đầu, ta không phải đã sớm nói với các ngươi qua, các ngươi đã thua. CKIT, đồng dạng, cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên đồng dạng, U Vũ Sơn ba người cũng là bỗng nhiên dừng thân, trong mắt một lồi. Một mặt kinh hãi mà nhìn xem Trác Phàm cái kia tà dị tiếu dung, tràn đầy vẻ không thể tin. Bọn họ thân thể, thế mà cũng không thể động. Thấy tình cảnh này, Trấn Quốc Thạch trước mọi người cùng nhau hoảng hốt lên tiếng, trong mắt đều là một mảnh vẻ mờ mịt. Cho dù là Gia Cát Trường Phong cùng Lãnh Vô Thường dạng này tâm cơ khó lường thế hệ, lúc này cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này trước đó đến tột cùng làm trò gì, mới có thể đem bốn người dẫn vào bẫy. Một lần hành động hoàn thành cái này nghịch thiên lật bàn. Không sai, bọn họ đã minh bạch, đây chính là Trác Phàm cho Hoàng Phủ Thanh Thiên bọn họ thiết lập phía dưới túi. Chỉ là cái miệng này túi khi nào mở ra, Hoàng Phủ Thanh Thiên bốn người lại là như thế nào chui vào, cho dù là bọn họ hai vị này thiên vũ chí tinh, cũng là một đầu mơ hồ, nghĩ không ra bên trong đến tột cùng. Đồng dạng, thân là người trong cuộc Hoàng Phủ Thanh Thiên bọn họ, lúc này cũng đã nghĩ đến cái này khả năng. Tất cả đều một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Trác Phàm, cùng nhau kêu lên sợ hãi, ngươi. Ngươi đến tột cùng đối với chúng ta làm cái gì? Lạnh lùng nhìn lấy bốn người bọn họ rất lâu, không có lên tiếng, Trác Phàm chỉ là như thế cười đùa, thẳng đem bốn người chằm chằm đến đều dùng mình, còn lại 10 cái phụ thuộc gia tộc đệ tử cũng đã dọa đến trong lòng lo sợ bất an lúc, mới khoan thai lên tiếng, đại công tử, ngài thân là thiên mệnh sở quy, thái tử chi tư. Chẳng lẽ khi còn bé, các ngươi bên trong trưởng lão liền không có đã nói với ngươi? Người xa lạ đồ vật, không nên tùy tiện ăn bậy. Cái gì, ta, chúng ta ăn thứ gì? Trong mắt không khỏi co rụt lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên trên mặt kinh nghi bất định, cẩn thận suy tư, đột nhiên, phảng phất là nghĩ đến cái gì giống như, cả kinh kêu lên, chẳng lẽ? Cái kia đan dược, chậm rãi gật đầu, Trác Phàm trên mặt lộ ra chế nhạo nụ cười. Thản nhiên thừa nhận nói, không sai, ngươi đoán đúng, cũng là cái kia bát phẩm linh đan, giật thần đan. Ta ở bên trong làm tay chân, bởi vậy ta mới nói, chính bởi vì các ngươi đột phá thần chiếu cảnh, cho nên mới triệt để thua. Cái này sao có thể? Bất giác hít sâu một hơi, Hoàng Phủ Thanh Thiên bốn người lẫn nhau nhìn xem, tất cả đều kinh hãi tột đỉnh. Cái kia có thể để thực lực bọn hắn tăng gấp bội giật thần đan, lại là sớm từng dở trò. Kể từ đó, bọn họ phục dụng cái này bát phẩm linh đan, chẳng phải cùng uống thuốc độc một dạng. Thế nhưng là, cái này giật thần đan là Hoàng Phủ Thanh Thiên trong lúc vô tình xé toang Trác Phàm cánh tay mới cướp về, lại không phải là Trác Phàm cố ý cho bọn hắn, sao lại thế? Chẳng lẽ nói, trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, bốn người dường như nghĩ đến cái gì giống như, lại nhìn Trác Phàm liếc một chút về sau, lưng đột nhiên phát lên một cỗ đông lạnh hoàn toàn nội tâm hàn ý tới. Chẳng lẽ cái này, cũng là hắn tính kế à, lấy chính mình cả một đầu cánh tay phải.
giống như có lẽ đã nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ, Trác Phàm nhạt cười một tiếng, hơi hơi gật gật đầu, xem ra các ngươi đã đoán được, không sai, đầu kia cánh tay phải không phải Hoàng Phủ Thanh Thiên xé toang, là ta cố ý đưa cho hắn. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Lãnh Vô Thường càng là thủ hạ siết chặt, trong nháy mắt số phía dưới chính mình một túm rìa mép, song đồng nhìn không được rung động. Trác Phàm tâm kế chi sâu, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn tàn nhẫn, quả thực để hắn cái này thần toán tử đều không rét mà run. Ai có thể nghĩ tới, làm dẫn Hoàng Phủ Thanh Thiên bọn họ mắc câu, Trác Phàm thế mà ngay cả mình một đầu cánh tay đều có thể bỏ được ra ngoài. Giờ này khắc này, mọi người lại nhìn về phía cái kia đoạn một tay, suy yếu giống như tùy thời có thể ngã xuống Trác Phàm, đã không có nửa điểm đồng tình. Cho dù hắn hiện tại sắc mặt tái nhợt, bị một đám địch nhân vây quanh, nhưng mọi người trong lòng minh bạch, hắn mới thật sự là ma quỷ. Bọn này không rõ chân tướng bầy cừu, vây quanh là đầu tránh thức hất lên da dê mãnh thú. Ha ha ha, không nghĩ tới a, ta biết rõ chưa hẳn có thể tại trên thực lực thắng ngươi một bậc, cho nên sớm bố trí xuống này cục, dẫn ngươi vào cuộc. Tại ngươi đại thắng phía dưới, đắc chí vừa lòng thời điểm, cho là ta đã hấp hối, lại không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, buông lỏng cảnh giác, ngoan ngoãn ăn vào ta cho các ngươi chuẩn bị độc đan. Trác Phàm bật cười lớn, lộ ra một bộ tà ác nụ cười. Thực đây hết thảy, tại hắn biết Sở Khuynh Thành bọn họ vào bẫy, cấp tốc chạy tới thủy hình trận môn lúc, đã đang bố trí. Riêng là gặp phải một mảnh hàn đàm lúc, càng làm cho hắn nghĩ tới đã lâu lão thủ đoạn, huyết tầm chứng khắc địch chi đạo. Sau đó, thừa dịp chính mình còn không có bị Hoàng Phủ Thanh Thiên bọn họ quỷ kế nhiễu loạn tâm trí, Trác Phàm sớm bố trí tốt hết thảy. Cho nên tại nhìn thấy Ngưng Nhi bỏ mình lúc, Trác Phàm xác thực rơi vào điên cuồng, mà lại liều lĩnh hướng Hoàng Phủ Thanh Thiên báo thù. Đương nhiên, nếu là có thể thân thủ làm thịt hắn tự nhiên tốt nhất, thế nhưng là như sau cùng thua, vậy liền như bây giờ đồng dạng, còn có một chiêu cuối cùng này đến lật bàn. Liền như là Trác Phàm lúc trước chỗ nói, Lãnh Vô Thường đối với hắn tính kế, hắn toàn bộ tiếp nhận, nhưng cùng một thời gian, hắn cũng đối Hoàng Phủ Thanh Thiên bọn họ thiết lập gài bẫy. Đây là Lãnh Vô Thường cũng vạn vạn nghĩ không ra. Bởi vì làm đồng dạng người tại hắn liên tục tính kế dưới, sớm đã mệt mỏi, đáp ứng không xuể, cái nào còn có tâm tư ngược lại lại tính kế. Nhưng là Trác Phàm lại khác, hắn biết rõ đã tránh cũng không thể tránh, liền cũng không đi trốn tránh ứng đối, ngược lại khác thiết lập một bộ, đi đánh xương sườn mềm, vây ngụy cứu triệu. Cái này mới có sau cùng, nghịch thiên đại lật bàn. Nhìn chằm chằm tên ma quỷ kia giống như bóng người, Hoàng Phủ Thanh Thiên bốn người sắc mặt sớm đã dọa đến trắng bệch, Lãnh Vô Thường cũng là tức giận đến toàn thân phát run. Nghĩ không ra hắn cả đời thần toán vô địch, bày mưu tính kế, cũng là bị Trác Phàm một chiêu thay đổi càn khôn, thất bại trong gang tấc. Tuy nói đây cũng là bởi vì Trác Phàm thủ đoạn quỷ dị, thường nhân khó có thể đoán trước. Nhưng là bại cũng là bại, tâm kế lên đọ sức, Lãnh Vô Thường không thể không thừa nhận, hắn thua một ván. Hơn nữa, còn là mấu chốt nhất một ván. Cho dù trước mặt hắn mấy cái cục một mực tại thắng, nhưng chính là cái này sau cùng một ván thua, cũng để cho hắn thua táng ra bại sản, thất bại thảm hại. Gia Cát Trường Phong quay đầu chế nhạo liếc hắn một cái, cười khẽ một tiếng, Lãnh tiên sinh, xem ra ngươi chọc tới không phải một con khỉ nhỏ, mà là chân chính tề thiên đại thánh A, ha ha ha. Gương mặt nhìn không được co lại, Lãnh Vô Thường đầy mình nộ khí không chỗ phát tiết. Một phương diện khác, Hoàng Phủ Thanh Thiên suy nghĩ rất lâu, vẫn là khó có thể tin, điều đó không có khả năng, nếu là ta không có phát hiện cái kia bốn viên thuốc, người kế này chẳng phải thất bại a, người cái kia cái cánh tay cũng trắng ném. Mà lại, cái kia bốn bình đan dược lên, rõ ràng còn có Phương Thu Bạch Phong. Khí tức bất giác trì trệ, Hoàng Phủ Thanh Thiên nói đến đây đột nhiên dừng lại, cứng đờ chuyển động đầu, khó có thể tin nhìn về phía Nghiêm Phục vị trí. Nhếch miệng tà cười một tiếng, Trác Phàm lẩm bẩm nói, phong ấn phải không, ha ha ha. Không sai, nếu là bốn bình đan dược đều không Phương Thu Bạch phong ấn, lấy ngươi cẩn thận, hẳn là có thể đầy đủ ý thức được đan dược này có vấn đề. Thế nhưng là như cái này phong ấn là ở trước mặt ngươi mở ra, hoặc là nói là để ngươi cho rằng là vừa vặn mới ở trước mặt ngươi mở ra đâu. Nghiêm Phục, ngươi, hung hăng khẽ cắn môi, Hoàng Phủ Thanh Thiên hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Còn lại bọn người còn không rõ ràng cho lắm,
Nghiêm Phục lạnh lùng quét bọn họ liếc một chút về sau, lại là sải bước hướng Trác Phàm đi đến, sau đó đứng bình tĩnh tại hắn sau lưng. Thấy tình cảnh này, mọi người càng là khó có thể tin đại hô ra tiếng, cái này Nghiêm Phục lại là Trác Phàm người. Lạc Vân Thường bọn người sững sờ, bất giác ngây người, bọn họ Lạc gia lúc nào lại nhiều người như vậy. Dược Phương Điện điện chủ, Nghiêm Bá Công càng là cả kinh trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà lại đầu nhập vào Trác Phàm. Phải biết, hắn cùng Trác Phàm thế nhưng là giết sư mối thù a, Dược Phương Điện hận nhất Trác Phàm người cũng là hắn, sao lại thế? Không có để ý mọi người kinh dị ánh mắt, Trác Phàm chỉ là một mực cười, trong mắt tràn ngập vô tận khinh miệt, không sai, hắn là ta người, cái này sau cùng một kế, cũng là ta sớm đã thông qua truyền tin ngọc giản, an bài cho hắn. Thì coi như các ngươi không có phát hiện ta lưu lại đan dược, hắn sẽ giúp các ngươi tìm tới. Ta động đậy cái kia bốn bình đan dược dấu vết, hắn cũng sẽ giúp ta che giấu. Tại trong mắt các ngươi, một cái như thế không đáng chú ý tiểu nhân vật, thậm chí căn bản cũng sẽ không đi để phòng hắn. Sau cùng lại là cùng ta phối hợp, hoàn thành đem các ngươi dẫn vào này cục nghịch chuyển một kế. Có thể nói, các ngươi bây giờ hạ tràng, hắn không thể bỏ qua công lao. Khóe miệng hơi hơi liệt liệt, Trác Phàm nhẹ liếc sau lưng Nghiêm Phục liếc một chút, tán thưởng nói, ngươi làm rất tốt, cho ngươi tính một công. Tạ Trác quản gia, Nghiêm Phục hơi cúi người, lạnh nhạt nói. Nghiêm Bá Công gặp, một khỏa trái tim pha lê trong nháy mắt triệt để vỡ thành 7-8 khối, bọn họ Dược Phương Điện đệ tử, hay là luyện đan thiên tài, tại Dược Phương Điện địa vị cũng không thấp, làm sao lại hết lần này tới lần khác ném đến Trác Phàm dưới trướng đâu. Hơn nữa còn là trước mắt bao người, như thế trắng trợn đầu nhập vào, quả thực cũng là tại Thiên Vũ tất cả gia tộc trước mặt ba ba đánh bọn hắn Dược Phương Điện mặt a. Long Cửu cùng Kiếm Tùy Phong bọn người lẫn nhau nhìn xem, cũng là một mặt thổn thức thở dài một hơi, trong lòng thầm than. Ban đầu ở Hoa Vũ Thành, bọn họ liền đã đàm luận qua Trác Phàm đào góc tường công phu không phải bình thường, hiện tại gặp, càng là nhìn mà than thở. Thế mà liền ngày xưa cửu địch đều có thể đào đi qua, thật sự là không thể tưởng tượng. Cứ như vậy, đừng nói là Hoàng Phủ Thanh Thiên bọn họ, liền xem như thần toán tử, đoán chừng cũng vạn vạn nghĩ không ra, Trác Phàm xúi dục xếp vào ở bên cạnh họ gian tế, thế mà lại là Nghiêm Phục cửu nhân này đi. Nghiêm Bán Quỷ nhìn lấy đây hết thảy, sớm đã tức giận đến đầy mắt đỏ bừng, mắng to, Nghiêm Phục, người cái này quên nguồn quên gốc hỗn đản, thế mà lại đọa lạc đến đi đầu quân giết sư cửu nhân, thực sự không xứng làm tiếp chúng ta Dược Vương Điện đệ tử, càng không xứng đứng giữa thiên địa. Hừ, từ sư phụ ta rời đi về sau, ta tại Dược Vương Điện tình cảnh mỗi huống ngày sau, sớm sẽ không có ngày yên lành. Cái này Dược Vương Điện đệ tử, không làm cũng được. Mà lại, ánh mắt khẽ híp một cái, Nghiêm Phục tràn đầy cừu hận trong hai con ngươi, bỗng nhiên lóe qua một tia ấm áp đến, một cái tay không tự giác che lên ở ngực. Chỗ đó, đang lẳng lặng chứa lấy một cái bích lục ngọc giản. Đây là Trác Phàm lúc trước làm lấy Hoàng Phủ Thanh Thiên bốn người mặt, nhét vào bộ ngực hắn ngọc giản, bên trong nội dung cũng rất đơn giản, chỉ có một câu, nhưng lại để hắn thẳng đến lúc này, y nguyên kích động không thôi. Bởi vì, đó là sư phụ hắn, độc thủ Dược Phương Nghiêm Tùng, nắm Trác Phàm mang cho hắn, nếu là ở Dược Phương Điện ngốc không thuận, chỉ bằng theo Trác quản gia tìm đến vi sư. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, ngọc giản lên cái kia đạo linh hồn ba động, cũng là sư phụ hắn không thể nghi ngờ, không giống làm bộ. Cái kia tia thân thiết khí tức, càng làm cho hắn lúc đó liền chảy ra không ngừng phía dưới nước mắt tới. Sư phụ hắn, còn chưa chết, mà lại bây giờ đang ở Lạc gia. Đồng thời, nhìn giọng điệu này, còn giống như trôi qua không tệ. Lại vừa nghĩ tới Trác Phàm nói với hắn lời nói, muốn dẫn hắn xuống địa ngục tìm sư phụ. Đây rõ ràng cũng là ám chỉ hắn, có tiếp nhận hắn ý tứ. Kết quả là, từ một khắc kia trở đi, cái này lúc trước còn đem Trác Phàm hận đến thực chất bên trong người trẻ tuổi, không chút do dự dứt khoát phản chiến đối mặt, trở thành Trác Phàm mật thám, bí mật cho Trác Phàm mật báo. Nghĩ tới đây, Nghiêm Phục bất giác song đồng chừng một cái, chăm chú nhìn Nghiêm Bán Quỷ ánh mắt, hét lớn lên tiếng, Nghiêm Bán Quỷ, người nghe kỹ cho ta. Từ hôm nay trở đi, tiểu gia ta cùng Dược Phương Điện lại không cái gì liên quan, ta đã là người Lạc gia. Người cái này tướng bên thua, cũng lại không có bất kỳ cái gì tư cách răn dạy ta. Khí tức bất giác trì trệ,
Nghiêm Bán Quỷ tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, bộ ngực không ngừng chập trùng, lại là rốt cuộc không nói ra một câu. Tên tiểu tạp chủng này, cùng Trác Phàm về sau, cáo mượn oai hổ, thế mà bắt đầu dám chống đối lão tử. Trước kia coi như cho hắn ăn 100 cái gan báo, hắn cũng vạn vạn không dám a, nhưng là bây giờ. Nhịn không được cười lên một tiếng, Trác Phàm khinh miệt quét bọn họ liếc một chút, đối Nghiêm Phục tán thưởng lên tiếng, nói tốt, ta Lạc gia tử đệ liền nên có khí thế như vậy, bốn người này liền xem như bị thế nhân tôn làm lục long nhất phượng, nhưng ở trong mắt chúng ta, lại tính là cái gì đồ vật. Trác Phàm lời ấy, ngạo nghễ không ai bì nổi, tràn ngập bế nghễ thiên hạ bá khí. Nghiêm Phục nghe được một trận nhiệt huyết sôi trào, ưỡn ngực ngẩng đầu, vội vã gật đầu, trên mặt một mảnh vẻ kiêu ngạo. Tựa hồ lại trở lại, lúc trước cùng sư phụ hắn độc thủ Dược Vương du lịch thiên vũ, mỗi ngày trang bức mỗi ngày bay thời điểm. Trong lòng cũng không thấy cảm thán, theo Trác Phàm lăn lộn quả nhiên không tầm thường, tâm thần thanh thản a, nhiều năm qua đọng lại oán khí cũng rốt cục phun ra. Khó trách sư phụ thế mà lại âm thầm vứt bỏ Dược Vương điện, ném đi qua, cái này không phải là không có lý do. Mà bọn người người nhìn thấy, cũng là trong lòng run lên. Trong thiên hạ, dám to gan như thế miệt thị bảy nhà uy nghiêm, đoán chừng cũng chỉ có cái này Lạc gia Trác Phàm. Dùng cái này xem ra, cái này Lạc gia thật sự là càng ngày càng nhiêu bức, có bay lên chi thế a. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Lạc gia chúng người ánh mắt, ào ào mập mờ lên. Thế nhưng là, Lạc gia mọi người lại không có để ý người khác ánh mắt, ngược lại là chăm chú nhìn cái kia Trấn Quốc Thạch, một mặt lo âu nhìn lấy Trác Phàm. Trác Phàm hiện tại tuy nhiên đã chiếm ưu, nhưng là cái kia một thân thương thế. Vừa thấy được Trác Phàm vết máu đầy người, đoạn một tay suy yếu bộ dáng, Lạc Vân Thường liền ngăn không được đau lòng. Bất quá, còn lại thế ra mọi người phảng phất là lý giải sai bọn họ ý tứ, gặp bọn họ lo lắng bộ dáng, tựa hồ là đang lo lắng Trác Phàm hành động theo cảm tính phía dưới, làm ra thất thường gì sự tình. Dù sao ngàn năm qua, mỗi lần Bách gia tranh minh chết người tuy nhiều, nhưng thất gia con cháu lại đều cho mặt mũi, bình an vô sự, chưa từng xuất hiện cái gì trọng đại thương vong. Mà lần này, song phương cho dù đều dương cung bạt kiếm, làm hai phái, thương vong thảm trọng, đều là toàn quân bị diệt hạ tràng, xem như ngàn năm qua thảm thiết nhất một trận đại chiến. Nhưng là, chết đều là một số phụ thuộc gia tộc đệ tử, tránh thức bảy nhà đệ tử, còn chưa có xuất hiện trọng đại thương vong. Riêng là bảy nhà tinh nhuệ, lục long nhất phượng, không có một người thương vong, đây cũng là bảy nhà danh giới cuối cùng. Thế nhưng là, như lúc này Trác Phàm nhiệt huyết lên não, đem Hoàng Phủ Thanh Thiên bốn người giết, tất nhiên dẫn tới bảy nhà đại chiến. Lạc gia làm nhân tài mới xuất hiện, bảy nhà chiến bên trong nhất định làm pháo hôi, đây đại khái là Lạc gia cao tầng không muốn nhìn đến đi. Bất quá, bọn họ rõ ràng suy nghĩ nhiều. Bọn họ không biết là, Lạc gia cao tầng tuy nhiên có một đám người, nhưng là tất cả mọi người lấy Trác Phàm ý chí làm chủ. Chỉ cần Trác Phàm quyết định muốn đánh, coi như Lạc gia liều nâng nhà diệt tộc, bọn họ cũng không quan tâm. Đương nhiên, lấy Trác Phàm tâm cơ khó lường, cũng không có khả năng để Lạc gia đi vào loại này trong tuyệt cảnh. Cho nên Lạc gia tất cả mọi người, đều là vô điều kiện mà tin tưởng lấy Trác Phàm mỗi một cái quyết định, tuyệt không có chút nào hoài nghi. Trác Phàm quyết định, cũng là Lạc gia tất cả mọi người quyết định. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Hắn hiện tại trọng thương tại thân, thực lực giảm lớn, các ngươi cùng tiến lên, nhất định có thể giết hắn. Đột nhiên, Hoàng Phủ Thanh Thiên ánh mắt sáng lên, cuối cùng phát giác, tuy nhiên bốn người bọn họ ăn cái kia từng dở trò giật thần đan, thân thể không nghe sai khiến, nhưng là những cái kia phụ thuộc gia tộc đệ tử lại không có ăn, còn có thể đối Trác Phàm tiến hành uy hiếp a, sau đó giống to lên tiếng. Chính là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Nếu như chờ hắn chữa khỏi vết thương thế, bọn họ mới thật sự là xong đời. U Vũ Sơn ba người tựa hồ cũng lập tức ý thức được điểm này, không khỏi vội vã giống to lên tiếng. Thế nhưng là, không đợi những người kia động tác, ông một tiếng, một đạo vô hình ba động xẹt qua, cái kia 10 cái chỉ có đoán cốt cảnh tu vi phụ thuộc gia tộc đệ tử, đã là hai mắt không còn, vô ý thức ngã xuống, triệt để không có khí tức. Trác Phàm tà tiếu mà nhìn xem bốn người nói. Lão tử lúc này mặc dù trọng thương tại thân, nhưng các ngươi có phải hay không quên, lão tử lực lượng nguyên thần thế nhưng là giống như các ngươi, thần chiếu cảnh trình độ A. Bất giác trong lòng trầm xuống,
Bốn người sắc mặt tối sầm lại, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ sớm nên nghĩ đến, lão hổ coi như ngủ, vẫn là lão hổ. Cái này trùng thiên ma long tánh mạng, cái nào là những cái kia tiểu lâu la có thể cầm tới đâu. Vừa nghĩ đến đây, bốn người sắc mặt như cho tàn, đã là không có chút nào hy vọng. Hoàng Phủ Thanh Thiên trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu cảnh cáo nói, Trác Phàm, người cần phải hiểu rõ, người động chúng ta bốn người, chẳng khác nào cùng chúng ta bốn nhà còn có trên trăm phụ thuộc gia tộc khai chiến, kết quả này ngươi gánh chịu được sao? Đến lúc đó, liền xem như hoàng đế, cũng không có lý do gì lại bảo trì các ngươi đi. Khai chiến. Mi đầu lắc một cái, Nghiêm Phục chỉ biết Lạc Gia có hoàng thất cùng Độc Cô Chiến Thiên che chở, lại là căn bản không biết Lạc Gia thực lực, không khỏi trên mặt quính lên, trong lòng lo sợ. Khác hắn vừa thêm vào Lạc Gia, thì gặp phải diệt tộc nguy cơ a, có phải hay không quá khổ cực. Thế nhưng là Trác Phàm lại là nhếch miệng lên, mỉm cười cười ra tiếng, đúng a, giết các ngươi chẳng khác nào khai chiến, ta rất sợ đó a. Bất quá, lão tử nhưng là chưa từng có làm qua có thù không báo sự tình. Ai, cái này nên làm cái gì bây giờ? Trác Phàm giả ý làm khó, suy nghĩ lấy giải quyết con đường, Hoàng Phủ Thanh Thiên bọn họ thì là một mặt khẩn trương nhìn lấy Trác Phàm, hy vọng tiểu tử này lấy đại cục làm trọng, bằng không bọn họ chỉ sợ thật khó giữ được cái mạng nhỏ này. Riêng là Hoàng Phủ Thanh Thiên, hắn nhưng là thiên mệnh sở quy, mệnh chân quý rất, há có thể như vậy vẫn lạc. Có. Đột nhiên, Trác Phàm đánh cái búng tay, đem bốn người cùng nhau dọa đến giật mình, cười ta nói, đã ta muốn báo thù, các ngươi lại trọng yếu như vậy, theo đại cục thì không nên bị giết. Vậy không bằng, đem bọn ngươi mệnh giao cho lão thiên quyết định đi. Không khỏi sững sờ, bốn người còn không rõ ràng cho lắm, nhưng là rất nhanh, Trác Phàm thủ quyết biến đổi, bốn người liền có thể động. Thế nhưng là, bọn họ muốn nhấc lên nguyên lực, lại là một chút cũng sách bất động. Bọn họ tu vi, lại bị hoàn toàn phong bế. Phốc, một tiếng vang trầm phát ra, Hoàng Phủ Thanh Thiên ở ngực đột nhiên nổ tung một cái lớn chừng ngón cái huyết động, thẳng đem hắn đau đến đầu đổ mồ hôi lạnh, không tự giác cúi người xuống. Hắn cả đời vô địch, còn chưa bao giờ thụ qua trọng thương, dạng này từ trong ra ngoài nổ tung huyết động thống khổ, lại là để hắn nhịn đau không được nhập nội tâm. Phốc phốc phốc, đón lấy, lại là một chuỗi dài trầm đục tuôn ra, U Vũ Sơn ba người thì cùng nhau đau đến ngã trên mặt đất. Cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh. Trác Phàm, ngươi muốn thế nào? Biết đây là Trác Phàm dở trò quỷ, Hoàng Phủ Thanh Thiên không khỏi cắn răng chất vấn, ngươi muốn giết, thì cho chúng ta đến thống khoái, khác cho chúng ta đùa nghịch loại này bịp bợm còn con. Thống khoái, ha ha ha, cái kia Ngưng Nhi, các ngươi cho nàng thống khoái sao? Mi đầu lắc một cái, Trác Phàm giận cười ra tiếng, bất quá các ngươi yên tâm. Ta nói qua đem các ngươi mệnh giao cho lão thiên, cho các ngươi một đầu cầu sinh cơ hội, thì tuyệt không nuốt lời. Nhìn xem các ngươi trước ngực cửa động, đó chính là các ngươi cấp. Trác Phàm chỉ bốn người, lãnh đạm nói. Bốn người hướng phía dưới xem xét, chỉ thấy Hoàng Phủ Thanh Thiên là một cái lỗ máu, hẳn là số 1, U Vũ Sơn là hai cái huyết động, là số 2, Nghiêm Bán Quỷ là ba cái huyết động, Lâm Toàn Phong thì là bốn cái huyết động. Nhìn đến cái này, bốn người lại lẫn nhau nhìn xem, trong mắt một mảnh vẻ mờ mịt. Trác Phàm cười lạnh, tiếp tục nói, hiện tại chúng ta tới chơi một cái trò chơi, đại đào vong. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian chạy trốn cùng tìm kiếm trận chìa khóa cửa, nếu như các ngươi có thể tìm tới, đồng thời thành công thông qua trận môn, trốn về Vân Long Thành, vậy các ngươi mệnh coi như bảo trụ. Thế nhưng là như trước đó, bị ta tìm tới, hắc hắc hắc. Xin lỗi, đây là thiên ý. Các ngươi muốn chết trong tay ta, vậy cũng chớ lại trách ta không để ý đại cục, không thả các ngươi một con đường sống. Nói, Trác Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, đúng là hắn trong tay 3 tòa trận chìa khóa cửa, tiện tay vung lên liền ném tới bầu trời, chuyển mắt không thấy tăm hơi, lại là tứ tán đến Thú Vương Sơn các ngõ ngách. Nghiêm Phục, người bây giờ cho ta làm một cái bí dương, bên trong để lên 4 con số. 3 ngày sau ta rút đến cái nào cái dãy số, thì sẽ bắt đầu truy kích cái kia cấp người, đến mức còn lại mấy người, chúc mừng các ngươi, thì tạm thời an toàn. Đương nhiên, vì miễn các ngươi nói ta chơi xấu, trước khi ta đuổi, ta sẽ phóng thích tín hiệu cho các ngươi nhìn. Cái này, nhưng là hoàn toàn dựa vào thiên ý. Khóe miệng lộ ra một tia hí ngược đường cong,
Trác Phàm đưa tay làm một cái mời thủ thế, tốt, các ngươi có thể xuất phát. Nhớ kỹ, nhưng là tuyệt đối đừng để cho ta tìm tới ở. Trong mắt Hồ Nghi không chừng, bốn người liếc nhìn nhau, sau đó cùng nhau một chút đầu, tứ tán thoát đi ra ngoài. Tuy nhiên trong lòng bọn họ minh bạch Trác Phàm đây là đang trêu cợt bọn họ, nhưng là cái này cũng là bọn hắn đường sống duy nhất a, bọn họ chỉ có đi liều một phen. Nhìn lấy bốn người bóng lưng biến mất trong nháy mắt, Nghiêm Phục thở sâu, nhìn về phía Trác Phàm khó hiểu nói, ây. Trác quản gia, ngươi là muốn giết bọn hắn, vẫn là có ý thả bọn họ. Nếu là giết bọn hắn, làm gì phiền toái như vậy, nếu là thả bọn họ lời nói. Hừ, ta làm sao có thể sẽ thả bọn họ. Trong mắt thần quang bỗng nhiên lạnh lẽo, Trác Phàm ánh mắt trong nháy mắt biến đến mức dị thường đáng sợ, Nghiêm Phục, ngươi sợ chết sao? Ách, sợ, không khỏi sững sờ. Nghiêm Phục suy nghĩ một chút, hơi hơi gật gật đầu, nhưng trong mắt lại là một mảnh vẻ nghi hoặc. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, không, ngươi không phải sợ chết, chỉ là sợ đối mặt tử vong. Ngưng Nhi là cái đơn thuần cô nương, tuy nhiên nàng chết thời điểm là cười, nhưng là ta biết, đây chẳng qua là làm cho ta nhìn mà thôi. Nàng biết mình muốn chết, tâm lý nhất định vô cùng hoảng sợ, mà loại này hoảng sợ, trọn vẹn tra tấn nàng 3 ngày. Nói đến đây, Trác Phàm song quyền một nắm, song đồng bỗng nhiên biến đỏ, hung tợn cắn răng nói, cho nên, ta nhất định phải làm cho cái kia 4 cái tên khốn kiếp nếm thử, cả ngày bị tử vong hoảng sợ quấn quanh tư vị, để bọn hắn sống không bằng chết. Trong lòng bất giác run lên, Nghiêm Phục thật sâu nhìn lấy Trác Phàm, khẽ gật đầu. Hắn hiện tại mới hiểu được, Trác Phàm cho tới bây giờ không nghĩ tới cái gì đại cục, cũng không nghĩ tới muốn thả qua bọn họ. Hắn muốn chỉ là, như thế nào để bọn hắn bị chết so Tiết Ngưng Hương càng thêm thê thảm. Vừa nghĩ đến đây, Nghiêm Phục cũng minh bạch hắn nên làm sự tình, sau đó yên lặng rời đi, đi trong rừng rậm khảm chút cây cối, bắt đầu làm hộp. Mà Trác Phàm cũng thở dài một hơi, thẳng ngồi tại trên đất trống, nhắm mắt tu luyện dưỡng lên thương tổn tới. Cứ như vậy, mặt trời lặn mặt trời mọc, 3 ngày thời gian rốt cục đi qua, tại ngày thứ tư hướng mặt trời mọc thời điểm. Trác Phàm đột nhiên mở ra 2 con ngươi, trong mắt một đạo sát ý lóe qua. Mà bên cạnh hắn, Nghiêm Phục cung cung kính kính bưng một cái vừa mới làm tốt hộp gỗ nhỏ, bên trong tối như mực một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng là, cái này lại quyết định Hoàng Phủ Thanh Thiên 4 người vận mệnh. Đi săn, bắt đầu. Cái thứ nhất đáng chết con mồi, không biết là cái gì cái thằng xui xẻo đâu. Bất giác cười lạnh một tiếng. Trác Phàm không có nhìn cái hộp kia liếc một chút, vung tay tiến vào, rất nhanh liền theo cái kia tối như mực trong không gian, lấy ra một đoạn giới thiệu điều mộc giản tới. Lấy tới trước mặt xem xét, chỉ thấy phía trên khắc thật sâu lấy một cái cực nhỏ chữ nhỏ. 4. Há, là số 4. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Phục cười nói, số 4 là ai, ta đều quên, ngươi còn nhớ rõ sao? Trầm ngâm một trận, Nghiêm Phục cung kính gật đầu, khởi bẩm Trác quản gia, số 4 là Xuyên Lâm Dực Long, Lâm Toàn Phong. Há, đầu kia độc cước Long A, thật đúng là cái thằng xui xẻo. Lục Long nhất phượng bên trong, ta giống như thì chuyên môn tìm hắn ngược 2 lần. Lần này từ Lão Thiên an bài, hắn lại là cái thứ nhất đụng vào Lão Tử trên họng súng. Ha ha ha, thật không biết hắn trúng đích xấu, vốn nên như vậy, vẫn là thật thời giờ bất lợi. Uống nước lạnh đều nhét răng. Không khỏi nhịn không được cười lên, Trác Phàm khoát tay một cái nói thôi, cũng là hắn a, đoán chừng hắn là chân mệnh đồ không tốt a, ha ha ha. Cười to một tiếng, Trác Phàm vung tay hướng lên bầu trời nhất chỉ. Siêu một tiếng, một đạo hỏa quang ngút trời, nhất thời nổ tung lên, tại cửu thiên phía trên phóng ra 4 đóa tia lửa, phản chiếu toàn bộ thú vương sơn lên đều một mảnh đỏ bừng. Ngay tại trong rừng rậm cẩn thận từng ly từng tí chạy trốn Hoàng Phủ Thanh Thiên, bỗng nhiên nghe đến không trung tiếng vang, ngửa đầu nhìn qua, bất giác ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau đó cẩn thận suy nghĩ mới hiểu được 4 đóa tia lửa, cái kia chính là số 4. Ai, Lâm Toàn Phong tiểu tử kia, lại cái kia không may. Hoàng Phủ Thanh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng một mảnh vui mừng. Dựa theo này xem ra, Trác Phàm là thật dựa theo trò chơi quy tắc đến làm việc. Cũng không có nhằm vào hắn. Nếu không lời nói, Trác Phàm muốn tìm đệ nhất nhân khẳng định là hắn mới đúng.
Nhưng là bây giờ, Trác Phàm đang tìm kiếm Lâm Toàn Phong thời điểm, hắn đổ là có càng nhiều thời gian đi tìm chìa khóa. Trong tay hơi hơi siết chặt, một thanh đỏ như lửa tinh thạch tại trong bàn tay hắn phát ra sáng chói quang huy, Hoàng Phủ Thanh Thiên thở sâu, vội vàng tăng tốc cước bộ, đi tìm một cái chìa khóa khác. Chỉ cần gom góp âm dương hai thanh lửa hình trận chìa khóa cửa, là hắn có thể an toàn thoát đi. Hắn nhất định phải nhanh hành sự mới được, nếu không lời nói, ai ngờ Trác Phàm lúc nào xử lý Lâm Toàn Phong, cái thứ hai bị săn bắt thằng xui xẻo là ai? Muốn là chính hắn lời nói, vậy liền xong đời. Cho nên hiện tại hắn tuy nhiên vừa buông lỏng một hơi, nhưng là trong lòng cái kia xuân lại là kéo căng càng chặt hơn. Mà Nghiêm Bán Quỷ cùng U Vũ Sơn, nhìn đến Trác Phàm phát lên thiên không tín hiệu về sau, đầu tiên là sợ hãi cả kinh, bởi vì điều này đại biểu Trác Phàm đã bắt đầu hành động, Trác Phàm biến thái trò chơi tử vong ngay tại hướng bọn họ tới gần. Nhưng là rất nhanh, bọn họ lại thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dù sao hiện tại Trác Phàm mục tiêu thứ nhất là số 4, Lâm Toàn Phong, bọn họ còn an toàn cực kỳ. Bất quá, bọn họ cũng minh bạch, Lâm Toàn Phong bỏ xuống về sau, Trác Phàm mục tiêu kế tiếp chỉ sợ sẽ là bọn họ. Dù nói thế nào, hiện tại 4 người tu vi bị phong, Trác Phàm muốn đuổi bắt bất kỳ người nào đều đơn giản vô cùng. Cho nên, bọn họ cũng tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ tìm kiếm, tâm lý khẩn trương đến muốn mạng. Thế nhưng là, ba người bọn họ chỉ là có chút gấp gáp mà thôi, nhưng một người khác cảm thụ lại hoàn toàn không giống. À, quá tốt, hai thanh mộc hình trận chìa khóa cửa, thế mà đều bị lão tử tìm tới, lão tử vận khí thật sự là tốt đến tăng mạnh a. Một mảnh che lấp trong rừng rậm, Lâm Toàn Phong song tay chăm chú nắm chặt hai khối phát ra yêu kiều lục quang tinh thạch, kích động lệ nóng tràn đầy. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, song phương mấy vạn nhân mã. Tại toàn bộ thú vương sơn lên chuyển hơn một tháng, lại đều không tìm được mộc hình trận chìa khóa cửa, thế mà lại cùng nhau bị hắn tìm tới. Như thế vận khí, quả thực cũng là nghịch thiên a. Hiện tại hắn chỉ cần trở lại lúc trước cái kia mộc hình trận môn trước, đem hai cái chìa khóa cắm vào, khởi động trận môn, liền có thể an toàn trở lại Vân Long Thành. Như vậy dựa theo Trác Phàm chỗ đình trò chơi quy tắc, hắn có thể sinh tồn được là thiên ý. Trác Phàm cũng liền không có lý do lại đuổi giết hắn. Bất quá, coi như Trác Phàm chơi xấu, còn đối với hắn theo đuổi không bỏ, Vân Long Thành các nhà trưởng lão nhìn lấy, Độc Cô Chiến Thiên cùng Phương Thu Bạch lại có trách nhiệm bảo trì Vân Long Thành an nguy, cũng không thể nào để cho hắn không kiêng nể gì cả hành hung. Như thế tới nói, hắn Lâm Toàn Phong mệnh coi như triệt để bảo trụ. Thật sâu hút khẩu khí, Lâm Toàn Phong quả thực liền muốn đối với Thương Khung quỳ bái. Cảm tạ trời xanh rốt cục chiếu cố hắn một lần. Nhiều ngày vận rủi quét sạch sành xanh, lần này cuối cùng để hắn may mắn một lần. Thế nhưng là, hắn nhìn về phía xanh biếc bầu trời khuôn mặt, vừa lộ ra một tia không màng danh lợi vẻ mặt vui cười, một đạo hỏa quang lại là bỗng nhiên ở phía xa phóng lên tận trời, tiếp lấy bộc phát ra 4 đóa to lớn tia lửa, đem cả mảnh trời hư không đều phản chiếu đỏ thẫm, đồng dạng, cũng đem hắn cái kia vui sướng khuôn mặt phản chiếu đỏ bừng. Đây là ông trời đang vì ta chúc mừng à, ha ha ha. Lâm Toàn Phong như nói mê cười cười, giống như một đứa bé đồng dạng, nhưng là rất nhanh chính là sắc mặt cứng đờ, kịp phản ứng. Ông trời làm sao có thể vô duyên vô cớ ở trên trời phóng hỏa? Vậy chỉ có thể là người làm, mà 4 người bọn họ tu vi đều bị phong ấn, lúc này có thể xử xuất chiêu này, cũng chỉ có cái kia Trác Phàm. Mà hắn làm như vậy ý tứ, chẳng lẽ là phát ra tín hiệu, ra hiệu cái này đáng sợ trò chơi tử vong muốn bắt đầu sao? Vừa mới bắt đầu ngày mới hư không nở rộ 4 đóa tia lửa, sẽ không phải là mục tiêu thứ nhất, cũng là số 4. Nghĩ tới đây, Lâm Toàn Phong gương mặt nhìn không được co lại, tiếp lấy cứng ngắc cổ cúi thấp đầu, nhìn mình nơi ngực. Ở nơi đó, 3 ngày trước nổ tung 4 cái huyết động, còn rõ ràng ở lại nơi đó, đúng là như thế dễ thấy. Bà nội ngươi, lão tử cũng là số 4. Khóe miệng bất giác một xẹp, Lâm Toàn Phong sắp khóc đi ra. Vốn là hắn cho là mình vận khí tốt chuyển, lập tức liền muốn chạy thoát. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến a, Trác Phàm cái thứ nhất muốn săn bắt mục tiêu chính là mình. Hắn một trái tim, trong nháy mắt liền theo thiên đường rơi đến trong địa ngục. Hắn vận khí này chỗ nào chuyển biến tốt đẹp, quả thực cũng là hỏng bét đến không thể lại hỏng bét. Ông trời, người đùa bỡn ta đúng hay không?
Lâm Toàn Phong trong mắt chứa lệ nóng, trong lòng một trận run sợ, ủy khuất muốn chết. Lại nói, hắn chọc ai gây người nào, riêng là đối tiểu nha đầu kia diệt sát kế hoạch, hắn càng là chưa từng tham dự qua, vậy cũng là Hoàng Phủ Thanh Thiên điều động, Nghiêm Bán Quỷ cùng U Vũ Sơn động thủ làm. Trác Phàm muốn báo thù, cũng cần phải tìm ba người bọn họ mới đúng. Nhưng là vì sao, cái thứ nhất muốn bị quái vật kia bắt giết, là mình đâu? Cái này cũng quá không công bằng đi. Lâm Toàn Phong không khỏi khóc không ra nước mắt, khô cằn hai mắt hỏi Thương Khung, không biết con đường phía trước ở phương nào. Hắn hiện tại lại có loại cảm giác, thiên hạ không còn so với hắn càng đáng thương người, quả thực không may cực độ. Một cái chân là Trác Phàm kéo không nói, một bàn tay cũng là Trác Phàm gỡ, hiện tại Trác Phàm muốn vì tiểu nha đầu kia báo thù, tìm bọn hắn tính sổ sách, hắn chuyện gì không có làm, lại là cái thứ nhất bị săn giết đối tượng. Hắn cuối cùng là đụng cái gì vận rủi a? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Toàn Phong nước mắt thì ào ào chảy ra ngoài, rừng đều ngăn không được. Có điều rất nhanh, hắn cũng không có rảnh ở chỗ này than thở, tốt xấu hắn đã tìm được hai cái chìa khóa, chỉ cần thuận lợi trở về Mộc Hình trận môn trước, đó chính là hắn thắng lợi. Kết quả là, không nói hai lời, Lâm Toàn Phong co cẳng liền chạy. Mặc dù bây giờ hắn chỉ có một cái một chân, nhưng là tốc độ vẫn như cũ không giảm lúc trước a. Xuyên Lâm Dực Long, lấy nhanh nổi tiếng xưng hào, cũng không phải đến không. Thế mà, ngay tại lúc này, một vệt kim quang lấp lóe, Trác Phàm bóng người đã là trong nháy mắt đi vào phía sau hắn 100 mét có hơn, khoan thai nói, Lâm Toàn Phong, ta nghĩ ngươi đã thấy cái tín hiệu kia. Không sai, ngươi chính là lão tử cái thứ nhất muốn bắt giết đối tượng, ngoan ngoãn nạp mạng đi đi. Cái gì, làm sao lại nhanh như vậy? Lại nói, hắn là làm sao thoáng cái tìm tới chính mình. Lâm Toàn Phong khẽ giật mình, hướng về sau nhìn một chút, nhìn thấy Trác Phàm cái kia lạnh lùng khuôn mặt lúc, lại là nhìn không được dọa đến sợ đến vỡ mật, gào khóc lên tiếng, đại ca, ngài thì tha ta một mạng a, hại chết vị cô nương kia kế hoạch, là Hoàng Phủ Thanh Thiên sai sử, U Vũ Sơn bọn họ đi chấp hành, ta chuyện trước đều một chút không rõ ràng. Ngài muốn báo thù, đi tìm bọn họ, làm gì cái thứ nhất thì tới tìm ta là vô tội a. Lâm Toàn Phong một bên chân sau nhảy hướng về phía trước chạy nhanh, một bên nước mắt chảy ngang, cầu khẩn lên tiếng, trong lòng lại là vừa hãi vừa sợ, vừa thương xót lại buồn bã, trên đầu càng là mồ hôi lạnh ngăn không được mà bốc lên. Cười lạnh, Trác Phàm không khỏi khinh miệt nhìn về phía trước cái bóng lưng kia, lại cũng không thêm nhanh, cứ như vậy tại ngoài trăm thước du nhiên địa treo hắn, lẩm bẩm nói, người nói không sai, trong bốn người, người xem như vô tội. Bất quá không có cách nào, ai bảo rút thăm cái thứ nhất thì rút đến ngươi đây. Cái trò chơi này là ta bình tĩnh, ta tự nhiên sẽ tuân thủ trò chơi quy tắc. Ngươi muốn trách lời nói, thì quái ông trời vì sao không cho ngươi cái vận khí tốt a, ha ha ha. Trên mặt cho càng thêm bi thương, Lâm Toàn Phong một mực tại liều mạng gia tốc, nhưng lại vẫn như cũ kéo không ra cùng Trác Phàm khoảng cách, bất giác ai thán một tiếng. Thôi thôi, đã vận mệnh đã như vậy. Vậy liền đáng đời không may cam chịu số phận đi, làm gì còn khổ cực như thế. Vốn là cái mạng này cũng là nhặt được, giờ phút này lại bị hắn thả ra tiến hành cái này cái gọi là chạy trốn trò chơi, cũng bất quá là bị hắn trêu đùa mà thôi. Dù sao đằng nào cũng chết, không bằng thống thống khoái khoái chết đi. Nghĩ như vậy, Lâm Toàn Phong thở dài một hơi, tốc độ chậm rãi hạ xuống. Trong mắt tinh quang lóe lên. Trác Phàm tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, không khỏi đạm mạc lên tiếng, có điều, ngươi nói cũng đúng, ngươi thật rất vô tội. Không bằng dạng này, ta nhìn ngươi có Mộc Hình trận chìa khóa cửa, phá lệ cho ngươi thả đường sống. Trong vòng một ngày, lão tử không đối ngươi ra tay, chỉ cần ngươi trong một ngày đuổi tới Mộc Hình trận môn chỗ, trở lại Vân Long Thành, coi như ngươi thắng, ta sẽ không đi tìm ngươi phiền phức. Thật, ánh mắt không khỏi sáng lên. Lập tức liền muốn từ bỏ Lâm Toàn Phong, lại là nhất thời lại tới nhiệt tình, dưới chân lần nữa tăng tốc ba phần. Mà Trác Phàm cười lạnh, cứ như vậy đi theo hắn sau lưng ngoài trăm thước, ta ngay tại phía sau ngươi, một ngày sau đó, ngươi như chưa tới, ta lập tức động thủ. Lâm Toàn Phong gấp vội vàng gật đầu, nói, một lời đã định, đại nam nhân một miếng nước bọt một cái đinh, ngươi cũng không thể đổi ý. Ha ha ha, ta Trác Phàm chơi game rất nghiêm túc. Tuyệt không đổi ý. Trong mắt lóe lên một đạo hí ngược chi sắc,
Trác Phàm lạnh lùng nói. Nghe được lời này, Lâm Toàn Phong không khỏi mừng rỡ trong lòng, thở sâu, dưới chân lần nữa phát lực, hung hăng chạy vọt về phía trước lấy, một đường không ngừng. Mau chóng trên đầu đã tràn đầy mồ hôi, dưới chân cũng càng phát ra tê dại. Bôn tẩu nửa ngày lộ trình, lại so trước kia bôn tẩu một ngày lộ trình còn nhiều hơn, hắn nhưng như cũ không quan tâm, tiếp tục cố nén chạy. Trác Phàm cứ như vậy một mực tại sau cùng theo sát, lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, trong mắt lóe lên một đạo nồng đậm sát ý. Hừ, Xuyên Lâm Dực Long, người thật cho là lão tử sẽ bỏ qua ngươi. Lão tử chẳng qua là chọn một người thích hợp nhất kiểu chết mà thôi, phàm là cùng Ngưng Nhi cái chết có quan hệ người, một cái cũng đừng hòng sống. Trong mắt chừng một cái, Trác Phàm trong lòng thầm hừ lên tiếng. Lâm Toàn Phong, nửa ngày đã qua, Lỗi Lạc đối xử lạnh nhạt nhìn qua phía trước mỏi mệt bóng người, khoan thai lên tiếng. Từng ngụm thở hổn hển, Lâm Toàn Phong vốn đã mồ hôi đầm đìa, chậm rãi hạ xuống tốc độ, nhưng là nghe xong lời ấy, nhưng lại là khẽ cắn môi, thở sâu, tiếp tục tăng tốc, càng không ngừng chạy vọt về phía trước trốn. Còn có 5 canh giờ, ta liền động thủ. Tại Thu Vi bị phong phía dưới, bôn tẩu hơn 7 canh giờ lộ trình, Lâm Toàn Phong một đường chạy tới tốc độ không giảm, thậm chí là tại hắn tốc độ nhanh nhất trên cơ sở, vẫn tại không ngừng gia tốc, cho nên tại giờ này khắc này, hắn một đầu một chân đã ngăn không được run rẩy. Thậm chí ngay cả đế giày từ lâu đang không ngừng chạy bên trong triệt để mài rơi. Hắn một cái sạch sẽ bóng bẩy độc cước, cũng đã ở khóm bụi gai sinh rừng sâu bên trong, mài lên cuồn cuộn bọng máu. Một đường lên, rơi xuống từng đạo nhiệt huyết. Giờ này khắc này, tại siêu cường độ cực nhanh tiến tới dưới, hắn thật nghĩ dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nhưng là, Trác Phàm cái kia lạnh lùng thanh âm, lại là thỉnh thoảng lại ở sau lưng nhắc nhở lấy hắn. Nếu là hắn dám dừng lại, đó chẳng khác nào là đem chính mình mệnh lưu tại bên trong vùng rừng rậm này. Không có cách nào, Lâm Toàn Phong chỉ có thể một mực ép buộc chính mình chạy đi xuống, tâm lý đã kinh hãi lại sợ. Còn có 4 canh giờ. Sau lưng cái kia đạo tử vong đếm ngược vang lên lần nữa, Lâm Toàn Phong chạy đầu óc mê muội, chợt nghe lời ấy, lại là không khỏi giật mình, hét lớn, làm sao lại nhanh như vậy? Nói. Liền muốn ngẩng đầu nhìn bầu trời, phân biệt canh giờ. Thế nhưng là, đầu hắn vừa mới nâng lên, siêu một tiếng, một trương lạnh lùng gương mặt lại là đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt, lúc này đem hắn dọa đến một khỏa trái tim nhỏ kém chút nhảy ra. Lúc này, người còn có rảnh rỗi nhìn lên thần, nhớ kỹ, người thời gian không nhiều, như là không thể toàn lực đuổi tới mục đích, ta thì vặn xuống ngươi đầu. Trác Phàm nhếch miệng lên, quái cười ra tiếng. Lâm Toàn Phong bất giác hít sâu một hơi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, cũng không dám nữa hướng lên bầu trời nhìn quanh, chỉ là trong mắt ngưng tụ, đột nhiên lại thêm nhanh 3 phần tốc độ, hướng về mục đích một đường phi nước đại. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm không khỏi tà dị cười một tiếng, tiếp tục xa xa đi theo hắn sau lưng, thỉnh thoảng lấy cái chết thần giống như trầm thấp tiếng nói, cho hắn tiến hành tử vong đếm ngược. Còn có 3 canh giờ. Lâm Toàn Phong độc cước phi nước đại. Trong mắt hơi đỏ lên. Còn có 2 canh giờ. Lâm Toàn Phong độc cước phi nước đại, hai cái trong ánh mắt đã phủ đầy huyết hồng, nghênh phong rơi lệ, tốc độ đúng là so với hắn không có bị phong ấn tu vi lúc, còn thực sự nhanh hơn nhiều. Còn có 1 canh giờ, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua lạnh lẽo nụ cười, rằng giặc lên tiếng. Lâm Toàn Phong sắc mặt nhăn nhó, toàn thân cao thấp đã bị ướt đẫm mồ hôi, cả khuôn mặt đỏ thẫm như máu. Nhưng là trong lòng lại là vừa hãi vừa sợ, lại mệt lại buồn bã, nhắm hai mắt, cái gì cũng không để ý, cắm đầu chạy về phía trước, chạy. Rốt cục, siêu một tiếng, Lâm Toàn Phong xông ra vùng rừng rậm kia, một đạo hai người cao bao nhiêu xanh biếc tinh thạch nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là cái kia mộc hình trận môn. Mà Trấn Quốc Thạch trước mọi người, biết 3 ngày trước Trác Phàm cùng 4 người bình tĩnh phía dưới trò chơi quy tắc, nhìn như là tại hí ngược bọn họ. Nhưng là rất nhiều người đều cho rằng, đây bất quá là Trác Phàm tại tìm cho mình lối thoát lý do thôi. Trác Phàm vẫn là lấy đại cục làm trọng, không dám chân chính cùng đế vương môn chờ tứ đại gia tộc vạch mặt, là tại tìm một cái lý do buông tha Hoàng Phủ Thanh Thiên bọn họ mà thôi. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn đến Lâm Toàn Phong xông ra rừng cây một khắc này, lại là trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy giờ này khắc này Lâm Toàn Phong,
nơi nào còn có lúc trước xuyên lâm rực long tiêu sái, toàn thân cao thấp, đều là bởi vì trong rừng cao tốc chạy trốn, bị bụi gai hoa đến vết thương đầy người. Một cái độc cước, từ lâu mài đến lộ ra bạch cốt âm u. Riêng là làm hắn xông ra rừng cây một sát na kia, tuy nhiên cách xa nhau rất xa, nhưng mọi người vẫn như cũ có thể rõ ràng mà nghe đến, rắc một tiếng vang giòn, hắn đầu gối cũng bởi vì cao tốc chạy không ngừng, mà nhất thời bẻ gãy, lộ ra trắng xám xương cốt. Thực, làm vì một người bình thường tới nói, thân thể không chịu nổi loại này cao cường vận động, chắc là sớm đã phát hiện. Có điều hắn sau lưng có Trác Phàm theo, còn một mực tại tử vong đếm ngược đe dọa lấy hắn, cho nên tại hắn đang sợ hãi phía dưới, trong mắt chỉ có cầu sinh ý niệm, lại là căn bản không có chú ý tới mình tu vi bị phong dưới, như thế chạy trốn, sớm đã thông suốt đến cực hạn. Bất quá cho dù hiện tại, sau cùng một cái một chân đoạn, Lâm Toàn Phong bất đắc dĩ té ngã trên đất, đập cái mặt mũi bầm dập, lại cũng là không có chút nào thèm quan tâm. Trong mắt của hắn đã hoàn toàn điên cuồng, nhìn lấy phía trước Mộc Hình trận môn, lộ ra sấp xỉ điên nụ cười, ha ha ha. Mộc Hình trận môn, ta đến, ta có thể sống trở về. Nói, Lâm Toàn Phong hai mắt đỏ thẫm, cho dù không có chân, cũng một bò lên hướng trước phủ phục, khóe miệng tại hai má càng liệt càng lớn, đúng là cảm nhận được cái này cả ngày đến hạnh phúc nhất một khắc. Bởi vì rất nhanh, hắn liền muốn chạy thoát. Đây là Trác Phàm cho hắn sinh lộ, cũng là chính hắn ghép đi ra cơ hội. So với ba người khác tới nói, hắn là vô tội, cho nên Trác Phàm cho hắn đầu này, chỉ có hắn có thể thu được sinh lộ. Lâm Toàn Phong nghĩ như vậy, trong tay lại thêm một phần lực, hướng về hy vọng chi môn tiến lên. Nhưng là Trấn Quốc Thạch nhìn đằng trước lấy cái này tất cả mọi thứ mọi người, lại là hoàn toàn đều cho ngơ ngẩn, trên mặt tràn đầy vẻ không hiểu. Vì sao tiểu tử này thê thảm như thế bộ dáng, còn có thể cười được? Nhìn hắn hiện tại người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng, mặt như điên cuồng, đến tột cùng là bị như thế nào ngược đãi a? Thế nhưng là hắn hiện tại vẫn như cũ mừng rỡ như điên đồng dạng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là bọn họ làm sao biết, Trác Phàm vì Lâm Toàn Phong họa cái này chiếc bánh lớn, để hắn rơi vào như thế nào ma trứng bên trong? Ta thắng! Ta có thể còn sống trở về. Lâm Toàn Phong từng ngụm thở hổn hển, cuối cùng leo đến Mộc Hình trận môn trước, trong tay ánh sáng lóe lên, liền xuất ra hai khối xanh biếc tinh thạch, hai tay run run, đem một khối đá cắm vào trận môn trước trong rãnh, trong mắt mừng rỡ càng là tột đỉnh. Mọi người gặp, cũng là khẽ gật đầu, tuy nhiên tiểu tử này bị ngược đến không bình thường, nhưng tốt xấu có đường sống, có thể an toàn trở về. Thế nhưng là, làm hắn hai tay run run muốn đem khối thứ hai tinh thạch cắm vào lúc, một chân lại là chậm rãi dẫm tại trên cánh tay hắn, đem cái kia cầm lấy tinh thạch tay, nhẹ nhàng dẫm đến dưới đất. Lâm Toàn Phong khẽ giật mình, cứng đờ nâng lên đầu, lại chính gặp Trác Phàm cái kia một mặt tà mặt cười cho. Mọi người cũng là không khỏi giật mình, nhìn lấy ở trên cao nhìn xuống Lâm Toàn Phong Trác Phàm, trong lòng lo sợ. Chẳng lẽ tại cái này một khắc cuối cùng, Trác Phàm ác ma này đuổi theo sao? Thế nhưng là, nhìn Lâm Toàn Phong biểu lộ nhưng lại không giống. Bởi vì hắn trên mặt cũng không có vẻ kinh dị, tựa hồ hắn sớm đã biết đây hết thảy, treo ở trên mặt hắn, chỉ có đầy mặt nghi hoặc. Vì cái gì, bất giác mê mang nháy mắt mấy cái, Lâm Toàn Phong thanh âm khàn khàn, làm méo miệng môi, bi thương lên tiếng, ta đã đến, là ta thắng. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm cười nhạo nói, xin lỗi, thời gian đến. Nếu như ngươi có thể nhanh hơn chút nữa liền tốt, còn kém một bước này, ngươi thì có thể trở về, đáng tiếc. T. Bất giác hung hăng quất khẩu khí, Lâm Toàn Phong ra mặt đột nhiên run run, trên mặt âm tình loạn biến, có bi ai, có kinh khủng, có không cam lòng, có ảo não, sau cùng tròng mắt co rụt lại, đầu im lặng tiêu nghỉu xuống, hai cái tròng mắt vẫn như cũ mở to lấy, bên trong cũng chỉ có vô tận tuyệt vọng. Mọi người bất giác giật mình, không rõ ràng cho lắm. Đúng vào lúc này, siêu một tiếng xé gió vang, một bóng người bỗng nhiên rơi xuống, chính là Nghiêm Phục không thể nghi ngờ. Nhìn xem trước mặt tràng cảnh, Nghiêm Phục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trác Phàm, Trác quản gia, cái này. Trác Phàm không nói gì, chỉ là ra hiệu hắn đi nhìn một chút mặt đất người kia. Nghiêm Phục khẽ gật đầu, rón rén đi vào Lâm Toàn Phong trước mặt. Đưa tay tại trên cổ hắn tìm tòi, không khỏi cả kinh nói, Trác quản gia, hắn chết.
Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, làm sao người này êm đẹp liền sẽ chết. Bọn họ cũng không có nhìn Trác Phàm động thủ a. Nghiêm Phục cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, xem một phen, khó hiểu nói, hắn giống như không có cái gì vết thương chí mạng, Trác quản gia, ngài là làm sao giết chết hắn? Hù chết, mệt chết, tuyệt vọng chết, Trác Phàm cười lạnh, thản nhiên nói. Nghiêm Phục sững sờ, trên mặt càng thêm nghi hoặc. Một cái đã đột phá thần chiếu cảnh cao thủ, thế mà lại hù chết, mệt chết, tuyệt vọng chết, cái này nói đùa cái gì? Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ta phong hắn tu vi, cho nên hắn hết thảy hành động, chỉ có thể dựa vào bản thân thể lực, mà không thể dựa vào tự thân nguyên lực. Ta gặp phải địa phương khác, cách nơi này rất xa, coi như hắn toàn thịnh thời kỳ chạy đến nơi đây, cũng muốn 3 ngày thời gian. Bất quá ta nói với hắn, cho hắn 1 ngày thời gian chạy trốn, trong 1 ngày không động hắn. Cho nên hắn chỉ có thể đem hết toàn lực, hướng nơi này chạy, mà lại ta còn không ngừng tại hắn sau lưng nhắc nhở lấy canh giờ. Cứ như vậy, hắn kinh khủng phía dưới, thể lực hao tổn càng lớn, đồng thời đối tự thân thể lực tiêu hao, cũng không tự biết. Sau cùng hắn đi tới nơi này, trong lòng lại sinh lên lớn lao hy vọng. 3 ngày lòng mang sợ hãi, đột nhiên có hy vọng, vốn là tâm tình thì chập trùng quá lớn, nhưng sau cùng ta lại nói cho hắn biết, thời gian đã đến, hắn hy vọng lập tức biến thành tuyệt vọng. Kể từ đó, đại hỉ đại bi, kinh hãi đại khủng, cấp tốc chuyển đổi phía dưới, hắn giận máu công tâm, tự nhiên tại trong tuyệt vọng, hết thảy biến thành cho bụi, không có sinh cơ. Cho nên ta mới nói, hắn là hù chết, cũng là mệt chết, càng là tuyệt vọng chết. Trác Phàm nhìn về phía Nghiêm Phục, tràn ngập thâm ý cười một tiếng. Nghiêm Phục nhìn lấy hắn, trong lòng một trận lo sợ. Tuy nhiên hắn biết rõ Trác Phàm thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng không nghĩ tới tàn nhẫn đến tình trạng như thế, vậy mà đem một người đùa bỡn đến như vậy tôn nghiêm mất sạch tình cảnh, lại đem hắn giết chết. Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, Nghiêm Phục trầm ngâm một trận, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia Trác quản gia, hắn đến cùng có không có 1 ngày bên trong đến đâu. Mi đầu hơi nhíu, Trác Phàm tà dị nhìn một chút hắn, tiếp lấy khẽ gật đầu, tiểu tử này tiềm chất không tệ, không hổ xuyên lâm rực long xưng hào, chạy ngược lại xác thực nhanh, hiện tại còn kém 1 canh giờ, mới đến 1 cả ngày thời gian. Bất quá, ta một đường lên đe dọa hắn, không cho hắn nhìn sắc trời, cho nên tại hắn chính mình cũng không biết canh giờ. Cho nên ta nói hắn thua, hắn cũng là thua, sau đó tuyệt vọng, sau đó bị hù chết, ha ha ha. Đường đường xuyên lâm rực long, lục long nhất phượng chạy vừa đến nhanh nhất người, thế mà sau cùng chính mình chạy gãy chân, mệt chết, đây có phải hay không là thích hợp hắn nhất kiểu chết, ha ha ha. Trác Phàm điên cuồng cười to, cười đến nước mắt đều đi ra. Mọi người và Nghiêm Phục thì là cùng nhau trong lòng run lên, bỗng nhiên chỗ, nhìn lấy Trác Phàm cái kia cười như điên không ngừng bóng người, lưng trở nên lạnh lẽo. Ma quỷ! Tốt, đem hộp lấy ra, nhìn xem cái kế tiếp thằng xui xẻo là ai. Trác Phàm nhếch miệng cười nhạo không ngừng, rất nhanh liền trong mắt ngưng tụ, điên cuồng nói, lão tử đã không kịp chờ đợi, muốn chơi cái này vòng tiếp theo trò chơi, khặc khặc khặc. Giờ này khắc này, Trác Phàm cái này lão ma đầu ma tính một mặt, triệt để hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, để mọi người nhìn không được trong lòng phát lạnh. Ngay từ đầu bọn họ còn nghĩ đến Trác Phàm có thể sẽ vì đại cục, buông tha 4 người. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản là bọn họ suy nghĩ nhiều. Trác Phàm nghĩ ra như thế một cái trò chơi tử vong, căn bản chính là muốn ngược giết bọn hắn. Trác Phàm trong lòng cừu hận, đã để hắn hoàn toàn biến đến điên cuồng lên, thủ đoạn càng là làm cho người giận sôi, để tất cả được chứng kiến người, nhịn không được dùng mình. Đoán chừng còn lại 3 người nếu như biết rõ cái này Lâm Toàn Phong bị chết đến cỡ nào thê thảm, đại khái không chờ Trác Phàm tìm tới bọn họ, thì sẽ lập tức tự tử đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, mọi người bất giác cùng nhau thở dài. Liền xem như Ngự Hạ Thất Gia cũng tốt, Đế Vương Môn cũng được, đắc tội Trác Phàm cái này ma quỷ, quả thực cũng là cả đời sai lầm nhất a. Nghiêm Phục một mặt cung kính đem hộp bưng đến Trác Phàm trước mặt, Trác Phàm nhạt cười một tiếng. Du nhiên địa vươn vào tay đi, chỉ chốc lát sau liền lại lấy ra một khối mộc giản tới. Ngắm nghía phía trên khắc lấy con số, Trác Phàm bất giác lộ ra lạnh lẽo nụ cười, trong mắt một đạo trần trụi sát ý lóe qua, hừ, thật đúng là oan ra ngõ hẹp a, lão tử cái kế tiếp muốn săn giết,
lại chính là cái này đồng lõa. Nói, Trác Phàm một phen mộc giản, đem thẻ bài đối hướng cái kia mộc hình trận môn vị trí, rất rõ ràng cũng là làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng phía trên con số. 2. Không sai, chính là sát hại Thiết Ngưng Hương người chấp hành, số 2, U Vũ Sơn. Trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, Trác Phàm vung tay hướng lên bầu trời nhất chỉ. Hưu, một đạo hỏa quang vạch phá trên mây, xông thẳng lên trời, nhất thời nổ tung lên, tại sáng sủa trên không trung, nổ tung ra hai đóa lộng lẫy tia lửa. Hoàng phủ Thanh Thiên cùng Nghiêm Bán Quỷ nghe đến vang động, bất giác giật mình, đuổi bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, thấy là hai đóa tia lửa, lại nhìn một chút ở ngực huyết động số lượng, bất giác thở dài một hơi. Quá tốt, may mắn không phải mình. Bất quá, trong lòng bọn họ minh bạch, chính mình cũng bất quá là nhất thời an ổn thôi. Rất rõ ràng, Trác Phàm thả ra cái thứ hai tín hiệu, đã nói lên Lâm Toàn Phong đã ợ ra rắm. Mục tiêu kế tiếp, là số 2 U Vũ Sơn. Bọn họ cũng không biết tiểu tử này có thể chống bao lâu, có điều hắn như lại treo, cái kia nguy hiểm liền sẽ rơi xuống hai người bọn họ trên đầu. Cho nên bọn họ chẳng những không có một tia buông lỏng tâm tình, ngược lại càng căng thẳng hơn hoảng sợ, bởi vì Trác Phàm ma chảo, chính từng bước một hướng bọn họ tới gần. Giống như Trác Phàm lúc trước nói tới đồng dạng, chết cũng không sợ, chờ đợi tử vong thời khắc, mới đáng sợ nhất. Giờ này khắc này, cũng là hai người lớn nhất hồi hộp thời khắc, riêng là Hoàng Phủ Thanh Thiên, từ nhỏ đến lớn luôn luôn vô địch hắn, còn chưa từng có giống như bây giờ, bị dọa đến run như cầy sấy qua. Thậm chí hơi lớn một chút vang động, cũng có thể làm cho hắn tưởng rằng Trác Phàm lại thả ra tín hiệu, dọa đến ngăn không được run rẩy. Đối ở hiện tại chính mình, hắn là vạn phần tức giận, chính mình thế nhưng là thiên mệnh sở quy vương giả, há có thể như thế khiếp đảm. Thế nhưng là, hắn cũng là không quản được chính mình viên kia lung lay sắp đổ tâm. Trác Phàm cái này trò chơi tử vong, xem như triệt để đem hắn sợ mất mật, vương giả uy nghiêm mất hết. Mà một phương diện khác, vừa mới tìm tới hai cái kim sắc tinh thạch U Vũ Sơn, còn đến không kịp lớn tiếng gieo hò, lại là đột nhiên nghe đến một tiếng vang thật lớn trên không trung bạo liệt, nổ tung hai đóa rực rỡ diễm hỏa, lại là bỗng nhiên dọa sợ mắt. Ngơ ngác cúi đầu nhìn một chút ở ngực hai cái huyết động, không sai, hắn quả nhiên là số 2, Trác Phàm ác ma này sắp truy sát đối tượng. Không khỏi, U Vũ Sơn khóe miệng một xẹp, chợt cảm thấy toàn bộ thiên địa đều tại chuyển động, lại là sắp ngất đi. Trong lòng càng là nhịn không được mắng to. Cái này Lâm Toàn Phong, ngày bình thường không phải chạy nhanh nhất a, làm sao nhanh như vậy liền bị Trác Phàm tìm tới, còn cho xử lý. Ngươi nếu là dù là lại trì hoãn mấy ngày thời gian, anh em không phải cứu sao? Hừ, phế vật cũng là phế vật, lúc còn sống là phế vật, sau khi chết vẫn là phế vật, chẳng có tác dụng gì có. U Vũ Sơn trong lòng oán thầm không ngừng. Nhưng cũng không đoái hoài tới một mực mắng cái chết người. Việc cấp bách, là mau chóng thoát đi nơi đây, miễn cho bị Trác Phàm đuổi kịp mới là. May mắn nơi này cách kim hình trận môn không xa, lấy tốc độ của hắn đại khái nửa ngày liền có thể đến. Một khi hắn tới đó, lúc này liền có thể thông qua trận môn trở về, như vậy hắn thì triệt để an toàn. Nghĩ tới đây, U Vũ Sơn không nói hai lời, lập tức nhấc chân liền chạy. Nghĩ đến Trác Phàm vừa mới thu thập Lâm Toàn Phong, còn đến không kịp bắt kịp hắn, hắn có là thời gian. Kết quả là, U Vũ Sơn bắt đầu một đường ngựa không dừng vó phi nước đại, sau lưng cũng một mực chưa từng xuất hiện Trác Phàm bóng người, điều này không khỏi làm hắn càng thêm an lòng. Xem ra hắn suy đoán là đúng, Trác Phàm cái này ác ma một lát còn đuổi không kịp hắn. Thế nhưng là, làm hắn siêu một tiếng xông ra rừng rậm. Cái kia lóe ánh sáng màu vàng kim hình trận môn đã gần ngay trước mắt, thắng lợi nữ thần đã ở hướng hắn liên tiếp vẫy chào lúc, lại là lạnh không khỏi tròng mắt co rụt lại, thân thể ngăn không được lạnh run, nhất thời dừng lại. Bởi vì ở nơi đó chờ lấy hắn, không chỉ là cái kia đạo đại biểu hy vọng cửa lớn, còn có hai đạo quen thuộc bóng người. Phản đồ Nghiêm Phục, cùng đáng sợ nhất ác ma, Trác Phàm. Trấn Quốc Thạch trước chúng người không biết làm sao thở dài. Trên trán một đầu hắc tuyến treo xuống rơi xuống, lắc đầu. Ai, người cái cháu còn rùa nhi nha, người ta hai người sớm ở chỗ này chờ lấy, người thế mà còn thật đi ra, thật sự là tự chui đầu vào lưới. Trác Phàm ngửa đầu du du nhiên địa nhìn bầu trời một chút, sau đó lại nhìn về phía đối diện đã trợn mắt hốc mồm U Vũ Sơn,
cười khẽ một tiếng, người bây giờ mới đến nha, lão tử sớm ở chỗ này chờ nửa canh giờ. Các ngươi làm sao lại ở chỗ này xuất hiện, lại là làm sao biết ta muốn tới chỗ này, còn sớm chạy chỗ này đến chắn ta. U Vũ Sơn nhìn lấy đối diện hai người, sớm đã cả kinh không biết làm sao, trong lòng 10.000 đầu thảo nê mã đang phi nước đại, trong mắt càng là tràn ngập mê vẻ nghi hoặc. Hắn thực sự không nghĩ ra, cái này chắc phàm có không cần đoán cũng biết chi thuật sao. Vì sao hắn vừa mới giải quyết Lâm Toàn Phong, liền có thể lập tức đuổi kịp hắn. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, nhưng là chắc phàm cũng không cho hắn giải tỏa nghi vấn, chỉ là cười lạnh, chậm rãi hướng hắn đi đến. U Vũ Sơn, thân thủ giết chết Ngưng Nhi Đao Phủ, người cảm thấy ta cái kia cho ngươi tuyển cái dạng gì kiểu chết mới tốt. Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt. U Vũ Sơn tại Trác Phàm từng bước ép sát dưới, sớm đã dọa đến hai chân như nhũn ra, ngăn không được lui về phía sau, một cái lảo đảo, nhất thời té ngã trên đất, sau đó vội vàng quỳ sát ở trước mặt hắn, khóc ròng ròng cầu xin tha thứ, đại ca, ngươi tha ta a, ta chính là cái bán mạng. Đối phó cô nương kia sự tình, là Lãnh Vô Thường sau lưng ra mưu, Hoàng Phủ Thanh Thiên làm chủ, ta cũng là phụng mệnh hành sự a. Ngài muốn báo thù, tìm bọn hắn tốt. Ta chính là cái tiểu lâu la, ngài làm ta là cái rắm, đem ta thả đi. Thôi đi, cái gì lục long nhất phượng, sống chết trước mắt còn không phải một cái sợ dạng. Nghiêm Phục gặp này, khinh thường bĩu môi, suy cười ra tiếng, trong lòng bỗng nhiên lóe qua một đạo trước đó chưa từng có khoái cảm. Theo Trác Phàm lăn lộn, thế mà liền lục long nhất phượng dạng này lúc trước trong mắt hắn cao cao tại thượng tồn tại đều có thể khinh bỉ, thực sự quá thoải mái. Mà Trấn Quốc Thạch trước mọi người, nhìn lấy U Vũ Sơn bức kia bọc mủ dạng, cũng cùng nhau lộ ra vẻ khinh bỉ. U Minh Cốc Cốc chủ U Vạn Sơn, càng là khí đến sắc mặt âm trầm. Dù sao U Vũ Sơn thân là lục long một trong, đại biểu cũng không chỉ là chính hắn bản thân, còn có toàn bộ U Minh Cốc vinh dự mặt mũi. Hiện tại cho dù tu vi bị phong, gặp phải Trác Phàm không địch lại, nếu không cùng chết, nhưng là hắn lại dập đầu cầu xin tha thứ, tôn nghiêm mất sạch. Thật sự là đem toàn bộ U Minh Cốc mặt đều mất hết. Vốn là Ngự Hạ Thất gia tại Thiên Vũ các đại gia tộc trong mắt, một mực là cao cao tại thượng, uy nghiêm không cho xem thường tồn tại. Nhưng là hiện tại, mọi người đối đãi bảy nhà ánh mắt, lại không có trước kia như thế tôn sùng. Cái gọi là bảy nhà tinh anh đệ tử, cũng bất quá là chỉ là phàm nhân, gặp phải cường giả cũng sẽ sợ chết a. Như thế xem ra, chúng ta phổ thông gia tộc còn thường xuyên ra một số hung hãn không sợ chết nhân vật anh hùng đây. Dạng này so sánh một chút, chúng ta có khi ngược lại so với các ngươi cái gọi là Ngự Hạ Thất gia, mạnh hơn. Thất đại thế gia tại Thiên Vũ đế quốc thần đồng dạng địa vị, một khi bị kéo lên thần đàn, người kia nhóm đối bảy nhà kính nể, cũng sẽ đánh mất hầu như không còn. Phương Thu Bạch cùng Độc Cô Chiến Thiên liếc nhìn nhau, đều là khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy ý cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trác Phàm đối bảy nhà đả kích, quả thực cũng là hủy thiên diệt địa. Chí ít sau trận chiến này, nguyện ý khăng khăng một mực đi theo bảy nhà gia tộc, đem về càng ngày càng ít. Đem bảy nhà uy vọng từng bước tiêu giảm, là hoàng đế vẫn muốn làm việc, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm vừa ra tay, bảy nhà uy vọng cơ hồ đều muốn tiêu giảm không có. Nếu là hoàng đế biết việc này, nhất định sẽ cao hứng cười to 3 ngày không ngừng. Long Hành Vân cùng Tạ Thiên Thương liếc nhìn nhau, lại đều là thở dài một hơi, trong lòng may mắn. May mắn bọn họ cùng Trác Phàm là một đường, không phải vậy lời nói, liền sẽ cùng hiện tại U Vũ Sơn một dạng, mệnh ném là nhỏ, chính mình cùng gia tộc mặt mũi ném là đại A. Trác Phàm cái này ma vương, quả nhiên không phải dễ trêu, cùng hắn liên minh thật sự là quá có ánh mắt. Vừa nghĩ đến đây, Long Hành Vân không khỏi một mặt sùng kính xem Long Giật Phi liếc một chút. Trong lòng thầm than. Lão cha cũng là lão cha, thế mà sớm như vậy liền phát hiện khối này ngọc thô, cùng hắn kéo bên trên quan hệ, thật sự là con mắt tinh đời a. Long Giật Phi tựa hồ chú ý tới nhi tử cái kia dị dạng ánh mắt, bất giác hiên ngang đầu, một mặt vẻ kiêu ngạo. Dường như lại nói, Hành Vân, ngươi thấy a, đây chính là gia chủ nên có tư chất, bá nhạc chi nhãn. Một phương diện khác, Trác Phàm lạnh lùng nhìn lên trước mặt cái kia dập đầu như dã tỏi chán ghét bóng người, trong mắt lóe lên một đạo trần trụi sát ý đến, như vậy, người đoạt Ngưng Nhi tinh phách, cũng là bọn hắn sai xử. Cái này, bất giác khẽ giật mình,
U Vũ Sơn đầu đầy mồ hôi lạnh, không khỏi lần nữa dập đầu cầu xin tha thứ, bọn họ nói muốn để cô nương kia bị chết thê thảm, ta bất quá cũng là phụng mệnh hành sự a, ngài thì. A đúng, cô nương kia tính phách ta còn bảo lưu lấy, hiện tại thì còn cho ngươi, mời ngươi tha ta một mạng đi. Nói, U Vũ Sơn vội vàng theo trong giới chỉ xuất ra một đỉnh lớn chừng bàn tay lư hương, đưa tới, trong mắt tràn đầy cầu xin chi sắc. Trác Phàm chậm rãi tiếp nhận, mở ra xem, chỉ thấy ở trong đó trưng bày lấy một khỏa hiện ra thuần khiết huỳnh quang tinh phách, tương đối tốt. Cảm thụ lấy cái kia khí tức quen thuộc, Trác Phàm hai tay bất giác hơi hơi run run, trong lòng đau xót, trong mắt phảng phất có nhiệt lưu phun trào, cũng là bị hắn cưỡng ép nhịn xuống. Hắn hiểu được, đây chính là ngưng nhi tinh phách, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, trong lòng của hắn phẫn nộ uyển như núi lửa đồng dạng bạo phát đi ra, giận dữ hét, U Vũ Sơn, đã tinh phách là ngươi đoạt, vậy ngươi cũng cần phải rõ ràng, tinh phách ly thể bao lâu, thì hoàn toàn vô dụng. Ây, 12 canh giờ, U Vũ Sơn thân thể lắc một cái, nhìn trộm nhìn phẫn nộ Trác Phàm liếc một chút, run giọng nói. Trong mắt nhịn không được chừng một cái, Trác Phàm bỗng nhiên chửi ầm lên tiếng, đã ngươi biết đã vô dụng, còn đem thứ này cho lão tử làm gì? Lão tử thật nghĩ một lò đập chết ngươi nha. Trác Phàm vung tay chuẩn bị nện xuống, U Vũ Sơn cũng là dọa đến ôm lấy đầu, lại là đột nhiên trì trệ, bất động. Dù nói thế nào, đây cũng là ngưng nhi di vật, hắn lại sao có thể nhẫn tâm để cái này thuần khiết tinh phách, bị cái này cặn bã máu chỗ làm bẩn. Kết quả là, Trác Phàm đem lô đỉnh kia thu nhập giới chỉ, nhìn về phía U Vũ Sơn cười lạnh nói, ngươi cảm thấy tinh phách ly thể là thống khổ nhất sao? Ha ha ha, đó là bởi vì... ngươi còn chưa thấy qua lão tử thủ đoạn. Ngươi thủ đoạn, thân thể nhìn không được lắc một cái, U Vũ Sơn một mặt sợ hãi nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy tâm thần bất định chi sắc. Trác Phàm từ xuất đạo đến nay, một mực lấy âm hiểm rảo quyệt, tàn khốc tàn nhẫn nổi danh trên đời. Hắn thủ đoạn, chỉ là nghe đến mấy chữ này, U Vũ Sơn liền đã dọa đến sợ đến vỡ mật. C-K-I-T-T-T. Đột nhiên. U Vũ Sơn trong nháy mắt không thể động, bịch một tiếng ngã xuống. Trác Phàm chậm rãi đi vào trước người hắn, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất ra một cái đá lạnh hồ lô đến, ta cười ra tiếng, U Vũ Sơn, ngươi có phải là kỳ quái hay không, chính mình tất cả hành động đều bị ta khống chế, liền chỗ vị trí ta đều nhất thanh nhị sở. Bất giác nháy mắt mấy cái, U Vũ Sơn trong mắt mê mang, trong lòng lo sợ, lại là không nói gì. Chỉ là run như cầy sấy mà nhìn xem Trác Phàm, không biết hắn muốn làm gì. Ha ha ha, ta hôm nay cũng không sợ bí mật này công khai xuất hiện. Thực các ngươi không phải chúng độc, mà chính là thể nội bị ta ký sinh cùng đám người kia một dạng ma vật. Những thứ này ma vật cùng ta tâm linh tương thông, cho nên không quản các ngươi chạy đến đâu bên trong, muốn đi nơi nào, ta đều có thể cảm giác được đến. Trác Phàm đem hồ lô kia mở ra. Từng cái huyết sắc tàm trùng liền một nhuyễn leo ra. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, U Vũ Sơn trong lòng kinh hãi. Hắn là ma đạo tu giả, tự nhiên biết ma vật vì sao. Thế nhưng là dù vậy, hắn cũng chưa nghe nói qua đáng sợ như thế ma vật, lại có thể khống chế thần chiếu cảnh cao thủ thân thể. Riêng là hiện tại, trong cơ thể của bọn họ đều có Trác Phàm cái này ma vật ký sinh. Vậy thì tương đương với Trác Phàm tại trong cơ thể của bọn họ thả thiết bị truy tìm, mặc kệ chạy đến đâu bên trong, đều trốn không thoát Trác Phàm lòng bàn tay. Cái này cái gọi là đào vong trò chơi, từ vừa mới bắt đầu liền đã quyết định kết cục, Trác Phàm giống như một vị trời thần một dạng quan sát bọn họ, nắm trong tay hết thảy. Bọn họ chỉ là trong tay hắn con kiến hôi mà thôi, ai có thể trốn đến. Vừa nghĩ đến đây, U Vũ Sơn liền nhìn không được khổ cười ra tiếng. Thua thiệt bọn họ còn một mặt hy vọng tìm chìa khóa, muốn tìm được một đường sinh cơ, nguyên lai đánh ngay từ đầu, kết quả là đã bình tĩnh, bọn họ tất thua không thể nghi ngờ. Tựa hồ là nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm không khỏi ta cười ra tiếng, ngươi cũng không cần bi quan như vậy, thực các ngươi còn là có phần thắng. Ta chưa chắc sẽ đi vội vã bắt hắn người, chỉ cần có người có thể để cho ta chơi tận hứng, lưu luyến quên về. Người khác tự nhiên có đầy đủ thời gian tìm tới chìa khóa chạy trốn. Ngươi đây là ý gì? Trong lòng bất giác run lên, U Vũ Sơn mặt hiện hoảng hốt, hoảng sợ nhìn về phía Trác Phàm, một chút bất an ẩn ẩn dâng lên. Ngửa mặt lên trời cười ha hả,
Trác Phàm trong hai con ngươi lóe qua một đạo tàn nhẫn chi sắc, lạnh lùng nói, lão tử ý tứ rất rõ ràng, hiện tại, lão tử chuẩn bị chơi ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Trác Phàm đột nhiên khẽ đảo hồ lô, bên trong huyết tầm liền mãnh liệt mà ra, cùng nhau rơi xuống U Vũ Sơn trên thân. Thẳng đem hắn dọa đến sắc mặt trắng bệch, hét to lớn tiếng, lại là vẫn như cũ động cũng không thể động, Trác Phàm, người muốn làm gì? Ha ha ha, làm gì, vẫn chưa rõ sao? Để ngươi thể hội một chút, so tính phách ly thể càng thêm thống khổ kiểu chết. Trong mắt không khỏi ngưng tụ, Trác Phàm trên mặt lộ ra một bộ vẻ dữ tợn. A, à, cùng lúc đó, một tiếng rung khắp nội tâm kêu rên, đột nhiên tiếng vọng tại tất cả mọi người bên tai. Những cái kia không ngừng nhúc nhích huyết tầm, có tới hàng ngàn con, vừa đến U Vũ Sơn trên thân, liền ngăn không được hướng trong cơ thể hắn vào tới. Một bên lui, còn một bên mở ra tỉ mỉ cái miệng nhỏ cắn động lên, chỉ là trong nháy mắt, U Vũ Sơn toàn thân cao thấp đã nổi lên một tầng tinh mịn vết máu. Mà hắn khuôn mặt, cũng là đau đến quất thẳng tới động, nổi gân xanh, khóe miệng nhịn không được mà run lên lấy, muốn cắn lưỡi tự tử. Cũng là bị thể nội huyết tầm khống chế thân thể, trương không miệng. Trác Phàm rằng giặc nhìn trên mặt đất cỗ kia không ngừng co rút thân thể, sắc mặt lạnh nhạt, yên tĩnh giải thích nói, cái này ngàn con huyết tầm, bình thường đều là do ta cho ăn lấy tinh huyết. Bất quá, ta điểm này máu, chỗ nào có thể để chúng nó ăn no. Cho nên bọn họ thường xuyên làm một máu, tranh giành cái đầu rơi máu chảy. Tính tình cũng chậm chậm biến đến hung tàn lên, bất quá bây giờ tốt. Có ngươi như thế một cỗ nhục thân ở chỗ này, bọn họ có thể thật tốt ăn no nê. Ha ha ha. Còn có, bọn họ miệng tuy nhỏ, cũng rất sắc bén, mà lại rất thích cắn xé nhân loại thần kinh đầu đầu. Cho nên, mấy ngày này đoán chừng ngươi đau nhức hơn không ngừng. Thống khổ như vậy, đại khái tại tinh phách rút ra gấp trăm lần trở lên. Bất quá có một chút là tốt, bọn họ ăn tốc độ rất chậm, mà lại thích ăn mới mẻ vật sống, bởi vậy đồng dạng hội một bên ăn. Một bên giúp ngươi cầm máu. Ngươi không thể nhanh như vậy chết, có thể thật tốt hưởng thụ một phen, ha ha ha. À, ngươi giết ta đi. U Vũ Sơn cắn chặt hàm răng căn, giống như một đầu đang bị ngược đánh như dã thú, gào rú lên tiếng. Thế nhưng là Trác Phàm lại là khinh thường bĩu môi, khẽ cười nói, ngươi cái này không đúng, ngươi bây giờ chịu đựng thống khổ, đều là tại vì đại công tử hai người tranh thủ thời gian a. Hắn không phải ngươi chủ tử à? Ngươi không phải rất nghe hắn ra lệnh à, điểm ấy hy sinh lại tính là cái gì? Con mẹ nó chủ tử, ngươi nhanh giết ta, đi tìm bọn họ tính sổ sách, không có lý do ta một người đem bọn hắn oan uổng, nổi đen, đều lưng a. U Vũ Sơn đau đến nhãn cầu đều nhanh tuôn ra đến, gào rú lên tiếng. Sắc mặt bất giác trầm xuống, Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, hiện tại không nhận hắn là chủ tử, cái kia ngươi khi đó vì sao chiếu vào hắn ra lệnh? Để ngưng nhi thê thảm như vậy chết đi. Hừ, tự mình làm chuyện sai, liền muốn chính mình gánh chịu hậu quả, thật tốt chịu đựng đi. Trác Phàm cười lạnh, không nhìn tới hắn, đúng là thẳng ngồi ngay ngắn ở chỗ, tu luyện. Trong tai, chỉ có cái kia như giết heo tiếng gào thét đang không ngừng quanh quẩn. Nghiêm Phục ở một bên nhìn đến trong lòng rung động không thôi, lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nhìn trộm nhìn một chút tại cái này thê thảm kêu gào bên trong. Còn có thể sắc mặt lạnh nhạt tu luyện Trác Phàm, trong lòng lòng kính sợ càng sâu. Vị này Trác quản gia báo thù thật không phải đắp, coi như trước kia bảy thế gia kiêu căng ương bướng đến đâu, cũng chưa từng có một người dùng qua tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Thế nhưng là bây giờ, hắn tính toán là chân chính kiến thức đến vị này trùng thiên ma long ngoan độc một mặt. Trấn Quốc Thạch trước mọi người, nhìn lấy bên trong hình ảnh, trong tai nghe lấy cái kia gào khóc âm thanh, cũng là một trận hồi hộp. Cho dù là Tiết gia ba đời, Tiết Ngưng Hương chí thân, minh bạch Trác Phàm đây là tại vì Ngưng Nhi báo thù, thế nhưng thủ đoạn tàn khốc y nguyên để bọn hắn run như cầy sấy, không đành lòng nhìn thẳng. Giờ này khắc này, bọn họ ngược lại là cảm thấy, giết Ngưng Nhi tên hung thủ này, U Vũ Sơn, bởi vì Ngưng Nhi đắc tội Trác Phàm, ngược lại là càng đáng thương rất nhiều. Liên thụ hại người trong cuộc đều phát lên dạng này lòng thông cảm, kia liền càng không nói đến hắn mọi người. Lúc này, Trác Phàm tại mọi người trong mắt, chỉ có một loại hình tượng, không được gây ma vương. Kết quả là, như thế như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, U Vũ Sơn tiếng gào thét nhưng chưa bao giờ đình chỉ qua. Sau một ngày, U Vũ Sơn chỉnh tấm ra người,
đã là bị cái kia huyết tằm gặm ăn hầu như không còn, từ xa nhìn lại, khuôn mặt biến dạng, quả thực cũng là một bộ dính nước thây khô, toàn thân một mảnh đỏ bừng, lại không có một chút vết máu chảy ra. Bởi vì những cái kia máu, đã sớm bị huyết tằm ngừng lại, bất quá, U Vũ Sơn vẫn tại lôi kéo cuống họng gào rú. Ngày thứ hai, U Vũ Sơn toàn thân gân mạch đều bị gặm ăn hoàn toàn, chỉ còn lại có cái kia từng bãi bắp thịt thịt mỡ, chất đống trên mặt đất, không có gân mạch liên kết, tản mát thành một đống phế tích. Nhưng là, U Vũ Sơn còn tại khàn khàn cuống họng kêu gào. Ngày thứ ba, U Vũ Sơn bắp thịt toàn thân cũng bị ăn sạch, mà hắn tuy nhiên mở to miệng muốn gọi, lại là sớm đã la rách cổ họng, chỉ miệng mở rộng, ra không âm thanh. Ngày thứ tư, ngàn con huyết tằm bắt đầu gặm ăn U Vũ Sơn cốt cách. Thẳng đến ngày thứ 9, U Vũ Sơn toàn thân cao thấp đã sớm bị gặm ăn hầu như không còn. Nhưng là không biết vô tình hay là cố ý, những cái kia huyết tằm vậy mà lưu lại một chút có thể duy trì hắn sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật bộ phận không nhúc nhích, để tại để hắn tận mắt thấy, hắn hiện tại bộ này một bãi bùn nhão giống như co quắp trên mặt đất, bộ phận trần trụi, không có xương cốt, không có bắp thịt, thậm chí đã căn bản không thành hình người chính mình. Nghiêm Phục bất giác nháy mắt mấy cái, nhìn lấy bộ này buồn nôn tràng diện, quả thực liền muốn nôn mửa ra. Trấn Quốc Thạch trước mọi người, tức thì bị cái này tàn khốc hình phạt, dọa đến nghiêng đầu đi, khó có thể tiếp tục lại nhìn. U Vũ Sơn hai mắt dần dần ẩm ướt, muốn cầu khẩn Trác Phàm vẫn là giết hắn tính toán, lại là rốt cuộc không nói ra một câu. Bởi vì hắn cuống họng, xương cổ, đầu lưỡi những thứ này không có quan hệ gì với sinh mệnh đồ vật, đều đã để huyết tằm thôn phệ xong. Hắn hiện tại chỉ có mấy cây mạch máu, liên tiếp mấy bộ cơ quan nội tạng, mới có thể miễn cưỡng chứng minh hắn còn sống. Bất quá dạng này sống, lại là càng thống khổ hơn so với cái chết vạn lần không ngừng. Chậm rãi mở ra song đồng, Trác Phàm liếc cái này thê thảm nam nhân liếc một chút, nhìn thấy cái kia cầu khẩn ánh mắt, đạm mạc lên tiếng, muốn chết phải không? Trong mắt hơi hơi đi loanh quanh, U Vũ Sơn trong mắt tràn đầy vội vàng. Bởi vì mí mắt cũng bị cái kia huyết tằm gặm ăn hết, cho nên hắn rất khó tỏ vẻ ra là hắn suy nghĩ trong lòng. Bất quá, Trác Phàm đã giải hắn ý tứ. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, nhớ kỹ, thà gây Diêm La Vương, chớ chọc ta Trác đại quản gia. Lời vừa nói ra, U Vũ Sơn vội vàng vội vã động động con ngươi, tỏ ra hiểu rõ. Mà Trấn Quốc Thạch trước mọi người, cũng là trong lòng run lên. Trác Phàm lời này, cùng nói là đối một cái sắp chết U Vũ Sơn nói, còn không bằng nói là đối Trấn Quốc Thạch trước tất cả gia tộc giảng. Bên trong hàm nghĩa, càng là đơn giản rõ ràng. Nhìn đến à, thức thời khác mẹ hắn theo đế vương môn cùng lão tử đối đầu. Coi như ngự hạ thất gia lại như thế nào, lão tử để hắn chết bao nhiêu thảm, thì có bấy nhiêu thảm. Tất cả mọi người rất rõ ý, bắt đầu đánh tới trong lòng tính toán nhỏ nhặt. Mà những cái kia bản thân liền là phụ thuộc đế vương môn gia tộc, lúc này cũng âm thầm suy nghĩ sau này hành động. Nếu là cùng Lạc gia có quan hệ lời nói, vậy liền đánh chết cũng không thể tham dự. Cái này Lạc gia đại quản gia Trác Phàm thủ đoạn, cũng quá mẹ hắn độc, mình không thể trêu vào a. Phương Thu Bạch gặp, trong lòng an lòng, tiểu tử này thật mẹ hắn có một bộ, giết gà dọa khỉ, để những cái kia thiên vũ thế gia cũng không dám nữa cùng đế vương môn hàng ngũ làm bạn. Đế vương môn môn chủ, Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại là sắc mặt âm trầm càng sâu, bởi vì hắn đã ý thức được, Trác Phàm hiện tại ngay tại tan rã bọn họ đế vương môn ngàn năm qua uy vọng tích lũy. Nếu là người trong thiên hạ đều rời xa hắn đế vương môn lời nói, cái kia đế vương môn lại như thế nào xưng bá thiên vũ? Trong lúc nhất thời, đế vương môn tất cả cao tầng đều nhìn Trác Phàm, trong lòng phát hận, nghiến răng nghiến lợi, lại không có cách nào. Trác Phàm chậm rãi vung tay lên, những cái kia huyết tằm liền cấp tốc đem U Vũ Sơn còn lại tạng phủ bộ phận, huyết mạch đầu lâu thôn phệ hầu như không còn, tốc độ kia quả thực cũng là nháy mắt liền không có. Có thể thấy được lúc trước Trác Phàm nói cái gì huyết tằm thôn phệ chậm, hoàn toàn là gạt người, hắn liền muốn tra tấn một phen cái này U Vũ Sơn mà thôi. Bất quá dù vậy, nhìn lấy chính mình thân thể hoàn toàn bị nuốt, rốt cục không lại dùng thụ loại này như địa ngục thống khổ. U Vũ Sơn sau cùng ánh mắt đúng là trong nháy mắt dễ dàng hơn. Nghiêm Phục thở sâu, vội vàng đi vào Trác Phàm trước mặt, đem hộp gỗ đưa lên nói, Trác quản gia, mời. Không cần. Trác Phàm phất phất tay,
trong mắt lóe lên một đạo hung ác mang, oán hận nói, ở chỗ này cùng tiểu tử này lãng phí quá nhiều thời gian, cũng làm cho cái kia thủ phạm nhanh muốn chạy trốn. Nói, Trác Phàm vung tay lên, một đạo hỏa quang ngút trời, nhất thời nổ tung một đóa to lớn tia lửa. Số 1, Hoàng Phủ Thanh Thiên, ngươi cho lão tử chờ lấy, người nào trốn cũng không thể để ngươi trốn. Chói lọi hỏa quang vang vọng tại toàn bộ thú vương sơn trên không, chiếu một mảnh trong suốt. Chính trong rừng cấp tốc chạy Hoàng Phủ Thanh Thiên, đột nhiên trệ trệ thân thể, quay đầu nhìn đến trên mây lên cái kia vẻn vẹn chỉ có một đóa rực rỡ pháo hoa, mi đầu nhìn không được chăm chú nhăn lại tới. Ác ma này, cuối cùng đem đi săn ánh mắt chằm chằm đến bổn công tử trên thân, bất quá. Khóe miệng đột nhiên xẹt qua một đạo nụ cười quỷ dị, Hoàng Phủ Thanh Thiên trong tay hung hăng nắm nắm hai khối như máu đỏ thẫm tinh thạch, trong mắt lóe lên một đạo đắc ý tinh quang. Hắc hắc hắc, bất quá đã muộn. Xa xa nhìn xem phía trước đường đi, Hoàng Phủ Thanh Thiên thở sâu, tiếp tục hướng phía trước phi nước đại, trên mặt một mảnh trí tuệ vững vàng vẻ hưng phấn. Giờ này khắc này, hắn đã thu hoạch được hai cái lửa hình trận chìa khóa cửa, mà lửa hình trận môn ngay tại cách hắn cách đó không xa địa phương, lấy tốc độ của hắn, chưa tới một canh giờ liền có thể đến tới. Thế nhưng là nhìn vừa mới Trác Phàm tín hiệu phát ra vị trí, lại là cách hắn rất xa. Lấy hắn đoán chừng, bây giờ Trác Phàm trọng thương tại thân, là vạn vạn đuổi không kịp hắn. Cái này đào vong trò chơi, thắng lợi sau cùng cuối cùng vẫn là hắn cái này thiên mệnh sở quy vương giả. Ha ha ha, U Vũ Sơn, ngươi làm rất tốt, thế mà có thể đem ác ma này kéo thời gian dài như vậy, bổn công tử chạy thoát về sau, còn thật phải cảm tạ ngươi một phen mới là. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong. Hoàng Phủ Thanh Thiên cười lạnh liên tục, có điều, đây cũng là thiên ý. Ngươi có thể làm gốc công tử hy sinh, cũng coi như chết đúng chỗ. Bổn công tử quả nhiên là chánh thức vương giả, liền ông trời đều giúp ta, ha ha ha. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Thiên tốc độ không giảm, nhưng là trên mặt lại là càng thêm kiêu căng. Tất cả mọi thứ, trong mắt hắn đều phảng phất là thượng thiên an bài tốt. Vốn là Trác Phàm có thể tùy tiện đem hắn giết, tuy nhiên lại không biết cái nào gân không đúng, làm ra như thế một cái trò chơi tử vong. Mà tại cái trò chơi này bên trong, Trác Phàm giết hai người, lại vẫn cứ đem hắn đặt ở cái thứ ba, còn trống không nhiều thời gian như vậy, sắp để hắn chạy khỏi nơi này. Đây rõ ràng cũng là thượng thiên che chở, để hắn cái này tránh thức thiên mệnh sở quy vương giả sống sót, nhất thống thiên hạ kỳ tích. Nghĩ tới đây. Hoàng Phủ Thanh Thiên trong mắt ngạo sắc càng sâu, suy cười ra tiếng, Trác Phàm, lần này bổn công tử trước hết để ngươi thắng một hồi. Bất quá, bổn công tử là chân chính vương giả, ngươi sớm muộn hội chết trong tay ta, đến lúc đó. Hừ hừ hừ, trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý, Hoàng Phủ Thanh Thiên lại thêm ba phần khí lực, dưới chân càng nhanh mấy phần. Bạch, hơn nửa canh giờ về sau, một đạo hắc ảnh lóe qua. Hoàng Phủ Thanh Thiên theo một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ chạy trốn tới, một đạo đỏ thẫm thủy tinh cửa lớn, bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Mà bốn phía, không có một tí xúc động tĩnh. Trong mắt không khỏi sáng lên, Hoàng Phủ Thanh Thiên không khỏi đại hỉ vu sắc. Quả nhiên, tiểu tử kia còn đến không kịp đuổi kịp hắn, lần này là hắn thắng. Mà Trấn Quốc Thạch trước mọi người, nhìn đến Hoàng Phủ Thanh Thiên cái thứ nhất đến lửa hình trận môn trước. Cũng không khỏi sắc mặt giật mình, cùng nhau nhìn sang. Chẳng lẽ Trác Phàm chưa kịp đuổi kịp hắn, tiểu tử này muốn thắng sao? Trong lúc nhất thời, mọi người bất giác trong lòng chợt cảm thấy có chút đáng tiếc. Không chỉ là Hoa Vũ Lâu chờ một phái mọi người, liền đế vương môn phía dưới đông đảo phụ thuộc gia tộc, cũng là âm thầm lắc đầu thở dài. Vốn là Trác Phàm ngay từ đầu giết bốn người, liền đã đại hoạch toàn thắng, lại muốn từng cái tra tấn. Sau cùng ngược lại để cái này kẻ cầm đầu chạy, lại là làm cho người ngăn không được tiếc hận. Bất quá, đây cũng không phải là Hoàng Phủ Thanh Thiên đến cỡ nào nhận người ghét hận, mà chính là mọi người thật sự là vì Trác Phàm đáng tiếc. Đun sôi vịt bay, mặc cho ai tâm lý đều cảm giác khó chịu. Trong lúc lơ đãng, mọi người tựa hồ cũng tâm hướng Trác Phàm chỗ đó, vậy đại khái chính là cường giả lực thu hút đi. Lãnh Vô Thường dường như đã nhìn ra điểm này. Mày nhíu lại càng thêm thâm trầm. Cứ theo đà này, Trác Phàm triệt để tan rã đế vương môn ngàn năm uy vọng tích lũy, cũng bất quá là sớm muộn sự tình. Thế nhưng là,
đế vương môn các vị cao tầng lại là còn không có phát hiện vấn đề này, chỉ là nhìn đến đại công tử lập tức liền muốn thoát hiểm, bất giác đều là hưng phấn dị thường. Dù nói thế nào, Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng là ngàn năm qua khó được tuyệt thế thiên tài, cho dù là bọn họ đế vương môn cũng vạn vạn đền không nổi a. Tốt, chỉ cần đem cái này hai khối tinh thạch cắm đi vào, là được. Từng ngụm thở hổn hển, Hoàng Phủ Thanh Thiên chậm rãi đi vào lửa hình trận môn trước, trong mắt lóe lên dị dạng hào quang. Nhìn lấy trận môn lúc trước hai cái lỗ khảm, không nói hai lời, liền hung hăng cắm đi vào. Ông! Một cỗ vô hình ba động bỗng nhiên phát ra, một đạo đỏ thấm quang trụ đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng lên cửu tiêu vân đoan. Kinh ngạc nhìn cột sáng kia ngơ ngác, Hoàng Phủ Thanh Thiên không khỏi lộ ra một tia tự đắc nụ cười, ha ha ha. Trác Phàm, là bổn công tử thắng, bổn công tử lập tức liền muốn an toàn trở về. Đế vương môn các vị trưởng lão cũng là trở nên kích động, chăm chú nhìn cái kia trấn quốc thạch phương hướng, hai mắt đỏ bừng, hưng phấn mà run run tẩu. Nếu như đây là song hướng truyền tống trận lời nói, bọn họ thật hận không thể lập tức đi vào đem Hoàng Phủ Thanh Thiên cho kéo qua. Đại công tử, ngài cũng đừng đắc chí, tranh thủ thời gian trở về đi. Bất quá vương giả cũng là vương giả, cho dù là chật vật chạy trở về, cũng phải chú ý cái dung mạo dáng vẻ, cũng phải để ý cái phô trương phong độ. Thật sâu hút khẩu khí, Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng không nóng nảy, dù sao sinh môn ngay ở chỗ này. Hắn chỉ cần một cái dậm chân thì có thể vào. Kết quả là, làm cho tất cả mọi người đều không còn gì để nói, thậm chí để những cái kia đế vương môn trưởng lão đều nhất thời hận đến nghiến răng nghiến lợi một màn xuất hiện. Tại bước vào cái kia đạo hồng quang trước đó, Hoàng Phủ Thanh Thiên vậy mà bắt đầu sửa sang lại chính mình dơ giấy bẩn thỉu tóc, lộn xộn quần áo. Còn có cái kia mấy ngày liên tiếp một mực chạy trốn, mỏi mệt không chịu nổi khuôn mặt, cũng tốt hảo chỉnh túc một phen. Tựa hồ nhất định phải để chính mình nhìn qua vẫn như cũ ung dung hoa quý, khải hoàn mà về giống như. Thấy tình cảnh này, đế vương môn các vị trưởng lão nhịn không được cùng nhau run rẩy gương mặt. Nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên ánh mắt, thật hận không thể xông đi lên đánh cho hắn một trận. Đại công tử, ngài bình thường coi trọng cái phái đoàn khí thế cũng liền thôi, thế nhưng là như thế bước ngoặt nguy hiểm, ngài tánh mạng đều nhanh khó giữ được, còn coi trọng cái này phái hư vinh hóa trang. Có phải hay không quá làm? Hừ, ngài cái này lại còn là chết tại Thú Vương Sơn lời nói, cái kia nhất định chính là chính ngài tìm đường chết. Đế vương môn tất cả trưởng lão một trận bất đắc dĩ, trong lòng thầm than. Thế nhưng là bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, trong lòng bọn họ một câu bực tức, lại thật trở thành vị này đại công tử trước khi chết nguyền rủa. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Hoàng Phủ Thanh Thiên cuối cùng là để cho mình dáng vẻ khôi phục lại thường ngày phong lưu phóng khoáng, bế nghễ thiên hạ, cái này mới chậm rãi phóng ra ung dung tốc độ, vênh váo tự đắc hướng cái kia lửa hình trận môn đi đến, giống như hắn mới là lần này bách ra tranh minh người thắng lợi một dạng. Thế mà, đúng vào lúc này, một tiếng sấm rền lại là đột nhiên nổ tung giữa trời. Ngừng! Hét lớn một tiếng chợt vang, Hoàng Phủ Thanh Thiên di chuyển một cái chân nhất thời chính là quỷ dị bắt đầu vặn vẹo. Bộc phát ra một trận xương máu. Hắn thân thể còn chưa kịp tiến vào cái kia hồng quang bên trong, lại là tại bứt rứt đau đớn dưới, không tự chủ được quẳng xuống. Trong mắt nhìn không được co lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên trong lòng hoảng hốt, không có quay đầu, cũng đã nhận ra đạo thanh âm này chủ nhân, Trác Phàm. Không khỏi trong lòng kinh hãi, Hoàng Phủ Thanh Thiên vạn vạn không nghĩ đến, lấy Trác Phàm cái kia một thân thể bị trọng thương, thế mà nhanh như vậy thì đuổi theo. Kể từ đó, nếu là lại bị hắn bắt, chính mình chẳng phải là muốn bỏ mình tại chỗ. Vậy mình vừa mới một phen vẻ gượng ép, vốn là biểu hiện chỗ hắn biến không sợ hãi vương giả khí độ, nhưng cứ như vậy, chẳng phải biến thành như thằng hề sao. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Thanh Thiên bất giác khẽ cắn môi, tại thân tử còn chưa triệt để ngã xuống trước đó, cái chân còn lại hung hăng tại trên mặt đất một bước. Đụng một tiếng, liền thẳng tắp hướng cái kia hồng quang phóng đi. Hắn phải sống sót, không chỉ có là vì tánh mạng, còn có hắn vương giả tôn nghiêm. Hắn tuyệt không thể tại người khác chế giễu bên trong chết đi, hắn muốn trở thành sau cùng bên thắng, thiên thu vạn đại, bị người cúng bái. Thế nhưng là, tại hắn lập tức liền muốn xông vào cái kia hồng quang bên trong, triệt để chạy khỏi nơi này trước đó. Hưu một tiếng, một đạo hắc ảnh lại là đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đụng một tiếng nện ở hắn trên sống lưng.
lúc này đem hắn nện xuống mặt đất 1 mét trong vòng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Mà hắn một ngón tay, chỉ kém 1 ly thì có thể đụng tới cột sáng kia. Nhưng chính là cái này 1 ly, hắn cũng rốt cuộc tiến lên không chút xíu khoảng cách. Đại công tử, đế vương môn tất cả trưởng lão, không khỏi cùng nhau kêu lên sợ hãi. Hoàng phủ Thanh Thiên nhìn lấy gần trong gang tấc Sinh Môn, đúng là nhấc không nổi một bước, lại là mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Trác Phàm ngồi tại Hoàng phủ Thanh Thiên trên thân, nhếch miệng lộ ra một bộ lạnh lẽo nụ cười, miệng lớn thở mấy hơi thở hồng hộc về sau, cười nhạo nói, Hoàng phủ Thanh Thiên, cuối cùng bắt được ngươi. Vừa mới kém chút để ngươi nha chạy, vậy lão tử nhưng là bồi đại phát, hắc hắc hắc. Trác Phàm, xa như thế khoảng cách, ngươi làm sao có thể đuổi được. Hoàng phủ Thanh Thiên quay đầu nhìn một chút áp ở trên người hắn bóng người, hung tợn mắng, thế nhưng là lời nói đến nửa đường, lại là không nói, bởi vì hắn đã minh bạch hết thảy. Sau lưng Trác Phàm, một cái tử sắc cự điểu chậm rãi hạ xuống, nghiêm phục theo trên lưng nó nhảy xuống, đi vào Trác Phàm bên người. Trác Phàm cười lạnh, thản nhiên nói, hiện tại ngươi minh bạch đi, lão tử tuy nhiên không có Lôi Vân Dực, nhưng còn có một cái Lôi Vân Tước. Mà Lôi Vân Tước nó lấy tốc độ tăng trưởng, muốn trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp ngươi, cũng không phải là không được. Trong mắt nhìn không được co lại, Hoàng phủ Thanh Thiên bất đắc dĩ ai thán một tiếng. Hắn làm sao đem việc này cấp quên, tiểu tử này còn có một con linh thú có thể thay đi bộ. Cho nên tại hắn ngay từ đầu, liền đánh giá sai tiểu tử này tốc độ, còn hoa nhiều thời gian như vậy tới chỉnh lý lại dáng vẻ. Sớm biết như thế. Hắn chắc là một ở đây, liền trực tiếp mở ra trận môn trở về, cái kia cũng sẽ không có phiền toái nhiều như vậy. Nhưng bây giờ như vậy, hắn tại tất cả mọi người trước mặt làm bộ làm tịch, sau cùng làm chết ở chỗ này một màn, lại muốn bị Thiên Vũ tất cả gia tộc chế giễu không ngừng. Nghĩ tới đây, Hoàng phủ Thanh Thiên tiếng buồn bã liên tục, lắc lắc đầu nói, Trác Phàm, đã bổn công tử lại rơi xuống trong tay ngươi, ngươi thì giết ta đi. Bất quá bổn công tử chính là thiên mệnh sở quy vương giả, cho dù chết, cũng mời cho ta một cái thể diện kiểu chết. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, lại là cười lạnh thành tiếng, hừ, muốn thể diện kiểu chết. Có thể a, lão tử nhất định khiến ngươi có cái, lớn nhất thể diện kiểu chết. Tiếng nói vừa dứt, Trác Phàm đột nhiên cúi người xuống, cắn một cái tại lỗ tai hắn lên, sau đó bỗng nhiên xé rách xuống tới. A. Một tiếng thê lương chu lên phát ra, Hoàng phủ Thanh Thiên mắt hiện kinh khủng, vội la lên, Trác. Trác Phàm, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Hừ hừ hừ, ngươi không phải muốn lớn nhất thể diện kiểu chết à, vậy lão tử liền thành toàn ngươi, đem ngươi hài cốt chôn ở lão tử phủ tạng bên trong, cái này có thể so sánh chôn xương thâm sơn thể diện nhiều à. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tản mát ra khát máu ánh sáng. Thế nhưng là mọi người nghe thấy lời ấy, lại là cùng nhau quá sợ hãi. Chẳng lẽ nói, cái này trùng thiên ma long Trác Phàm, muốn đem cái này chấn thiên đế vương long Hoàng phủ Thanh Thiên, sống sờ sờ cắn không chết được sao? Vừa nghĩ đến đây, mọi người tâm liền ngăn không được phát lạnh. Cái này xem như đối với địch nhân tàn nhẫn nhất thủ đoạn, ăn người a. Hoàng phủ Thanh Thiên cũng là nghe vậy biến sắc, quay đầu nhìn qua. Lại chính gặp Trác Phàm đem hắn cái kia lỗ tai cắn rơi, nôn tại trên mặt đất, bất giác mặt hiện hoảng hốt. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Trác Phàm đối với hắn tử hình, đúng là như thế ăn sống nuốt tươi. Cái này mẹ nó đừng nói tôn nghiêm, quả thực liền thân làm người tư cách đều đánh mất hầu như không còn. Đối với đem vương giả tư chất đem so với ai cũng nặng Hoàng phủ Thanh Thiên tới nói, cái này có thể nói là kinh khủng nhất kiểu chết. Thậm chí so Lâm Toàn Phong cùng U Vũ Sơn chết, càng khủng bố hơn được nhiều. Trác Phàm, ngươi ác ma này, ngươi dám thôn phệ ta. Hoàng phủ Thanh Thiên trong mắt bất giác co lại, kinh sợ lên tiếng. Khóe miệng hơi hơi một phát, bên miệng còn mang theo Hoàng phủ Thanh Thiên bị cắn xuống đoạn mà thôi chảy ra vết máu. Trác Phàm trong mắt bất giác ngưng tụ, dần hiện ra điên cuồng vẻ dữ tợn. Đúng, ngươi nói không sai, vốn là lão tử còn đang suy nghĩ. Như thế nào đưa ngươi tra tấn, mới có thể để cho ngươi thống khổ nhất. Thế nhưng là cuối cùng vẫn quyết định, phải dùng loại phương pháp này kết ngươi. Đây không phải thống khổ nhất hình phạt, U Vũ Sơn chết so ngươi thống khổ gấp 100 lần, đây cũng không phải là lớn nhất khuất nhục hình phạt,
Lâm Toàn Phong chết so người biệt khuất nhiều. Thế nhưng là, đối người cái này hại chết Ngưng Nhi thủ phạm, lão tử hết lần này tới lần khác cho ngươi lựa chọn cách chết này, người biết tại sao không? Ha ha ha, bởi vì thì cách chết này, để lão tử thống khoái nhất. Ăn sống thịt, sinh uống máu, chỉ có dạng này mới có thể tiêu trừ đi một số lão tử đối ngươi nha thật sâu thống hận, để lão tử trong lòng phẫn nộ lắng lại một số. Tiếng nói vừa dứt, Trác Phàm lần nữa cắn một cái đi xuống, nhất thời liền đem Hoàng Phủ Thanh Thiên cái cổ đằng sau nghiêm chỉnh khối thịt đoàn cứ thế mà cắn xuống đến, thét lên Hoàng Phủ Thanh Thiên đau đến ngửa mặt lên trời kêu gào, trong mắt lệ quang tràn lan, da mặt ngăn không được co rúm lên. Một bên Nghiêm Phục, mí mắt không khỏi run run động một cái, hơi hơi lui về phía sau hai bước. Trấn Quốc Thạch trước mọi người, cũng là có chút không đành lòng nhìn thẳng, hơi hơi rời tầm mắt, cổ họng giống như có đồ vật gì chặn lấy đồng dạng, muốn nôn ra. Một trái tim, sớm đã giật mình phanh phanh trực nhảy, tựa như muốn chỉnh cái nhảy ra đồng dạng. Trác Phàm nói không sai, sinh sinh thôn vệ hắn, không phải thống khổ nhất, cũng không phải lớn nhất khuất nhục, nhưng là lớn nhất chấn hám nhân tâm. Trong mắt mọi người đều lộ ra phát từ đáy lòng vẻ sợ hãi. Nếu nói Trác Phàm lúc trước tàn nhẫn là như là ác ma lời nói, vậy bây giờ hắn trong lòng mọi người, liền đã là chân chính ác ma. Chỉ có Sở Khuynh Thành chờ nữ nhìn lấy đây hết thảy, chẳng những không sợ hãi không sợ, ngược lại một trận khổ sở. Bởi vì Trác Phàm lúc này đối Hoàng Phủ Thanh Thiên biểu hiện ra cừu hận đến cỡ nào thâm trầm, thì biểu thị hắn nội tâm đến cỡ nào thống khổ, cho nên tại đau đến hắn phải dùng loại này như dã thú hành động, mới có thể thoáng vuốt lên trong lòng vết thương. A, à, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua tàn nhẫn nụ cười, Hoàng Phủ Thanh Thiên hai mắt nổi lên, nổi gân xanh, nguyên bản anh tuấn khuôn mặt, lúc này cũng là cấp tốc bắt đầu vặn vẹo, trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh. Trác Phàm, bổn công tử là thiên mệnh Sở Quy Vương giả, người dám thôn phệ ta, nhất định sẽ bị trời phạt. Hung hăng khẽ cắn môi, Hoàng Phủ Thanh Thiên đột nhiên ngửa đầu hò hét nói. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm bình chân như vải lắc lắc đầu, hắc hắc hắc. Trời phạt, lão tử một mực nghịch thiên mà đi, chẳng lẽ còn sợ cái gì trời phạt sao? Đừng nói ngươi cái này thiên mệnh Sở Quy, bất quá chính mình ý dâm mà thôi. Coi như ngươi thật bị thượng thiên che chở, thì tính sao? Dám đối phó với lão tử, coi như cửu thiên thương khung, lão tử cũng muốn chọc lỗ thủng không thể. Nói, Trác Phàm lần nữa hơi cúi thân thể, lần nữa cắn xuống, thẳng đem hắn đau đến hàm răng đại rung động, mồ hôi lạnh ứa ra. Giống. Đột nhiên, phảng phất là hưởng ứng Hoàng Phủ Thanh Thiên lời nói một dạng, nhưng nghe một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, cái kia đã bị huyết sắc phủ kín thân thể, đúng là đột nhiên thả ra đầy trời kim quang. Trác Phàm gặp này, bất giác giật mình, hắn đã sử dụng huyết tầm phong bế Hoàng Phủ Thanh Thiên toàn thân tu vi, làm sao còn hội phóng xuất ra cường đại như thế năng lượng. Thế nhưng là sau một khắc, hắn liền minh bạch hết thảy. Một đầu kim sắc long hồn, bỗng nhiên từ Hoàng Phủ Thanh Thiên thể nội thoát ra, xoay quanh trên 9 tầng trời, đón lấy, bỗng nhiên một cái lao xuống, hướng Trác Phàm bên này bay thẳng xuống. Long hồn hộ chủ, trong mắt bất giác hơi hơi co lại, Trác Phàm mi đầu dần dần vặn thành một cái vấn đề, trong lòng thầm than. Hắn làm sao đem cái này cấp quên, Hoàng Phủ Thanh Thiên thân có địa mạch long hồn, thời khắc mấu chốt, cái này long hồn nhất định sẽ xuất hiện bảo hộ hắn. Mà Lãnh Vô Thường, Hoàng Phủ Thiên Nguyên bọn người gặp này, lại cùng nhau lộ ra âm hiểm nụ cười. Bây giờ cái này Trác Phàm trọng thương tại thân, vốn là suy yếu, địa mạch này long hồn tuy là linh thể, nhưng trực kích nguyên thần, hắn lại là vạn vạn ngăn không được. Hô! Một đạo long ảnh xẹt qua, cái kia đạo long hồn thẳng tắp xuyên qua Trác Phàm thân thể, thẳng khiến đầu hắn đau xót, phốc một tiếng, nhịn không được phun ra một miệng đỏ tươi dòng máu, lại là nguyên thần đã bị thương nặng. Ha ha ha, Trác Phàm, tự gây nghiệt, không thể sống. Nếu là ngươi cho bổn công tử một thống khoái, cái này tất cả mọi thứ cũng liền. Thế nhưng là ngươi cái này không quan trọng phàm phu tục tử, vậy mà vọng tưởng thôn phệ bổn công tử cái này đệ nhất vương giả, ngược lại gây nên long hồn phản phệ, thật sự là chính mình tìm đường chết a. Hoàng Phủ Thanh Thiên nhếch miệng cười to lên, tuy nhiên đã bị Trác Phàm cắn xé đến vết thương chồng chất, nhưng là trên mặt lại là một mảnh tốt sắc. Bổn công tử quả nhiên thiên mệnh Sở Quy, có thượng thiên che chở, ha ha ha. Phương Thu Bạch bọn người liếc nhìn nhau, không khỏi khẩn trương.
Bọn họ cũng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, địa mạch này long hồn lại thật sẽ xuất hiện hộ chủ. Chẳng lẽ nói, cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên thật có thiên tử chi tướng, làm cho cái này long hồn cũng khăng khăng một mực duy trì tại hắn. Chỉ có Trác Phàm, khinh thường bĩu môi, nhìn lấy cái kia long hồn tại trên mây quay quanh một vòng về sau, lần nữa hướng hắn vọt tới, hai con mắt bên trong, một đạo lãnh mang nhất thời lóe qua, hừ, chỉ là một đầu địa mạch tinh linh nhiệt xúc, cũng dám cùng bản hoàng đối đầu, quả thực muốn chết. Vừa mới nói xong, Trác Phàm cái trán bỗng nhiên lóe ra một nói ngọn lửa màu xanh, sáng rực thiêu đốt. Ngay sau đó, cái kia đạo thanh viêm càng lúc càng lớn, sau cùng hóa thành một cái thanh sắc hỏa điểu, dương cánh bay lượn trên mây, hướng về kia chỉ ngây ngốc vọt tới kim sắc long hồn, hung tợn đánh tới. Mà cái kia long hồn thấy một lần cái này thanh viêm hỏa điểu, bất giác kinh hãi, thân thể không lý do run run, liền muốn quay người chạy trốn. Thế nhưng là, hết thảy đã muộn, cái kia thanh điểu trong chớp mắt liền đuổi kịp nó, hai cái hiện ra sáng rực xí diễm móng vuốt, không chút nào dừng lại nhất chảo bắt lên nó cái kia thân rồng, giống như bắt con giun đồng dạng, đưa nó bắt trở lại, nó lại không có chút nào nửa phần sức phản kháng. Chỉ có thể kêu gào một tiếng, co rúm lại lấy bị cái kia thanh điểu mang về đến Trác Phàm bên người. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người bất giác trong nháy mắt mắt trợn tròn. Nhìn lấy Trác Phàm phương hướng, một mặt mờ mịt, bị Trác Phàm áp tại dưới thân Hoàng Phủ Thanh Thiên, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, thật lâu không phát ra được một câu. Đây là có chuyện gì, đây chính là địa mạch long hồn A, khắp nơi vương giả, làm sao lại bị Trác Phàm thả ra một cái thanh điểu dễ dàng như vậy thì hàng phục đâu. Tiểu tử này thể nội, quả nhiên cũng có kỳ vật, mà lại so Hoàng Phủ Thanh Thiên địa mạch long hồn, còn lợi hại hơn nhiều A. Trong mắt không khỏi ngưng tụ, Phương Thu Bạch hét lớn một tiếng, liên tục tán thưởng. Nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, càng hiện kinh dị. Địa mạch này long hồn đã là thế gian khó được kỳ vật, đế vương biểu tượng, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm trên thân thế mà còn có lợi hại hơn tồn tại, thật sự là không thể tưởng tượng. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì a? Rõ ràng đến từ một cái tam lưu thế gia, nhưng toàn thân cao thấp đều là bảo bối, khiến người ta nhìn không thấu. Gia Cát Trường Phong cũng là khẽ vuốt râu dài, nhìn lấy Trác Phàm phương hướng, trong mắt tinh quang rạng rỡ. Chỉ có đế vương môn chờ cả đám các loại, sắc mặt càng thêm âm trầm. Trác Phàm biểu hiện càng thêm cường thế, đối bọn hắn uy hiếp cũng lại càng lớn. Riêng là hiện tại, liền địa mạch long hồn dạng này vương giả biểu tượng, đều bị hắn tùy tiện hàng phục. Vậy nói rõ cái gì, đó chỉ có thể nói hắn là tại thiên địa tán thành vương giả phía trên tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, đế vương môn mọi người trong lòng liền càng thêm oán hận phẫn uất, đối Trác Phàm sát ý càng sâu. Lúc này Trác Phàm đã không chỉ là một cái tiềm lực to lớn, đối bọn hắn có chút uy hiếp tiểu quỷ, mà là chân chính không sợ thiên uy, có thể nghịch thiên cải mệnh quái thai. Xem ra cần phải tìm cái thời gian, đi thỉnh giáo một chút đại tế ti. Tiểu tử này, đến tột cùng là lai lịch gì, mà ngay cả địa mạch long hồn đều muốn cúi đầu xưng thần. Nhướng mày, Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhịn không được thở dài. Lãnh Vô Thường quay đầu thật sâu liếc hắn một cái, cũng là khẽ gật đầu, trên mặt làm ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Bởi vì cái gọi là người tính không bằng trời tính, coi như hắn Lãnh Vô Thường thần toán vô địch, cũng chỉ có thể tính toán nhân tâm, mà không thể tính thiên ý. Đối với chánh thức thiên mệnh sở quy người, vô luận hắn lại thế nào thiết kế hãm hại, cũng có thượng thiên che chở, khắp nơi có thể biến nguy thành an, tuyệt sử phùng sinh. Cho nên đối với những thứ này cùng thiên cơ tương quan người, hắn là không muốn xuất thủ. Mà Hoàng Phủ Thanh Thiên, có thể bị long hồn nhận chủ, rất hiển nhiên cũng là cùng thiên địa tương quan người. Cho nên đế vương môn mọi người, thậm chí chính hắn đều gọi mình là trời mệnh sở quy, cũng không phải là tự ngạo ý dâm thái độ, mà chính là đúng như này. Riêng là điểm này, lúc trước cũng được đến tứ trụ thứ ba, có thể phá thiên cơ, thiên vũ đại tế ti mịt mờ tán thành. Thế nhưng là giờ này khắc này, thiên mệnh chi nhân, Hoàng Phủ Thanh Thiên lại bị Trác Phàm thôn phệ, còn liền hộ thân long hồn đều bị hàng phục, lại là khiến người ta càng thêm thật không thể tin. Chẳng lẽ tiểu tử này, cũng là thân có vương giả tư chất thiên mệnh chi nhân, vẫn là cùng thiên địa có càng mạnh liên quan tồn tại. Trong lúc nhất thời, Lãnh Vô Thường nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt một trận mê mang, trong lòng cuối cùng sinh ra chánh thức vẻ kiêng dè.
Hoàng Phủ Thanh Thiên quay đầu nhìn lấy cái kia thanh điểu ngậm long hồn dần dần trở về, lại là ngăn không được mà ngạc nhiên lên tiếng, Trác Phàm, ngươi. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vừa mới ta nghe ngươi tự xưng bản hoàng, ngươi. Cái này chuyện không liên quan ngươi. Ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, Trác Phàm khinh miệt nói, ngươi chỉ cần biết rằng một chút liền tốt, đắc tội lão tử, là ngươi kiếp này sai lầm nhất. Nói, Trác Phàm liền không khỏi giải thích, trong nháy mắt cúi người xuống, duỗi tay ra, liền đem hắn yết hầu toàn bộ cắt đứt. Chỉ một thoáng, máu tươi dâng trào, cuồn cuộn không ngừng, Hoàng Phủ Thanh Thiên trong mắt co rụt lại, đột nhiên cảm giác chính mình sinh mệnh lực tại cấp tốc sói mòn, mà lại nói đạo kim sắc khí thể, cũng không ngừng tiêu tán đi ra, hướng Trác Phàm trên thân chảy tới. Cùng lúc đó, thanh điểu nắm lấy long hồn trở về, lại là đúng lúc gặp phải cái kia kim sắc khí thể tại Trác Phàm trên thân lưu truyền, bất giác trong mắt ngưng tụ, bỗng nhiên buông ra móng vuốt. Bỗng nhiên, long hồn một đạo trường ngâm, lần nữa khôi phục tự do. Nhưng là lần này, nó lại không tiếp tục công kích Trác Phàm, ngược lại tại Trác Phàm quanh người xoay quanh hai vòng, vây quanh cái kia kim sắc khí thể lưu truyền, sau đó bỗng nhiên chui vào Trác Phàm thân thể. Giống. Nhịn không được một trận long ngâm ngửa mặt lên trời gào rú lên tiếng, Trác Phàm còn không có cảm thấy xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên đã toàn thân thả ra hào quang óng ánh. Cái kia thanh điểu lộ ra một bộ vẻ vui mừng, khẽ gật đầu, đột nhiên lần nữa chui vào Trác Phàm thể nội. Mà Hoàng Phủ Thiên Nguyên bọn người gặp này, lại là nhịn không được hoảng hốt lên tiếng, quân vương đổi chỗ, long hồn nhận chủ, thiên địa kinh biến. Giống. Lại là một tiếng long ngâm gào rú mà ra. Trác Phàm toàn thân cao thấp ánh sáng màu vàng đại thịnh, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn ngàn dặm. Hoàng Phủ Thanh Thiên vô lực ngã trong vũng máu, lại là càng phát ra suy yếu, nhìn lấy cái kia đầy giấy kim quang, càng là ngăn không được lộ ra vẻ không cam lòng, trong lòng một trận hò hét. Cái kia, đó là ta vương người tư chất, Trác Phàm, người cho ta trả về, trả về. Thế nhưng là, hắn cổ họng đã bị Trác Phàm cắn rơi. Lại là căn bản không phát ra được một tia tiếng vang, chỉ có thể một mặt ai oán mà nhìn mình bình sinh lớn nhất kình địch, đoạt từ chính mình long hồn, thu chính mình long khí, trở thành một đời mới thiên mệnh vương giả. Cái này sao có thể, thiên mệnh làm sao lại đổi chỗ? Ta mới là tương lai thiên vũ chi chủ, long hồn sở quy, không phải ngươi, không phải ngươi. Trong lòng một trận oán thầm, Hoàng Phủ Thanh Thiên trong mắt lóe vẻ mờ mịt, ánh mắt càng ngày càng tan rã. Lớn nhất sau nghiêng đầu một cái, triệt để mất đi sinh mệnh hào quang, đã không có sinh cơ. Chỉ bất quá, hắn một đôi không cam lòng ánh mắt, lại là thật lâu không đóng lại được mắt, hiển nhiên chết không nhắm mắt. Mà Trấn Quốc Thạch trước mọi người, đã là hoàn toàn không để ý tới mặc chết oan Hoàng Phủ Thanh Thiên. Giờ này khắc này, bọn họ tất cả mọi người ánh mắt, đều chăm chú nhìn Trác Phàm phương hướng, trong lòng kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ nói, long hồn long mạch thật có thể đổi chỗ đổi chủ sao? Nói như vậy đến, chính thức thiên mệnh sở quy vương giả, không phải biến thành Trác Phàm sao? Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo sấm sét nổ vang, toàn bộ trên mây đột nhiên ở giữa, không có dấu hiệu nào tối xuống, sấm sét bốn động. Khắp nơi cũng tại kịch liệt mà run run lấy, làm cho tại chỗ tất cả mọi người ngăn không được lung lay thân thể, đứng không vững gót chân. Thú vương sơn lên. Tất cả linh thú cũng không khỏi co rúm lại lấy thân thể, trốn ở chính mình trong sào huyệt, không dám dò ra một chút đầu. Cho dù là ngày bình thường đáng sợ nhất 6 cấp linh thú, giờ này khắc này tại cái này thiên địa chi uy dưới, cũng chỉ có thể co lại cái đầu không dám ra ngoài. Chỉ có Trác Phàm vẫn như cũng ngửa mặt lên trời lớn lên giống, bốn phía kim quang càng thêm sáng chói lên. Thừa tướng đại nhân, đây là có chuyện gì? Âm Dương Song lão, sắc mặt kinh hãi. Nhìn về phía Gia Cát Trường Phong nói. Vòng bài nhìn mọi người liếc một chút, gặp bọn họ cũng là một mặt mê mang nhìn lấy hắn, Gia Cát Trường Phong không khỏi thở sâu, thật sâu nhìn xem Trấn Quốc Thạch bên trong Trác Phàm bóng người về sau, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, lão phu từng cùng Đại Tế Ti nói qua, theo hắn nói, Phàm là thiên địa dị động, tất có kinh thiên động địa chuyện lớn phát sinh. Xem ra thiên vũ, thật muốn đại biến. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Lại nhìn một chút Trấn Quốc Thạch bên trong vẫn tại không ngừng gào thét Trác Phàm về sau, trong lòng bất giác đều là lo sợ lên. Chẳng lẽ nói, thiên vũ đại biến, sẽ cùng người này có quan hệ?
Một phương diện khác, đế vương môn tổng bộ, khóa bên trong tòa Long Thành, đột nhiên thiên địa chấn động, đem chọn cái thành trì chấn động đến lắc lư không ngừng. Đang lúc bế quan tu luyện đại cung Phụng Hoàng Phủ Phong Lôi, đột nhiên mở ra song đồng, mặt hiện thần sắc. Đón lấy, vung tay lên đẩy ra nhà đá cửa lớn, nhất thời liền lao ra, quát to, có ai không, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Khởi bẩm đại cung Phụng, việc lớn không tốt, long mạch bắt đầu bạo động. Một vị thiên huyền cao thủ vội vàng đi vào trước mặt hắn, quỳ một chân trên đất vội vàng nói. Trong mắt bất giác co lại, Hoàng Phủ Phong Lôi một mặt kinh hãi, cái này sao có thể, ta đế vương môn trấn thủ long mạch ngàn năm qua, chưa bao giờ có bạo động. Bây giờ chín đạo long hồn bên trong, có một đạo đã quất ra phong ấn, làm sao có thể còn sẽ khiến bạo động. Này chúng ta không biết a, chỉ là hiện tại cái kia tám đạo long hồn ngay tại đập vào phong ấn, tàn phá bừa bãi lợi hại, chỉ là truyền tới dư âm liền đã đánh chết rất nhiều đoán cốt thiên huyền cảnh cao thủ, chúng ta sắp chịu không được, mời đại cung Phụng chỉ rõ. Con người càng không ngừng chuyển động, Hoàng Phủ Thanh Thiên chau mày, sau đó cắn răng một cái, giống to lên tiếng, truyền lệnh xuống, để đế vương môn tất cả cung Phụng tiến đến phong ấn chỗ chân áp long hồn, coi như đang lúc bế quan những lão gia hỏa kia cũng không ngoại lệ. Long hồn một khi phá ấn chạy ra, đầu tiên gặp nạn thế nhưng là chúng ta Hoàng Phủ gia tộc. Đúng, thuộc hạ minh bạch, vội vã liền ôm quyền, người kia vội vàng đi xuống truyền lệnh. Hoàng Phủ Phong Lôi cũng là không khỏi giải thích, đạp chân xuống, bay lên không trung, hướng về phong ấn phương hướng bay đi. Chỉ là hắn còn là có chút không rõ, vì sao địa mạch này long hồn êm đẹp lại đột nhiên bạo động đâu. Cùng lúc đó, tòa long thành một đạo tối tăm trong ngõ hẻm, một đội người áo đen đang lẳng lặng trốn ở chỗ này. Nghiêm lão, bây giờ đế vương môn canh phòng nghiêm ngặt, chúng ta nên như thế nào chui vào đâu? Một vị người áo đen phát ra đáng yêu giọng nữ, ngẩng đầu lên lại chính là Lạc Gia Ám Ảnh đội đội trưởng, Lôi Vũ Đình không thể nghi ngờ. Mà đối diện nàng, là cái nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nam tử, lại chính là độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng. Thật sâu nhìn cái kia canh phòng nghiêm ngặt cửa lớn liếc một chút, cùng đế đô hoàng thành cũng kém không nhiều lắm, Nghiêm Tùng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, ai, thì coi như chúng ta có ẩn khí tức đan, có thể tránh thoát đế vương môn những thị vệ kia, thế nhưng là bên trong còn có vài chục cái thần chiếu cảnh cung phụng đây, tại bọn họ thần thức lĩnh vực phía dưới, chúng ta thế nhưng là không chỗ che thân. Muốn đem những người này trụ cắm đi vào, thế nhưng là muôn vàn khó khăn. Coi như lại khó cũng muốn đi làm, Trác Phàm nói qua, ngày sau cùng bảy nhà trong chiến tranh, chúng ta tình báo công tác cực kỳ trọng yếu. Riêng là đế vương môn còn có cái lãnh vô thường, có thể sớm được biết hắn bố trí, là nơi mấu chốt. Lôi Vũ Đình trong mắt ngưng tụ, bình tĩnh nói. Nghiêm Tùng thật sâu liếc nhìn nàng một cái, thở dài, tay vịn tròm dâu, cẩn thận suy tư giải quyết kế sách. Đột nhiên, một tiếng ầm vang tiếng vang, thiên địa đại biến, một tầng đen nghịt mây đen hướng tỏa long thành đè xuống, sấm sét vang dội, cả vùng cũng đang không ngừng rung động. Nghiêm Tùng bọn người giật mình, vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, lại là chợt thấy cái kia đế vương môn trong phủ, từng đội nhân mã đều là hướng về một chỗ nổi lên kim quang phương hướng tiến đến. Xuất phát người, phần lớn là thần chiếu cao thủ, kém nhất cũng là thiên huyền cảnh. Thấy tình cảnh này, độc thủ Dược Vương không khỏi hơi hơi ngơ ngác, tiếp lấy liền đại hỉ lên tiếng, ha ha ha. Thật sự là trời cũng giúp ta, cái này đế vương môn nhất định là ra cái đại sự gì, mới có thể thần chiếu cung phụng toàn ra, liền thiên huyền cảnh cao thủ cũng một cái không rơi đuổi theo. Lúc này, xem như đế vương môn lớn nhất trống rỗng thời điểm, Lôi nha đầu, chúng ta lên đi. Tốt, Lôi Vũ Đình vui vẻ, phất phất tay, liền mang theo một đám người áo đen, hướng đế vương môn trong phủ bí mật chui vào, mà bọn họ trên lưng, đều là lưng cõng từng cái cao một thước túi, bên trong còn không ngừng ngọ nguậy. Cùng một thời gian, đế đô trong hoàng thành, hoàng đế ngay tại phê duyệt tấu chương, xem từ thiên vũ các nơi truyền về tình báo, lại là ầm ầm trong tiếng nổ, trên chín tầng trời, mây đen bỗng nhiên đen nghịt áp xuống tới, sấm sét mãnh liệt. Liền khắp nơi cũng theo ngăn không được rung động động, cho nên tại hoàng đế phê duyệt tay vạch một cái, nhất thời đem một bản chỉnh tề dâng sớ, vẽ lên hoàn toàn vết bẩn. Đây là có chuyện gì, thiên vũ ngàn năm qua mưa thuận gió hòa, sao sẽ xuất hiện như thế rung mạnh? Hoàng đế lắc lắc người, tấu chương bị chấn động đến đầy đất đều là,
không khỏi sắc mặt hoảng hốt, đây là cảm giác có điểm xấu, nhất định có chuyện lớn phát sinh. Có ai không, nhanh đi mời đại tế ti đến. Báo. Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, một tên thị vệ đã là khom người đi vào trước người hắn, cúi người quỳ xuống, đưa tay cung kính đưa lên một tờ giấy mỏng, bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, vừa mới tế tự phủ người tới, để thuộc hạ đem cái này mai giấy viết thư giao cho bệ hạ một duyệt. Còn nói bệ hạ trong lòng lo lắng, đều là tại ở đây, như còn có không rõ, cũng chỉ có thể điểm đến là dừng, không thể lại nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Mí mắt hơi hơi run run, hoàng đế vội vàng nói, nhanh trình lên, lão nhân này quả nhiên là thần người hạ phàm, có thể đoạn thiên cơ, thế mà sớm đã ngờ tới thiên địa dị tượng này. Vâng, thị vệ đứng dậy đi vào trước người hắn, khom người đưa lên giấy viết thư, hoàng đế vội vàng cầm qua, mở ra xem, lại là nhíu mày. Chỉ thấy phía trên chỉ có hành trình tiểu thơ, lại là căn bản không rõ ý. Địa long kết thúc thiên hạ kinh, thiên long dẹp yên thế gian khó, thiên địa song long hợp nhất chỗ, giang hà hồ hải các xưng vương. Đây là ý gì, lão già này liền sẽ làm trò bí hiểm, không sẽ rõ nói sao. Ai, hoàng đế lắc đầu, ngửa đầu nhìn lên trời, yên tĩnh suy nghĩ, giang hà hồ hải các xưng vương. Chẳng lẽ nói, ta thiên vũ ngày sau hội tứ phân ngũ liệt, khói lửa nổi lên bốn phía. Hai mắt khẽ híp một cái, hoàng đế trong mắt bỗng nhiên lóe qua một đạo phệ nhân tinh quang, không, chấm tuyệt không thể để loại sự tình này phát sinh. Ta vũ văn gia thiên hạ, tuyệt không thể bị quần hùng chia cắt. Hừ, cái gì giang hà hồ hải các xưng vương, thiên vũ vĩnh viễn là một cái chỉnh thể, thuộc về ta vũ văn gia thiên hạ. Lời vừa nói ra, hoàng đế lại nhìn về phía trên không trung cái kia tiếng sấm cuồn cuộn. Trong mắt một đạo trần trụi sát ý lóe qua. Liền xem như trời, cũng không thể ngăn cản chẫm. Thú vương sơn lên, Trác Phàm ngửa mặt lên trời chu lên 9 ngày 9 đêm, mới vừa dừng lại. Mà trên mây sấm sét cùng đại địa chấn chiến, khắp toàn bộ thiên vũ đế quốc, cũng đầy đủ tiếp tục 9 ngày 9 đêm, mới theo Trác Phàm đình chỉ, dừng lại. Gặp tình hình này, mọi người trong lòng lẫm liệt, thật sâu nhìn về phía hắn, minh bạch thiên địa dị biến này. Quả nhiên là cùng Trác Phàm có quan hệ. Chẳng lẽ, cái này đúng là thiên địa trao tặng vương quyền biểu tượng sao? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt đều biến đến cực kỳ trở nên tế nhị. Riêng là Phương Thu Bạch, hắn vốn là tâm hướng Trác Phàm người, nhưng là bây giờ Trác Phàm có long hồn tại thân, thiên mệnh chi tư, lại là suốt ngày vũ hoàng thất lớn nhất đại uy hiếp. Điều này không khỏi làm hắn tình thế khó xử. Là như vậy kết cái này còn chưa dương cánh chim non, vẫn là hồi đi thỉnh giáo một chút bệ hạ lại nói. Đồng dạng khúc mắc, cũng tại độc cô chiến thiên tâm lý bồi hồi. Hắn cùng Lạc Gia xem như quan hệ thân thích, Lạc Vân Hải càng là hắn thứ năm con nuôi, hắn là tuyệt đối không thể đối Lạc Gia đại quản gia Trác Phàm xuất thủ. Thế nhưng là, Trác Phàm hiện tại lại thành hoàng thất uy hiếp, hắn cái này đại nguyên soái trung thành tuyệt đối, lại không thể mặc kệ. Bỗng nhiên. Đúng là đến tiến thoái lưỡng nan chi địa. Liếc nhìn nhau, hai người đều là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài không thôi. Trong mắt tinh quang lóe lên, Lãnh Vô Thường tựa hồ nhìn ra hai người ngượng nghịu, bất giác quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Nguyên mật ngữ nói, môn chủ, đợi chút nữa tiểu tử kia vừa về đến, người đều có thể cùng hắn ba nhà gia chủ cùng một chỗ đem hắn đánh giết, miễn trừ họa lớn. Cái kia làm sao có thể? Phương Thu Bạch cùng độc cô chiến thiên đều là thần chiếu cảnh cao thủ, tại dưới mí mắt bọn hắn động thủ, không là muốn chết sao. Hoàng Phủ Thiên Nguyên giật mình, thì thào lên tiếng. Chậm rãi lắc lắc đầu, Lãnh Vô Thường cười nhạo nói, môn chủ yên tâm đi, có lẽ lúc trước bọn họ hội cực lực bảo trì Trác Phàm cái này Lạc gia đại quản gia. Nhưng là trước khác nay khác, đoán chừng bây giờ nghĩ để tiểu tử kia chết, không ngừng chúng ta một nhà. Ngài bởi vì mất con thống khổ. Nhịn không được ra tay giết tiểu tử kia, đối tất cả mọi người là chuyện tốt nhất, không phải sao? Trong mắt không khỏi sáng lên, Hoàng Phủ Thiên Nguyên suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ rõ ràng bên trong quan trọng, không sai gật đầu, âm cười ra tiếng. Thật sâu hút khẩu khí, Trác Phàm cúi đầu nhìn lấy trên thân tầng kia nhà đạm kim quang, cảm thụ lấy nơi đan điền, chính nấn ná lấy một đầu kim sắc cự long, bất giác cười khẽ một tiếng. Hắn sớm đã lưu kim luyện thể. Lúc này lại phải địa mạch long khí, thân thể tàng vương người long hồn, xem như đem luyện thể tu giả ba đại bảo vật tề tụ một thân.
Đến tiếp xuống hắn chỉ cần đem long khí luyện hóa, long hồn hợp nhất, như vậy hắn thể phách đem về so Hoàng Phủ Thanh Thiên càng thêm biến thái. Quay đầu nhìn một chút mặt đất Hoàng Phủ Thanh Thiên cái kia không cam lòng song đồng, Trác Phàm không khỏi cười khẩy, ngươi không phải tự xưng thiên mệnh sở quy, vương giả chi tư sao? Hừ, hiện tại ngươi tất cả mọi thứ, đều bị lão tử cướp tới, bao quát cái này thiên mệnh chỗ. Bỗng nhiên, Trác Phàm không nói lời nào, mí mắt hơi hơi nhảy nhót, trong lòng ẩn ẩn phát lên một cỗ bất an. Cái này long hồn quy vị, đến tột cùng là thiên mệnh sở quy, vẫn là trên trời rơi xuống tai họa đây. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ đã cảm nhận được, có lẽ theo cái này long hồn chuyển rời đến hắn trên thân, thế lực khắp nơi đối với hắn thái độ cũng sẽ hoàn toàn đại biến, riêng là Hoàng thất, thử hỏi có người nào đế vương hội cho phép, một cái mỗi ngày bị mang theo thiên mệnh sở quy tương lai đế hoàng tồn tại trên đời này. Mà Hoàng Phủ Thanh Thiên có thể sống, là bởi vì đế vương môn có thực lực này bảo vệ hắn, nhưng hắn Trác Phàm muốn tiếp tục sống. Nhìn tới, Lạc Nhà thế lực, là đến cái kia công khai thời điểm. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm trong lòng thầm than. Lúc này, ông một tiếng ba động phát ra, một đạo đất cột sáng vàng tại cách hắn nhóm ngàn dặm xa địa phương, đột nhiên phóng lên tận trời. Nghiêm Phục Xa nhìn cái hướng kia, bất giác quá sợ hãi, không tốt, Nghiêm Bán Quỷ muốn chạy. Trác Phàm cũng là ngẩng đầu xa xa nhìn một chút, lại là từ chối cho ý kiến lắc đầu, vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, một cái tiểu lâu la mà thôi, không có gì đáng ngại. Nghe được lời này, Nghiêm Phục lúng túng một chút, không nói gì, lại là có chút không cam lòng. Thế nào, người cùng hắn từng có kết, thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm tựa hồ xem thấu khác ý nghĩ, cười khẽ một tiếng. Nghiêm Phục không nói gì, chỉ là lắc đầu liên tục than thở. Trác Phàm nhạt cười một tiếng, dùng chỉ có một cái tay, vỗ vỗ bả vai hắn, trong mắt tản mát ra thần bí ánh sáng, yên tâm, người bây giờ là ta người, người chàng tử ta nhất định giúp người tìm về. Không khỏi nao nao, Nghiêm Phục thật sâu nhìn về phía hắn, lại chỉ thấy được Trác Phàm hai má cái kia nụ cười quỷ dị. Một phương diện khác, Nghiêm Bán Quỷ thất kinh theo cái kia đất hình trấn quốc thạch trước lao ra, một bộ chạy thoát may mắn bộ dáng, từng ngụm thở hổn hển. Chờ nhìn thấy Nghiêm Bá Công bọn họ lúc, càng là kích động nước mắt đều muốn chảy ra. Người thân đâu, cuối cùng nhìn thấy các ngươi, đệ tử có thể theo quái vật kia trong tay trốn về đến, thật sự là quá khó khăn a. Nghiêm Bá Công nhìn đến vị này Dược Vương Điện đệ tử đắc ý nhất trở về, cũng là đầy nước mắt rưng rưng. Lục Long bên trong, hắn ba cái đều bị Trác Phàm giết chết, thì thừa cái này một cái trốn về đến, càng là như dòng độc đinh một thứ bảo bối. Kết quả là, Dược Vương Điện mọi người toàn đều đem hắn vây quanh, an ủi một hồi, chúc mừng bọn họ Dược Vương Điện Vân Sơn Độc Long còn sống trở về. Thế mà, tại ngắn ngủi chúc mừng về sau, Dược Vương Điện điện chủ Nghiêm Bá Công đột nhiên nhìn về phía lửa hình trấn quốc thạch bên trong Trác Phàm hình ảnh, sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống, đối Nghiêm Bán Quỷ nói nhỏ, nửa quỷ, vừa mới chúng ta đã bí mật cùng Hoàng Phủ Môn chủ thương lượng qua, ngay tại tiểu tử kia lúc trở lại, liên thủ đem hắn đánh giết. Một hồi ngươi đi theo ta đằng sau, có cơ hội lời nói thân thủ lấy tính mệnh của hắn, cũng coi như ngươi lập đại công, Tuyết Thú Vương Sơn bại trận sỉ nhục. Để thế nhân xem thật kỹ một chút, chúng ta Dược Vương Điện lợi hại. Nghiêm Bán Quỷ bất giác khẽ giật mình, nhìn nhìn lại Trác Phàm chỗ đó phương hướng, trong mắt nhất thời lóe qua một đạo thật sâu vẻ sợ hãi. Ai ra, ngài tha ta a, điện chủ, ta thật vất vả theo quái vật kia trong tay may mắn trốn về. Ngài còn để cho ta lên đi tìm chết, đây không phải là hại ta à. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn khiếp đảm, Nghiêm Bá Công bất giác giận dữ, thấp giọng quát mắng, vô dụng đồ vật, chỉ là bị tiểu quái vật kia dọa một cái, liền thành bộ này sợ dạng. Hừ, yên tâm, phía trước có chúng ta mấy lão già đỉnh lấy, đối với ngươi, chỉ là cho ngươi đi kiếm cái đầu người, tốt vãn hồi một chút chúng ta lần này tại Bách Gia Tranh Minh bên trong thể diện mà thôi. Đây chính là đưa tới cửa tiện nghi, chẳng lẽ ngươi còn không biết nhặt lên? Vẫn còn có chút do dự, nhưng cuối cùng, Nghiêm Bán Quỷ lại là bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhìn thấy cái này, Nghiêm Bá Công mới hiểu gật gật đầu, lần nữa lộ ra vui mừng nét mặt tươi cười, cái này mới xem như chúng ta Dược Vương Điện đệ tử a, ha ha ha. Kết quả là, mọi người lần nữa cùng nhau để mắt tới cái kia lửa hình trấn quốc thạch chỗ, liền đợi đến Trác Phàm cùng Nghiêm Phục đi ra.
Nhìn tới, chênh lệch thời gian không nhiều. Trác Phàm một mực đứng bình tĩnh tại lửa hình trận môn trước, không nhúc nhích, tất cả mọi người không rõ ý, bên cạnh Nghiêm Phục cũng là có chút kỳ quái. Nhưng là rất nhanh, hắn liền nhìn xem bầu trời sắc, chậm rãi nâng lên một bàn tay, giơ cao hướng lên trời, thì thào lên tiếng. Không khỏi sững sờ, Nghiêm Phục kỳ quái nói, Trác quản gia, ngài đây là... Nghiêm Phục, người không phải một mực rất không cam tâm thả đi Nghiêm Bán Quỷ cái này lão độc vật a? Ha ha ha, làm ngươi lần này biểu hiện lập công khen thưởng, cũng làm đối ngươi thêm vào ta Lạc gia hoan nghênh, ta cái này làm đại quản gia, liền thành toàn ngươi điều tâm nguyện này. Nói, Trác Phàm giơ cao tay bắt đầu một ngón tay để xuống, trong miệng cũng bắt đầu đếm ngược 5, 4. Mọi người đầy mặt nghi hoặc, Nghiêm Phục cũng là gãi đầu một cái, kỳ quái nhìn về phía hắn. 3, 2. Tiểu tử này đang làm cái gì mánh khóe? Làm sao vẫn chưa trở lại? Nghiêm Bá Công bọn người liếc nhìn nhau, đều là đầy đầu hổ gián. Chỉ có Lãnh Vô Thường, hai mắt khoảng chừng đi loanh quanh, một mực tại suy nghĩ lấy cái gì, sau cùng mãnh liệt đồng tử ngưng tụ, hướng Nghiêm Bá Công chờ người hét to lớn tiếng, Nghiêm Điện Chủ, các ngươi mau rời đi cái kia tên tiểu quỷ. Nghiêm Bá Công sững sờ, còn không rõ ràng cho lắm. Nhưng vào lúc này, đếm ngược cũng đã tới gần, một. Vừa dứt lời, Trác Phàm bỗng nhiên một chảo quyền đầu. Ầm, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang nổ tung lên, không lý do, thậm chí ngay cả Nghiêm Bán Quỷ đều không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, hắn thân thể liền bỗng nhiên nổ bể ra tới. Mãnh liệt sóng xung kích nhất thời đem chung quanh một đám Dược Vương Điện cao tầng nổ chết thương tổn thảm trọng. Phải biết, Nghiêm Bán Quỷ thế nhưng là đã đột phá thần chiếu cảnh cao thủ, cái này một vụ nổ. Cường hãn năng lượng lúc này để đông đảo trưởng lão lập tức chết. Thậm chí liền những cái kia đi theo tại Dược Vương Điện bên người phụ thuộc gia tộc, cũng bị liên lụy, đột nhiên lại thương vong mấy trăm người. Mà cho dù là những cái kia không có bị nổ chết, không cẩn thận dính vào Nghiêm Bán Quỷ dòng máu, cũng nhất thời bắt đầu hòa tan lên, thực lực không đủ người, một trong nháy mắt liền có thể trong nháy mắt hóa thành nước mù. Trong lúc nhất thời, Dược Vương Điện chung quanh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thi sơn từng đống. Dược Vương Điện cao tầng càng là trong nháy mắt mất đi 8-9 vị trưởng lão, tiếp nhận lớn lao tổn thất. Nghiêm Bá Công theo một đám thi thể trước bò lên, nhìn lấy cái này cảnh hoang tàn khắp nơi chi cảnh, bất giác tức giận đến toàn thân run rẩy lên. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, vì sao bọn họ Dược Vương Điện cao thủ hội thoáng cái như muốn toàn diệt đâu. Lại quay đầu nhìn về phía áp trên người mình thi thể. Đã bị Nghiêm Bán Quỷ cái kia trời sinh độc thể huyết dịch ăn mòn, không khỏi tranh thủ thời gian đẩy ra. Vừa mới nếu không phải trước người hắn có một cái đệm lưng, đoán chừng liền hắn mạng già cũng muốn chơi xong. Mà còn lại gia tộc nhìn đến đây thảm cảnh, nào còn dám lưu, vội vàng lui về phía sau, cùng Dược Vương Điện kéo dài khoảng cách. Thế nhưng là, mọi người vẫn như cũ không hiểu là, cái này Nghiêm Bán Quỷ êm đẹp, làm sao lại đột nhiên tự bạo đâu. Thế mà. Đúng lúc này, một đạo tà dị tiếng cười gian lại là đột nhiên truyền vào tất cả mọi người trong tai. Khặc khặc khặc. Trác Phàm tay nâng trán đầu, ngửa mặt lên trời cười dài, trên mặt đều là vẻ điên cuồng. Mọi người một trận không hiểu, Nghiêm Phục càng là có chút hồ nghi, lẩm bẩm nói, ây. Trác quản gia, ngài, làm sao? Há, không có gì, chỉ là đang cười nhạo mấy cái này đần đột, thế mà thực sẽ coi là, ta sẽ cho bọn hắn một con đường sống. Nghiêm Phục nháy mắt mấy cái, đầy mặt nghi hoặc, Trác Phàm gặp, không khỏi ta cười một tiếng, giải thích nói, thực đánh ngay từ đầu, ta thì đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Những thứ này huyết tầm cùng ta tâm linh tương thông, cho nên ta sớm đã đối bọn nó hạ mệnh lệnh. Chỉ cần cái kia 4 người ngu ngốc rời đi Thú Vương Sơn khu vực, trong vòng 10 phút liền sẽ tự bạo mà chết. Thua thiệt đến bọn hắn còn vẫn cho là có sinh lộ, liều mạng thoát đi. Bất quá chỉ là đang bị lão tử trêu đùa mà thôi, thật sự là buồn cười cùng cực a, ha ha ha. Đánh ngay từ đầu, cái trò chơi này, ta chính là người thắng lợi. Ra sức vồ một cái quyền đầu, Trác Phàm trong đôi mắt trải qua hung ác ánh sáng. Nghiêm Phục không khỏi khẽ giật mình, trong lòng bỗng nhiên một trận phát lạnh. Chiếu nói như vậy, cái kia Nghiêm Bán Quỷ trở lại Vân Long Thành, há không phải tương đương với là quả bom hẹn giờ, hiện tại đã ở ra rằm a. Tựa hồ lần nữa nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm nhếch miệng cười nói,
người đoán không sai, tiểu tử kia xác thực đã mất mạng. Mà lại, một cái thần chiếu cao thủ tự bạo, sẽ còn mang đi bên cạnh hắn rất nhiều người tánh mạng. Còn có người nào, hắc hắc hắc, ngươi đoán xem. Cái kia còn dùng đoán A, Dược Vương Điện đại đa số người đều chạy à không? Nghiêm Bán Quỷ trở về, tụ ở bên cạnh hắn, cho hắn an ủi cũng chỉ những thứ này người. Biết một mực ức hiếp chính mình sư huynh, cứ như vậy bị trước mắt ác ma này đần độn u mê chơi chết, Nghiêm Phục vốn nên một trận thống khoái. Thế nhưng là, hắn trong nội tâm, lại không có chút nào mừng rỡ chi tình. Không biết sao, tại Trác Phàm bên người, hắn tuy nhiên an tâm, nhưng lại cũng trong lòng e ngại cực kỳ. Trác Phàm tàn nhẫn âm hiểm, thật sự là làm cho người giận sôi, cho dù là trong lòng thống hận nhất cửu nhân bị cái này ác ma độc thủ, cũng để cho hắn nhịn không được nổi lên đồng tình chi tâm. Thật nên câu nói kia, thà đắc tội Diêm La Vương, chớ đắc tội với Trác quản gia a. Đắc tội Diêm La Vương, nếu không cùng chết, nhưng đắc tội vị này Trác quản gia về sau, chỉ sợ muốn thống thống khoái khoái đi chết, đều là một loại xa xỉ sự tình. Đồng dạng, Vân Long Thành mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng càng thêm sợ hãi lên. Mọi người thực sự không nghĩ tới, Nghiêm Bán Quỷ vốn là mang hy vọng trốn về đến, lại cư nhiên trở thành Trác Phàm đối phó Dược Vương Điện lợi dùng công cụ. Phần này quỷ dị thủ đoạn, thâm trầm tâm cơ, thực sự làm cho lòng người bên trong càng không ngừng đánh lấy lạnh run. Cho dù là Lãnh Vô Thường dạng này đế quốc chí tinh, cũng không nhịn được cực kỳ kiêng kỵ nhìn cái kia đạo tà dị bóng người liếc một chút. Giờ này khắc này, Trác Phàm đã siêu việt ra Cát Trường Phong, trở thành hắn địch nhân lớn nhất. Tốt, chúng ta trở về đi. Thoải mái tà tiếu sau đó, Trác Phàm lần nữa trở lại lạnh lùng, trong mắt chỗ sâu lại phủ kín thật sâu đau thương, chậm rãi hướng cái kia hồng quang đi đến. Nghiêm Phục khẽ gật đầu, theo thật sát. Vù vù. Hai bóng người tiến vào hồng mang, trong nháy mắt biến mất, chờ lúc xuất hiện lần nữa, đã là theo cái kia lửa hình trấn quốc thạch bên trong đi tới. Chung quanh tất cả mọi người, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, đều giống như là nhìn giống như ma quỷ, tràn ngập e ngại. Chỉ có Lạc Vân Thường chờ nữ, nhìn thấy Trác Phàm an toàn trở về, sắc mặt vui vẻ, liền muốn tiến ra đón. Thế nhưng là, còn không đợi các nàng động tác, đột nhiên xảy ra dị biến. Bính 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 đếm tiếng nổ tuôn ra, bốn bóng người đột nhiên hướng Trác Phàm hai người mãnh liệt tiến lên, mạnh mẽ uy áp khiến đường lối tất cả mọi người, đều ngăn không được liên tục lùi lại, trong lòng hoảng hốt. Mà bốn người kia, chính là Hoàng Phủ Thiên Nguyên chờ bốn vị thiên huyền cảnh đỉnh phong thực lực gia chủ. Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, Phương Thu Bạch vừa muốn vào tới trước ngăn cản, lại là dưới chân trì trệ, dừng thân. Cẩn thận suy nghĩ phía dưới, giữ im lặng. Độc Cô Chiến Thiên cũng là mắt lạnh nhìn đây hết thảy, trong lòng ai thán. Có lẽ cứ như vậy, đối với người nào đều rất tốt. Chỉ có Lạc Vân Thường cùng Sở Khuynh Thành bọn người một mặt khẩn trương, muốn ra tay giúp đỡ, dĩ nhiên đã không kịp. Trác Phàm tiểu nhi, còn nhi tử ta mệnh đến. Hoàng Phủ Thiên Nguyên quát to một tiếng, hô lên một cái có chút chính nghĩa khẩu hiệu, nhất quyền hung hăng hướng Trác Phàm đập tới. Thế chi mãnh liệt, làm cho Trác Phàm sau lưng Nghiêm Phục, cũng không nhịn được khí tức trì trệ, mặt hiện vẻ kinh ngạc. Còn lại ba vị gia chủ, cũng tất cả đều phóng xuất ra chính mình toàn bộ thực lực. Chỉ một thoáng, Trác Phàm trọng thương tại thân, bị bốn đại cao thủ vây công, lại là nơi nào đều chạy không. Bất quá, hắn lại cũng không cuống cuồng. Khóe miệng xẹt qua một đạo quỷ dị đường cong, Trác Phàm cười lạnh, đạm mạc lên tiếng, xin lỗi. Muốn thay Hoàng Phủ Thanh Thiên bọn họ báo thù lời nói, chỉ sợ các ngươi hôm nay là làm không được. Tiếng nói vừa dứt, oanh một tiếng vang thật lớn, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên giáng xuống, mạnh mẽ uy thế nhất thời đem vào tới trước bốn người trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Trác Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, khoan thai cười nói, đã lâu không gặp, Lệ lão. Oanh! Điếc tai oanh minh tiếng vang còn tại tất cả mọi người bên tai vần quanh. Để mọi người đều là nhìn không được cùng nhau bịt lấy lỗ tai. Tràn ngập bụi mù, đem Trác Phàm cùng Nghiêm Phục hai người thân ảnh, toàn bộ bao cuốn tại bên trong. Hoàng Phủ Thiên Nguyên bốn người bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, không khỏi tất cả đều phun ra một búng máu. Đế vương môn các loại gia trưởng lão, cùng nhau đeo lên, xem gia chủ thương thế. Nhưng là Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại là hung hăng phất ống tay áo một cái, đẩy ra đến đây nâng hắn một vị trưởng lão.
hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia đằng đẵng trong bụi mù, nghiến răng nghiến lợi nói, người nào, đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám can đảm đến quản chúng ta đế vương môn nhàn sự. Phương Thu Bạch cùng Độc Cô Chiến Thiên liếc nhìn nhau, cũng là cùng nhau nhìn về phía chỗ đó, chau mày. Bởi vì bọn hắn đã biết người tới thân phận, chỉ là bọn hắn còn có chút kỳ quái, vì sao người này hội đứng tại Trác Phàm một bên. Còn lại các gia tộc cũng là chăm chú để mắt tới đi, trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, vị này đột nhiên nhúng tay đế vương môn sự tình, cứu Trác Phàm nhất mệnh cao thủ, đến cùng là nơi nào xuất hiện. Mông lung bụi mù, dần dần tiêu tán, lộ ra một bộ vĩ ngạn thân thể. Một vị sắc mặt anh lãng lão giả, như khỏa thương tùng đồng dạng, thẳng tắp đứng ở Trác Phàm trước người, cái kia cô ẩn ẩn muốn đem tất cả mọi thứ đều nghiền nát khí thế mạnh mẽ, để tất cả nhìn thấy người khác, cũng bất giác trong lòng hoảng hốt. Người này, đúng là một vị thiên vũ bên trong, cũng dị thường hiếm thấy thần chiếu đỉnh phong cường giả. Thiên cương cuồng tôn, lệ kinh thiên. Một vị đế vương môn trưởng lão, nhịn không được kêu lên sợ hãi, nghi ngờ nói, lệ lão, ngài thân thể cho chúng ta đế vương môn khách tỏa cung phụng, mấy năm này đến tột cùng chạy đi nơi đâu? Vì sao vừa xuất hiện, liền muốn che chở tiểu tử này? Hắn nhưng là chúng ta đế vương môn lớn nhất tử địch a. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây cùng nhau quá sợ hãi. Vị này cao thủ thần bí, lại chính là đế vương môn cung phụng, truyền thuyết bên trong thiên cương cuồng tôn lệ kinh thiên. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền, thực lực kinh người, khủng bố rất cái nào. Cho dù là Phương Thu Bạch cùng Độc Cô Chiến Thiên hai người gặp, cũng không thấy sắc mặt đại biến, mi đầu nhìn không được run run. Tuy nhiên bọn họ không biết trước kia lệ kinh thiên thực lực như thế nào, nhưng là hiện tại lệ kinh thiên, cái kia thân thể ẩn mà không phát khí thế, quả nhiên là lệnh hắn cái này đường đường hộ long thần vệ, ngọc tiêu kiếm thần đều có chút sụt rè. Lệ lão. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng êm tai duyên dáng gọi to âm thanh lại là nhất thời truyền vào tại chỗ tất cả mọi người trong tai, ngay sau đó liền gặp Lạc Vân Thường mang theo Lạc gia mọi người, tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, một đường chạy chậm đi vào lệ kinh thiên bên người, vỗ ngực nói, may mắn ngài kịp thời đuổi tới, không phải vậy ta thật sợ Trác Phàm hắn xảy ra chuyện gì. Gương mặt nhịn không được co lại, tất cả mọi người liếc nhìn nhau, riêng là Long Giật Phi chờ bảy nhà gia chủ. Càng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Làm sao cái này nho nhỏ Lạc gia đại tiểu thư, thế mà lại cùng thiên cương cuồng tôn dạng này hung thần ác sát, như thế quen thuộc. Thế nhưng là sau một khắc, lệ kinh thiên phản ứng lại là làm cho tất cả mọi người trong mắt bất giác rơi một chỗ. Ha ha ha, đại tiểu thư yên tâm đi, lấy Trác quản gia tâm kế cùng thủ đoạn, không biết dễ dàng như vậy ra chuyện. Lệ kinh thiên nhẹ vịn chòm râu, ngửa mặt lên trời cười to lên. Thế nhưng là nghe được lời này, mọi người tại đây lại là trong nháy mắt mắt trợn tròn. Cái gì, đại tiểu thư, Trác quản gia, chẳng lẽ, không không không, sao lại có thể như thế đây, Lạc gia bất quá tam lưu thế gia xuất thân, làm sao có thể mời được đến thiên cương cuồng tôn dạng này lão ma đầu, trấn thủ gia tộc, tới làm cung phụng đâu. Muốn thật nói như vậy, cái này Lạc gia thực lực quả thực liền đã có thể cùng Ngự Hạ Thất gia cân bằng a. Ha ha ha, chúng ta cái này đều tại mù nghĩ cái gì a, nhất định là muốn xóa. Đoán chừng cùng cái kia Độc Cô Chiến Thiên đồng dạng, cái này thiên cương cuồng tôn cũng là bị Trác Phàm lừa gạt cứng rắn kéo bên trên quan hệ, tuyệt đối không có khả năng tiến vào chiếm giữ Lạc gia. Bất quá dù vậy, cũng đủ thấy tiểu tử này năng lực, lại có thể mọi việc đều thuận lợi, khắp nơi đều kéo đến chỗ dựa a. Bất đắc dĩ lắc đầu. Mọi người nhìn về phía Trác Phàm phương hướng liên tục tán thưởng. Chẳng những là một số phổ thông gia tộc như thế suy nghĩ, liền xem như Long Giật Phi chờ Ngự Hạ Thất gia gia chủ, cũng là như thế nghĩ. Dù sao kéo lên chỗ dựa cùng tiến vào chiếm giữ gia tộc, vẫn là có ngày đêm khác biệt chênh lệch. Kéo lên chỗ dựa nhiều lắm là có thể tạo được một cái tác dụng bảo vệ, nhưng nếu để này cao thủ tiến vào chiếm giữ gia tộc, vậy liền hoàn toàn có thể công có thể thủ. Thành là chân chính làm cho người e ngại thế gia. Coi như Trác Phàm lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đem một vị thần chiếu đỉnh phong cao thủ kéo vào một cái tam lưu thế gia a, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Long Giật Phi bọn người bật cười lắc đầu, cười thầm chính mình nghĩ quá nhiều. Nếu là cái này lệ kinh thiên là Lạc gia cung phụng lời nói,
vậy coi như thật có thể cùng bảy nhà sánh ngang. Thế nhưng là, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, bọn họ lớn nhất không muốn thừa nhận, nhưng là tàn khốc phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Lệ lão, người đây là ý gì? Coi như người cùng tiểu tử kia có chút giao tình, tại gia tộc lợi ích trước mặt, người cũng nên phân rõ nặng nhẹ, vì sao muốn ngăn cản bản môn chủ, vì thanh thiên báo thù. Hoàng Phủ Thiên Nguyên trong mắt chừng một cái, hét lớn lên tiếng. Song Đồng bất giác mị mị, Lệ Kinh Thiên cười lạnh, thản nhiên nói, ha ha ha. Hoàng Phủ môn chủ, người nói rất đúng, lão phu đương nhiên muốn vì gia tộc lợi ích cân nhắc. Cho nên, thân là Lạc gia trưởng lão lão phu, tài tuyệt đối không thể để cho ngươi đụng đến ta Lạc gia đại quản gia một sợi lông, chẳng lẽ không đúng sao? Con! Chúng đầu người bên trong, phảng phất có một miệng to lớn chuông đồng bị hung hăng gõ vang đồng dạng, trong đầu một trận oanh minh, trong nháy mắt kịp thời. Đón lấy, bất khả tư nghị nhìn về phía Lệ Kinh Thiên phương hướng, trong mắt đều là khó có thể lý giải được chi sắc. Cái này thiên cương cuồng tôn, còn thật vào ở Lạc gia a, mà lại. Còn mẹ hắn chỉ là cái trưởng lão, liền cung phụng đều không phải là. Nhưng là cái này sao có thể? Êm đẹp đế vương môn khách tòa cung phụng ngươi không thích đáng, càng muốn đi Lạc gia như thế cái tam lưu gia tộc làm trưởng lão, ngươi không có bệnh a? Hoàng Phủ Thiên Nguyên cũng là một mặt quái dị nhìn lấy hắn, lúng túng chép chép miệng, thật lâu không nói ra một câu. Lãnh Vô Thường vuốt khẽ chòm râu, tiến lên một bước, chất vấn, Lệ lão, vì cái gì? Hừ, cái này còn phải nói sao? Lão phu từ trước đến nay không lợi không dậy sớm, sở dĩ vứt bỏ đế vương môn đi Lạc gia, đương nhiên là bởi vì Lạc gia có, đế vương môn cho không đồ vật tồn tại. Lệ Kinh Thiên cười ngạo nghễ, đạm mạc lên tiếng. Thế nhưng là lời vừa nói ra, lần nữa nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Đường đường bảy nhà đứng đầu đế vương môn, thế mà so ra kém một cái nho nhỏ Lạc gia. Cái này thật sự là làm trò cười cho thiên hạ a. Bất quá, lời này nếu là người khác nói cũng liền thôi, mọi người nhất định sẽ chế giễu người kia là cái kẻ ngu. Nhưng là câu nói này, lại là từ đường đường thiên cương cuồng tôn chính miệng nói ra, cái này hoàn toàn khác biệt. Một vị thần chiếu đỉnh phong cao thủ, vứt bỏ đại gia tộc hậu đãi tài nguyên tu luyện, chạy đến một cái tiểu gia tộc đi xuống chức làm trưởng lão, nếu là không có một chút xíu chỗ tốt, quỷ mẹ hắn mới đi đâu. Nhưng là cứ như vậy, vấn đề lại tới, Lạc gia đến tột cùng có đồ vật gì, có thể đem thiên cương cuồng tôn dạng này tuyệt thế cao thủ, theo đế vương môn cho đào chân tường đào tới. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Trác Phàm phương hướng. Tất cả mọi người biết, có thể đem vị này hung thần ác sát lão ma đầu kéo vào gia tộc, nhất định lại là tiểu tử này dở trò quỷ. Bất quá tay này đào chân tường công phu, cũng quá mẹ hắn làm cho người bội phục a. Đến tột cùng là làm sao làm được đâu. Long Cửu nhìn không được một trận lắc đầu cảm thán, lão phu đã sớm nhìn ra, cái này huynh đệ đào chân tường bản sự thiên hạ ít có. May mắn mình nhìn đến căng đầy, bằng không Tiềm Long Các một món lớn cao thủ bị đào đi, cũng không phải là không có cái này khả năng a. Có điều hắn làm sao biết, Tiềm Long Các những người kia, coi như tặng không cho Trác Phàm còn không nhất định để ý đâu. Không để ý đến mọi người ánh mắt kinh dị, Lệ Kinh Thiên chậm rãi quay người, nhìn về phía đã là một đầu tay gãy Trác Phàm, trong mắt không khỏi lóe qua một tia đau đớn, giang hai cánh tay, hung hăng ôm một chút hắn thân thể, sắc mặt nghiêm nghị nói, Trác quản gia, người phân phó đi. Hơi hơi hiên ngang đầu, Trác Phàm xa xa nhìn về phía đế vương môn phương hướng, tại Lệ Kinh Thiên bên tai, lạnh lùng lên tiếng, nơi này tất cả đế vương môn người, một tên cũng không để lại. Lạnh lùng lời nói truyền khắp mọi người tại đây bên tai, mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được nhìn Trác Phàm liếc một chút. Ác ma này, cư nhiên như thế tàn nhẫn, muốn tiêu diệt nơi này tất cả đế vương môn cao tầng. Thế nhưng là, thiên cương cuồng tôn Lệ Kinh Thiên không phải người ngu, sự kiện này một khi làm, chẳng khác nào cùng bảy nhà đứng đầu đế vương môn khai chiến, đó cũng không phải là đùa giỡn. Cái này Trác Phàm bị cừu hận choáng váng đầu óc. Chỉ biết báo thù, cái này Lệ Kinh Thiên đừng nói lúc trước là đế vương môn cung phục, đối đế vương môn chắc là có chút cảm tình, vẻn vẹn là hắn hiện tại là Lạc gia trưởng lão, vì gia tộc cân nhắc, cũng không nên theo cái này ác ma quản gia cùng một chỗ khinh suất đi. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, Lệ Kinh Thiên không nói hai lời,
hung hăng vỗ vỗ Trác Phàm bả vai về sau, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đế vương môn mọi người phương hướng, đã lộ ra trần trụi sát ý, đúng là thật muốn chấp hành Trác Phàm đổ sát kế hoạch. Điên, Lạc Gia một đám người đều đi theo Trác Phàm điên. Mọi người tại đây nhìn không được ai thán lên tiếng, ào ào tứ tán ra tránh né. Một vị thần chiếu cao thủ đại đổ sát, bọn họ cũng không muốn dính líu vào. Long Giật Phi bọn người vốn định khuyên can một phen, nhưng nhìn đến Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên cái kia dứt khoát ánh mắt, liền biết rõ nói cái gì đều vô dụng, đành phải mang theo tộc nhân vội vã thối lui, khỏi bị vạ lây. Mà cũng ngay một khắc này, đụng một tiếng vang thật lớn, Lệ Kinh Thiên đột nhiên đạp chân xuống, liền trong nháy mắt hướng Hoàng Phủ Thiên Nguyên bọn người phóng đi. Cái kia cường hãn uy áp, như là một tòa núi lớn đè xuống, Hoàng Phủ Thiên Nguyên tính cả hơn 30 vị thiên huyền trưởng lão, đột nhiên cảm giác khí tức trì trệ, lại là nhất thời ngay cả hít thở cũng khó khăn lên, căn bản không có nửa phần sức phản kháng, không khỏi sắc mặt hoảng hốt. Đây chính là thần chiếu đỉnh phong thực lực cao thủ, tại Lệ Kinh Thiên trước mặt, bọn họ căn bản là cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Thế mà, ngay tại lúc này, đụng một tiếng, lại một bóng người xẹt qua, một đạo áo trắng trường sam đột nhiên xuất hiện tại Lệ Kinh Thiên trước người, nhất trưởng đánh ra. Oanh! Tựa như thiên địa oanh sập đồng dạng, hai người song trưởng tương giao, phát ra rung khắp tim phổi mãnh liệt tiếng vang, cho nên tại chỗ tất cả mọi người, cũng nhịn không được bưng bít lấy hai lỗ tai, cúi thấp đầu. Cho dù Long Giật Phi những ngày này huyền đỉnh phong cao thủ, cũng là mặt hiện sầu khổ, bịt lấy lỗ tai, khó khăn trèo trống, mới chưa cúi người, nhưng bọn hắn trên đầu mồ hôi lạnh, đã làm cho tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ. Cho dù là bọn họ, cũng vạn vạn không chịu nổi cái này hai đại cao thủ giao phong sóng âm chấn động. Đạp đạp đạp. Nhất trưởng sau đó, hai người cùng nhau lui năm bước, mới dừng thân lại. Nhấc mắt nhìn đi, lại chính gặp ngăn ở Lệ Kinh Thiên trước mặt không là người khác, chính là Ngọc Tiêu Kiếm Thần, Phương Thu Bạch không thể nghi ngờ. Đưa tay chỉnh trọng ôm một cái quyền, Phương Thu Bạch một mặt nghiêm túc nói, Thiên Cương Cuồng Tôn Lệ Kinh Thiên, quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ bội phục. Hoàng thất ngũ đại hộ long thần vệ một trong, Ngọc Tiêu Kiếm Thần Phương Thu Bạch, lão phu từ lâu cửu ngưỡng đại danh. Bây giờ thấy một lần, xác thực không tầm thường, chỉ là ngươi giờ này khắc này cản ở trước mặt lão phu, là muốn cùng lão phu phân cao thấp đi. Khóe miệng hơi hơi một phát, Lệ Kinh Thiên hai mắt trải qua khát máu vẻ hưng phấn, đệ nhất võ si tính tình để hắn gặp mạnh càng mạnh, chiến ý đúng là vào lúc này đạt đến tối đỉnh phong thời khắc. Phương Thu Bạch gặp này, bất giác giật mình, vội vã khoát tay nói, Lệ huynh, Phương mỗ cũng không phải là có ý đối địch với các hạ, chỉ là hoàng mệnh tại thân, muốn bảo trì Vân Long thành trật tự. Người muốn hướng đế vương môn xuất thủ lời nói, tại hạ không thể không ngăn cản. Còn mời các hạ cho mới một cái nào đó chút tình mọn, miễn sinh sự đoan đi. Dạng này đối đế vương môn cùng Lạc Gia đều tốt, không phải sao? Mí mắt hơi hơi run run. Lệ Kinh Thiên thật sâu liếc hắn một cái, cũng là cảm thấy hắn nói có lý. Lạc Gia giờ này khắc này cùng đế vương môn trở mặt, sẽ chỉ liều cái lưỡng bại câu thương, thật sự là không khôn ngoan tiến hành, thế nhưng là... Quay đầu nhìn Trác Phàm liếc một chút, lại chỉ thấy hắn một mặt lạnh lùng, trong đồng tử trừ nồng đậm sát ý, liền lại không ai trả lời, biết tâm ý của hắn đã quyết. Lệ Kinh Thiên bất giác hung hăng khẽ cắn môi, lần nữa nhìn về phía Phương Thu Bạch. Nhếch miệng cười nói, Phương tiên sinh, Lệ mỗ khó được gặp phải giống như ngươi cao thủ, bất động hai chiêu, há có thể từ bỏ ý đồ. Bất giác sững sờ, Phương Thu Bạch chăm chú nhìn Lệ Kinh Thiên tà tiếu khuôn mặt, nhíu mày, trong lòng hồ nghi. Nghĩ đến cái này Thiên Cương Cuồng Tôn mặc dù là cái võ si, nhưng tuyệt không phải không não thế hệ, như thế nào làm việc như thế tùy ý làm bậy. Hắn hôm nay một khi động thủ, giết dù là đế vương môn một tên trưởng lão. Vậy nhưng thật chính là muốn đem Lạc Gia kéo vào cùng đế vương môn đại chiến bên trong a, cái này. Thế nhưng là rất nhanh, Phương Thu Bạch liền ý thức được, sự tình không có đơn giản như vậy, nhìn Lệ Kinh Thiên vừa mới quay đầu nhìn qua phương hướng, rõ ràng cũng là hướng Trác Phàm xin chỉ thị. Đường đường Thiên Cương Cuồng Tôn, thế mà lấy một vị mới vào thế đạo thanh niên như thiên lôi sai đâu đánh đó, cái này thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Bất quá khi trước tình thế. Cũng là như thế, mặc kệ hắn nói với Lệ Kinh Thiên lời gì, đều cái dám dùng không có, có thể thuyết phục Trác Phàm mới là vương đạo.
Sau đó Phương Thu Bạch vội vàng quay đầu nhìn về phía Trác Phàm vị trí, vội vàng nói, Trác quản gia, lão phu biết rõ trong lòng ngươi tức giận, nhưng nơi này tuyệt không phải là giải quyết tư nhân ân oán chi địa, mời chớ có bởi vì cá nhân nguyên nhân mà đưa tới hủy nhà diệt tộc chi họa. Lời ấy chưa dứt, mọi người đầu tiên là sững sờ, mặt mũi tràn đầy không hiểu, hai đại cao thủ giao đấu, coi như thuyết phục cũng nên khuyên lệ kinh thiên a. Hắn nếu không muốn dừng tay, ai có thể ngăn được. Thế nhưng là rất nhanh, mọi người liền tỉnh ngộ lại. Đúng a, lệ kinh thiên sở dĩ xuất thủ, là bởi vì Trác Phàm một câu mệnh lệnh. Chẳng lẽ nói, Trác Phàm một câu cũng như cũ có thể làm cho lệ kinh thiên dừng lại. Đường đường thần chiếu đỉnh phong cao thủ, thiên cương cuồng tôn chẳng lẽ là hết thảy nghe Trác Phàm mệnh lệnh hành sự sao? Nghĩ tới đây, không chỉ có là những cái kia phổ thông gia tộc, liền xem như Ngự Hạ Thất gia gia chủ, nhìn về phía Trác Phàm phương hướng cũng là cả kinh trợn mắt hốc mồm, tròng mắt đều nhanh rơi ra tới. Thần chiếu cao thủ a, tại Ngự Hạ Thất gia cũng là cầu gia gia cáo nãi nãi giống như cung phụng tồn tại, liền gia chủ đều muốn cho ba phần chút tình mọn. Gặp phải khẩn cấp tình thế, cũng chỉ có thể thỉnh cầu xuất thủ, mà không thể mở miệng mệnh lệnh. Nếu không lời nói, cung phụng đều có thể không để ý tới gia chủ bất luận cái gì khẩn cầu sự tình. Nhưng là bây giờ, thần chiếu đỉnh phong cao thủ thế mà lại nghe một người trẻ tuổi bài bố, lại là để bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Đến tột cùng là cái này lệ kinh thiên dễ tính, vẫn là Trác Phàm thủ đoạn cao đây. Bất quá, lão nhân này thiên cương cuồng tôn hung danh bên ngoài, nghĩ đến tính khí sẽ không quá hòa thuận. Vậy cũng chỉ có loại thứ hai khả năng, Trác Phàm thủ đoạn kinh người, đúng là đem cái này thiên cương cuồng tôn cũng thu phục ngoan ngoãn. Mà lại, cứ như vậy, lệ kinh thiên vì sao chỉ là Lạc gia trưởng lão, mà không phải cung phụng, cũng liền thuyết phục. Cung phụng là tại gia chủ phía trên, làm tổ tông một dạng cung cấp nuôi dưỡng tồn tại, chỉ có trưởng lão mới có thể cung cấp điều động. Thế nhưng là, Trác Phàm a Trác Phàm, tại trên danh nghĩa, ngươi chỉ là Lạc gia một quản gia, sao có thể có quyền lực chỉ huy đến trưởng lão đâu. Long Giật Phi bọn người liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía Trác Phàm phương hướng đều là khổ cười ra tiếng, tiểu tử này chỉ sợ là trên đời này trâu bò nhất quản gia a, thật sự là không phục không được a. Nếu là chúng ta cũng có như thế một vị cường hãn quản gia, lại là không biết nên cao hứng hay là khổ sở. Không có để ý mọi người tất dẫn nghị luận, Trác Phàm lạnh lùng nhìn Phương Thu Bạch liếc một chút, lại là đạm mạc chuyển qua đầu. Ý tứ rất rõ ràng, ông đây mặc kệ. Phương Thu Bạch bất giác trì trệ, nhất thời sắc mặt không tự nhiên lại, tiểu tử này thực sự quá không nể mặt mũi. Mà Lệ Kinh Thiên lại là cười lớn một tiếng, trong mắt phóng xuất ra trần trụi chiến ý, quát nói, Phương tiên sinh, Lệ mỗ khó được cùng các hạ dạng này cao thủ nhất chiến, thì không lưu lực, cũng mời các hạ có thể toàn lực ứng phó. Nếu là các hạ thua lời nói, thì đừng trách Lệ mỗ ở đây đại khai sát giới. Lệ huynh, Phương mỗ vẫn là câu nói kia, hoàng mệnh tại thân, Phương mỗ tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào tại Vân Long Thành làm càn. Ánh mắt khẽ híp một cái, Phương Thu Bạch gặp trận chiến này, tránh cũng không thể tránh, bất giác Tiêu Ngọc nằm lê lết, ngập trời khí thế đột nhiên thả ra. Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, Lệ Kinh Thiên gặp Phương Thu Bạch rốt cục nghiêm túc, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười lớn một tiếng, liền bỗng nhiên xông về phía trước, một tiếng long ngâm giống to đột nhiên vang vọng cửu thiên vân không. Ma sát tam tuyệt thức thứ hai, quỷ long chảo. Giống. Kinh thiên nộ hống phát ra, Lệ Kinh Thiên toàn thân màu đen khí tức đại thịnh, nhất chảo cầm ra. Phía trên uy áp mạnh mẽ, giống như muốn đem trước mặt cả vùng không gian đều bẻ vụn một dạng. Bất giác hít sâu một hơi, Phương Thu Bạch hiển nhiên không nghĩ tới, Lệ Kinh Thiên toàn lực xuất thủ lại có uy năng như thế, bất giác sắc mặt cấp tốc ngưng trọng lên, khẽ cắn môi, Tiêu Ngọc một lập, thẳng tắp hướng cái kia màu đen long chảo mãnh liệt đâm đi qua. Huyền Thiên kiếm cương, quát. Ông, một trận vô hình ba động phát ra, cái kia đạo Tiêu Ngọc đột nhiên bị thanh sắc phong cương bao khỏa, hóa thành một thanh trùng thiên kiếm lưỡi đao, không có không đình trệ đâm thủng bầu trời không gian. Chỉ một thoáng, màu đen cùng thanh sắc hai đạo quang mang đột nhiên đụng vào nhau, phát ra chấn nhân tâm phách trùng kích âm thanh. Cái kia cỗ đáng sợ trùng kích dư âm bỗng nhiên khuếch tán ra, làm cho bốn phía tất cả mọi thứ sự vật đều là trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cũng may mắn mọi người sớm có dự kiến trước, ào ào rời đi thật xa, không phải vậy nơi này lại phải biến đổi thành thi hài khắp nơi lò sát sinh.
Chờ hết thảy bình ổn lại, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhịn không được tròng mắt co rụt lại, cả kinh hé miệng. Chỉ thấy giờ này khắc này, Lệ Kinh Thiên cùng Phương Thu Bạch đối mặt mà đứng, trung gian bất quá 5 mét khoảng cách, nhưng là hai người sắc mặt, lại đều là ngưng trọng dị thường. Ngọc Tiêu kiếm thần Phương Thu Bạch cầm lấy Tiêu Ngọc cái tay kia, càng không ngừng lay động, nhìn về phía Lệ Kinh Thiên phương hướng, mi đầu nhịn không được run, trong mắt kinh hãi càng là tột đỉnh. Mà Lệ Kinh Thiên giờ này khắc này, dĩ nhiên đã đầy tay vết máu, đỏ thẫm máu tươi ngăn không được theo trong tay hắn xuống. Lệ lão, thua. Bất giác nháy mắt mấy cái, Lạc Vân Thường một mặt lo lắng, Trác Phàm lại hơi hơi lắc đầu, đạm mạc lên tiếng, cũng không có thua, bất quá cũng lực lượng tương đương, ai cũng không làm gì được ai. Tiếng nói vừa dứt, đụng một tiếng vang giòn dưới, Phương Thu Bạch cái viên kia Tiêu Ngọc, nhất thời vỡ vụn ra, rơi xuống mặt đất. Thật sâu nhìn một chút trong tay đoạn tiêu, Phương Thu Bạch bất giác thở dài, nhìn lấy Lệ Kinh Thiên ngưng trọng gật đầu, Lệ huynh, Phương mỗ chi này Tiêu Ngọc, tùy thân hơn 50 năm, nghĩ không ra hôm nay thế mà đứt gãy ở đây, tính toán Phương mỗ thua ngươi nửa chiêu. Lông mày nhíu lại, Lệ Kinh Thiên cười khẽ một tiếng, chậm rãi nâng lên cái kia tràn đầy máu tươi bàn tay, cởi mở nói, Lệ mỗ cái này thiết trưởng, nương theo Lệ mỗ 158 năm. Hôm nay thế mà tại các hạ trong tay thụ thương, tính toán Lệ mỗ thua các chiêu tiếp theo. Lời vừa nói ra, song phương liếc nhìn nhau về sau, lại đều là cười to lên, đồng thời trong lòng âm thầm gật đầu, có loại biết anh hùng nặng anh hùng cảm giác. Phương tiên sinh, bây giờ thắng bại chưa phân, chúng ta lại đến một trận như thế nào? Lệ Kinh Thiên phất phất tay bên trong vết máu, hào khí vượt mây nói. Phương Thu Bạch nhìn xem trong tay đoạn tiêu. Khóe miệng hơi vỉnh, đạm mạc gật đầu tốt, đã Lệ huynh có nhã hứng, Phương mỗ phụng bồi chính là. Cái kia rất tốt. Lệ Kinh Thiên gật đầu một cái, cười to lên, tiếp lấy liền muốn xuất thủ lần nữa. Thế nhưng là đúng lúc này, Trác Phàm đạm mạc thanh âm, lại là lạnh lùng truyền đến hắn trong tai, Lệ lão, hôm nay chúng ta cho Phương tiên sinh cái mặt mũi, thì không nên gây chuyện. Cùng đế vương môn cửu oán, chúng ta ngày khác lại nói. Lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau nhịn không được rút rút gương mặt. Lời nói này thật đúng là xinh đẹp, cái gì gọi là cho Phương tiên sinh cái mặt mũi. Người muốn thật nể tình lời nói, ngay từ đầu hai người liền sẽ không đánh. Bây giờ nói ra lời nói này, chỉ là biết đánh không lại, thấy tốt thì lấy thôi, còn nói đến như thế đường hoàng. Bất quá dạng này cũng tốt, tổng so với cái kia không biết tự lượng sức mình, dây dưa không nghỉ người mạnh hơn. Tiểu tử này quả nhiên đầy đủ thông minh, biết rõ tiến thối. Phương Thu Bạch khẽ vuốt chòm râu, khẽ gật đầu, cười nói, đã như vậy, Lệ huynh, như vậy chúng ta thì ngày khác so tài nữa. Không phải vậy nhà các ngươi Trác quản gia, nhưng là muốn tức giận. Lệ Kinh Thiên do dự nửa ngày, trầm ngâm một chút, lại là bất đắc dĩ gật gật đầu, ai thán nói, tốt a, nếu là chúng ta Trác quản gia lên tiếng, lão phu cũng không có cách. Như vậy chúng ta ngày khác tái chiến. Nói xong, Lệ Kinh Thiên liền ôm một cái quyền, quay đầu hướng Trác Phàm phương hướng đi đến. Chỉ là, nhìn lấy hắn bóng lưng rời xa, Phương Thu Bạch lại là thật sâu nhíu mày. Vừa mới hắn cố ý dùng ngôn ngữ chế nhạo Lệ Kinh Thiên, cái gì đều lấy Trác Phàm tiểu quỷ kia như thiên lôi sai đâu đánh đó, vốn định đo đo hắn đối Trác Phàm mệnh lệnh có mấy phần độ trung thành. Nhưng không nghĩ tới lớn nhất đáng sợ sự tình phát sinh. Lệ Kinh Thiên đối với cái này vậy mà không chút nào coi là ngang ngược, còn một mặt lạnh nhạt. Giống như hắn thiên cương cuồng tôn, đường đường thần chiếu đỉnh phong cao thủ, nghe một cái hoàng mao tiểu tử mệnh lệnh là chuyện đương nhiên đồng dạng, độ trung thành tổng cộng đến 10 phần 10. Cứ như vậy, Trác Phàm vương giả tư chất, chỉ sợ cũng không chỉ là ảnh hưởng đến cùng tuổi bối phận đơn giản như vậy, hắn lực thu hút lại có thể để Lệ Kinh Thiên dạng này đại ma đầu đều nghe lời răm rắp, cái này thật đáng sợ. Điều này nói rõ Trác Phàm so với Hoàng Phủ Thanh Thiên đến, khả năng càng thích hợp thành vì vương giả, cái kia thu phục địa mạch long hồn, cũng không phải là trong lúc vô tình sự tình. Hắn thật có trở thành đế hoàng tư chất, là chân chính thiên mệnh sở quy. Trong lúc nhất thời, Trác Phàm ở trong mắt Phương Thu Bạch, trở thành uy hiếp hoàng thất lớn nhất tồn tại. Phương tiên sinh. Đột nhiên, Trác Phàm hướng Phương Thu Bạch vẫy tay, khóe miệng xẹt qua một đạo không hiểu ý cười. Ngài vừa mới ngăn lại Lệ lão thân pháp, ngược lại là rất nhanh a. Thật không hổ là hộ long thần vệ,
bệ hạ phái ngài đến bảo trì Vân Long Thành trật tự, thật sự là chọn đúng người. Bất giác khí tức trì trệ, Phương Thu Bạch không khỏi gương mặt hơi hơi hồng hồng. Trác Phàm ý này, người khác có lẽ không hiểu, nhưng là hắn lại làm sao có thể nghe không ra nói móc chi ngôn. Đây rõ ràng cũng là ở trong tối phúng chính mình, Hoàng Phủ Thiên Nguyên bốn người hướng hắn đánh lén lúc, chính mình không có xuất thủ, nhưng Lệ Kinh Thiên xuất thủ đối phó Hoàng Phủ Thiên Nguyên bọn họ lúc, chính mình nhưng lại đứng ra, rõ ràng cũng là có ý đưa hắn vào chỗ chết. Bảo trì Vân Long Thành trật tự, bất quá chỉ là lấy việc công làm việc tư lấy cớ thôi. Cứ như vậy, rất rõ ràng, chính mình trong mắt hắn, cũng đã bị thiết đặt làm địch giả tưởng. Vừa mới hắn để Lệ Kinh Thiên xuất thủ đối phó Hoàng Phủ Thiên Nguyên bọn họ, thực mục đích là đang thử thăm dò chính mình thực lực. Tên tiểu quỷ này, thật sự là quá lợi hại. Nhìn chằm chằm Trác Phàm tà dị tiếu dung, Phương Thu Bạch thở sâu, thở dài lên tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.